thấy Thạch Côn đột nhiên làm ra hành động này, Hàn lập nhíu mày nhưng lại lập tức khôi phục như thường nói. Nếu Thạch huynh đã nhìn chúng vật ấy thì Hàn Mỗ cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần Liễu tiên tử đồng ý là được, từ trong đỉnh này thả ra một số bảo vật tuyệt luân nên tiểu muội cũng muốn thu lấy nhưng dù sao Thạch huynh đã giành trước rồi. Như thế mà nói thì tiểu muội cũng sẽ không tranh chấp. Cứ cấp cho đạo hữu đi, Liễu Thúy Nhi nhìn Kim đỉnh, tinh quang lưu chuyển trong mắt một trận rồi cũng lộ ra vẻ tiếc nuối nói: vật ấy nếu đã bị thạch côn lấy được vào tay thì nàng ngay cả có chút không nỡ cũng chỉ có thể nói như thế mà thôi thạch côn cười hắc hắc rồi ngông nghinh đem kim đỉnh thu vào trong tay áo sau đó ánh mắt hắn lại thoáng nhìn phát hiện ra hàn lập không biết khi nào đã quay mặt về phía tấm bình phong quỷ dị kia ngưng thần nhìn hàn huynh người có phát hiện ra cái gì không đại hán thấy hàn lập nhìn đến xuất thần thì không nhịn được hỏi thứ này không phải đơn giản hàn lập đầu cũng không quay lại nói một câu thạch côn nghe xong thì trong lòng tự nhiên không nói gì thêm tấm bình phong này có thể cắn nuốt thần niệm của bọn họ thì tự nhiên là không phải bình thường hắn muốn có đáp án thì tự nhiên là không thể hàm hồ được nhưng trong tình hình này cũng không tiếp tục truy vấn hắn chỉ có thể trợn to hai mắt âm thầm dung các loại bí thuật dò xét tấm bình phong này bên kia liễu thúy nhi cũng đứng ở bên cạnh bình phong trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm như đang cân nhắc cái gì đó đúng lúc này thân hình hàn lập nhoáng lên một cái rồi quỷ dị đi vòng qua mà tới mặt sau tấm bình phong. Hai tay nhất tề nâng 10 ngón tay lên liên tiếp bắn ra, hào quang chợt lóe lên rồi các pháp quyết bắn ra đều nhằm tấm bình phong bắn đi. Vừa thấy hàn lập có hành động như vậy thì thạch côn cùng liễu thúy nhi tự nhiên cả kinh, đều dừng hành động của mình lại mà nhìn về chỗ hàn lập. Đúng lúc này, trong miệng hàn lập quát khẽ một tiếng, trong mắt có một đoàn hắc khí quay tròn hiện ra, tiếp theo ngưng trọng lại mà biến ảo thành một cái pháp mục. Pháp mục này ô quang chợt lóe lên, nhất thời một đạo hắc sắc quang trụ phun ra rồi trực tiếp kích lên trên tấm bình phong. Nhất thời mặt sau bình phong có một trận âm thanh vù vù phát ra, một mảnh thất sắc quang hà chợt phun ra đem hàn lập cuốn lấy nhưng chấp giật bay trở về. Chỉ thấy mặt sau trong bình phong trống rỗng, bóng dáng hàn lập đã biến mất. Thạch côn cùng liễu Thúy Nhi trong lòng dùng mình một cái, cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình vừa động đồng dạng vào tới mặt sau bình phong kết quả chỉ thấy trong quầng sáng màu xanh minh mông từ bình phong phát ra không biết từ khi nào đã có thêm bốn cái cổ văn. Bình Trung Động Thiên, đồng tử Liễu Thúy Nhi co lại rồi thì Thảo nói, chương 1713, Đắc Đan, cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàn Lập đang ở trong một cái không gian kỳ quái, bốn phía đều là một mảnh xám xịt, chỉ có duy nhất cách đó không xa là một cánh cửa cực lớn toàn thân màu xám đen, mặt trên có vô số phù văn màu kim ngân lẫn lộn. Không khí thoát minh thoát ám, có vẻ thần bí dị thường. Cánh cửa này rõ ràng là hoàn toàn giống với cánh cửa lúc trước ở trong tấm bình phong, lúc này hắn giống như bị cuốn vào trong bức tranh trên bình phong. Nơi này quả nhiên là một chỗ cùng loại với tu di động thiên. Hàn lập sau khi nhìn qua mọi nơi thì ánh mắt liền dừng lại ở trên cánh cửa cực lớn, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Bỗng nhiên một tay hắn vừa lật, trong tay linh quang chấp động rồi một cái trận bàn hiện ra trong tay, còn tay kia nhanh chóng bấm quyết thúc dục pháp lực, chỉ thấy trận bàn bắn nhanh ra ngoài. Pháp bàn sau khi bay ra bốn phía một chút thì liền hóa thành một đoàn quang cầu rơi thẳng xuống, vừa tiếp xúc với mặt đất thì tiến vào trong đó không thấy bóng dáng. Một lúc sau, một cỗ xương mù màu trắng từ chỗ trận bàn biến mất tuôn ra. Sương mù đậm đặc nhưng không tán lại hình thành một tầng xương mù cực kỳ dày đặc đem Hàn Lập cùng cánh cửa phía trước tất cả che kín lại. Ở một góc khác, Hàn Lập lúc này thần sắc hơi buông lỏng, tay áo bảo run lên, một đoàn thanh quang bao lấy một vật bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì bỗng nhiên huyền phù trước người đúng là hư thiên đỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn cái đỉnh này một chút, kết quả là cái nắp tự hành mở ra, từ bên trong có thanh quang chợt lóe rồi một đạo bạch sắc hư ảnh bắn ra. Sau khi ra đến giữa không trung thì hiện ra một nữ đồng chừng 6-7 tuổi, quần áo màu trắng, khuôn mặt tròn xoe, cực kỳ đáng yêu. Đúng là nha đầu khúc nhi này, tham kiến công tử, nha đầu kia hướng về phía hàn lập chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ, cười hì hì nói. Làm không tệ, có thể ở trong đỉnh mà không lộ ra chút khí thức nào, ngay cả ta cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Hai người kia tự nhiên là càng không thể phát hiện, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng tán dương nói. Điều này là đều dựa vào bảo vật cùng phù lục của công tử ban cho, nếu không bằng vào thần thông của Khúc Nhi thì làm sao có thể giấu giếm được hai gã luyện hư đỉnh giai kia chứ? Khúc Nhi cười hi hi nói, nàng nói xong thì trên người thanh quang chợt lóe rồi một tấm hắc xa từ trên người bay ra, đồng thời một tay hư không đẩy ra một tấm thái nhất hóa thanh phù bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Sau đó tiếp tục hai tay cung kính cầm hai vật dâng lên trả lại cho Hàn Lập. "Không cần đưa cho ta nữa." Người tự thân am hiểu độn thuật cùng ẩn nặc vật, hai bảo vật này ở trong tay ngươi lại càng có thể phát huy ra uy năng kinh người. "Cái khác không nói, cho dù là ta tự mình vận dụng hai vật này thì cũng không nhất định ở trong khoảng cách gần như thế mà giấu giếm được hai người kia. Hơn nữa ta còn đồ vật khác cũng có công năng tương tự, ngươi cứ việc lưu lại để hộ thân đi." Hàn Lập khoát tay chặn lại nói, nếu công tử đã nói như vậy thì tiểu tỷ sẽ lưu lại chúng nó. khúc nhí khẽ cười rồi đem hắc xa cùng phù lục trực tiếp thu lại. chỉ thấy thanh quang lóe lên rồi hai vật kia liền biến mất. hàn lập thấy vậy thì mỉm cười rồi thần sắc ngưng trọng hỏi. lúc trước ta thu bảo vật từ kim đỉnh ra đã cố ý làm cho linh quang trở nên chói máu một chút thì mới nhân cơ hội đưa ngươi vào trong hư thiên đỉnh. nhưng khoảng thời gian đến lúc mở đỉnh này ra để xem bảo vật rất ngắn, ngươi có kịp ra tay hay không? hi hi Khúc Nhi động tác chính là rất nhanh, chủ nhân người xem. Nữ đồng nghe vậy thì đắc ý cười, tiếp theo bàn tay nhỏ bé vừa lật lấy ra một viên đan dược ánh vàng rực rỡ. Hư linh đan, làm tốt lắm, Hàn Lập tuy rằng trong lòng mơ hồ có vài phần phán đoán nhưng một khi thực sự nhìn thấy đan dược này thì vẫn mừng rỡ. Hắn vung tay đem khỏa kim sắc đan dược kia từ chỗ nữ đồng nhiếp lại trong tay, sau khi ngưng thần nhìn kỹ thì cuối cùng cũng xác định không có lầm. So với hai khỏa kia thì không có khác gì. Hàn Lập tuy rằng chưa biết được công năng cụ thể của nó nhưng ngay cả Thải Lưu Anh cùng đoạn thiên nhận là những tồn tại hợp thể kỳ đều lâm vào tình thế bắt buộc phải có, không ai nhường ai thì cũng biết nó quý hiếm đến mức độ nào. Bởi vì chủ nhân lúc trước đã phân phó cho ta không được đụng vào các bảo vật là pháp khí mà tập trung lưu ý dược bình cùng dược hạp linh tinh gì đó. Cho nên ta cũng chỉ lấy ra từ trong bình một viên đan dược mà thôi. Vì chủ nhân đã dặn nên nếu số lượng đan dược vượt quá hai khảo thì lấy đi một khỏa. Khúc Nhi là hoàn toàn nghe theo mà làm, nếu không hai khỏa kia ta cũng không muốn lưu lại đâu. nữ nồng nọ khẽ nhếch môi lên, bộ dáng vẫn có vài phần tiếc hận. hàn lập nghe xong thì cười ha ha nói, ngươi như thế là có chút lòng tham a, à, có thể qua mặt hai người kia mà lấy được một viên hư linh đan đã là rất may mắn cùng rất có cơ duyên rồi. nếu thật sự động đến mấy viên đan dược khác thì ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. bất quá cũng may mắn trong bình có ba khỏa đan dược, nếu thật sự chỉ có một viên thậm chí là hai viên thì đúng là rất khó giải quyết. không thể. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà buông tha mà thôi. Ta cũng không muốn tại dị tộc chi địa bị hai gã hợp thể kỳ truy sát đâu. Hàn Lập sau khi cười rồi giải thích một hai câu thì một tay hướng vào vòng chữ vật phất tay một cái, cái tử kim tiểu bình kia lại xuất hiện trong tay. Hắn đem đan dược bỏ vào trong đó, sau đó lại dán thêm mấy đạo phù lục lên trên rồi mới đưa cái bình này cẩn thận thu lại. Chủ nhân nói như thế thì khẳng định là có đạo lý nhưng trơ mắt nhìn thấy linh đan rơi vào tay hai người kia thì trong lòng tiểu tỷ cảm thấy có chút không cam tâm. Khúc Nhi vẫn có vài phần không cam lòng nói. Hàn Lập mỉm cười lắc lắc đầu nhưng lại lập tức nghĩ tới cái gì đó mà vung tay lên, từ trong đó có vô số khẩu phi đao dài chừng một tấc tuôn ra. Mỗi khẩu đều tỏa ra hàn quang lạnh người mà mỏng như giấy, trong nháy mắt liền trải rộng ra trong không trung phụ cân, số lượng chừng 3-400 khẩu. Chủ nhân, đây là... Nữ đồng nhìn thấy cảnh này thì có chút há hốc mồm hỏi. Đây là một bộ phi đao trước đây ta ở hải ngoại dùng hai cánh quái Nga luyện hóa mà thành, tổng cộng có 360 khẩu ta xem ngươi còn chưa có bảo vật hộ thân liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Chúng nó tuy rằng không thể so sánh với thông thiên linh bảo đỉnh giai bảo vật gì đó nhưng nếu có thể luyện hóa toàn bộ thì đụng tới đối thủ bình thường thì thừa sức hộ thân. Cũng coi như ngươi lần này lập công mà tưởng thưởng, Hàn Lập nói xong, một tay hướng lên hư không đẩy đi. Nhất thời Hàn Quang đầy trời chất động, hơn 300 khẩu phi đao chợt lóe lên rồi bắn nhanh đi. Một lát công phu sau, tất cả phi đao liền rơi vào trong tay Khúc Nhi. Đa tả công tử thưởng bảo vật, Khúc Nhi nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, thân hình nhoáng lên một cái liền trở nên mơ hồ mà biến mất không thấy nhưng ngay sau đó liền xuất hiện ra trước người Hàn Lập rồi kinh hỉ hò hét đem phi đao thu lại. Tốt lắm, vì cẩn thận thì ngươi trở về bản thể mà hảo hảo luyện hóa số phi đao này đi, không được ta gọi về thì không cần hiện thân trước mặt người khác. Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị phân phó một câu, dạ, công tử, Khúc Nhi nhất định sẽ thành thật tu luyện, nữ nồng này tự nhiên là đáp ứng, sau đó một tay bấm quyết rồi mang theo chúng phi đao hóa thành một đoàn bạch quang hướng một chỗ trên người Hàn Lập nhảy vào mà biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy thì thở ra một hơi, ánh mắt vừa động rơi lên trên cánh cửa cực lớn cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Cơ hồ trong lúc đó, ở trong tử sắc chủ điện ban đầu, Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi đang nhìn tấm bình phong trước mắt chỉ thấy một tầng thanh sắc quang mang bao phủ phía trên tấm bình phong đã tiêu tán hầu như không còn để hình ảnh hiển lộ ra nhưng lúc này trong bức tranh lại tràn ngập một tầng mây mù màu trắng khiến cho hai người căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của cánh cửa thật lớn bên trong. Ở bốn phía bình phong không biết khi nào đã có thêm 10 cây hoàng sắc phiên kỳ, phía trên có hoàng quang thản nhiên chấp động vừa lúc đem bình phong vây vào bên trong, tạo thành một cái pháp trận trên không. Mà trước người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đang có hai ba kiện bảo vật lè lè sáng lên mà huyền phù trên không lúc này đang vây quanh hai người mà từ từ chuyển động không ngừng. Liễu tiên tử, làm sao bây giờ? Chúng ta đã mượn pháp trận chi lực, hơn nữa còn liên tiếp thay đổi nhiều loại đại uy năng bảo vật nhưng vẫn không thể mở cấm chế vào cửa của tấm bình phong này ra được. Không gian cấm chế này hiển nhiên không phải chúng ta có thể trong thời gian ngắn bài trừ được nhưng hàn đạo hữu lại làm cách nào mà tiến vào trong đó, hơn nữa tựa hồ lại không thấy hao tổn nhiều khí lực. Thạch Côn thở dài một hơi rồi bỗng nhiên nhìn Liễu Thúy Nhi hỏi một câu. Thạch Huynh không có chú ý tới sao? Liễu Thúy Nhi trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu. Chú ý cái gì? Đại Hán thực sự có chút không hiểu rõ, hỏi ngược lại. Vừa rồi trong mắt Hàn Đạo Hữu có huyến hóa ra đệ tam hắc nhãn, người không biết là rất giống với một vật trong truyền thuyết sao? Liễu Thúy Nhi thản nhiên nói, ngươi nói phá diệt pháp mục, Thạch Côn dù sao cũng không phải là hạng tầm thường, được nữ tử nhắc khẽ thì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không sai ngoại trừ loại yêu mục trong truyền thuyết này ra thì tiểu muội thật đúng là chưa nghe nói đến có loại thần thông gì tương tự hơn nữa lại có thể dễ dàng xé mở không gian cấm chế tùy thời tiến vào trong bình phong như vậy liễu thúy nhi bình tĩnh nói phá diệt pháp mục xác thực là có loại thần thông bất khả tư nghị này nếu thật sự là như thế thì trừ phi chúng ta liều mạng đem cửa khẩu này hoàn toàn phá hủy nếu không là căn bản không có cơ hội tiến vào trong đó thạch côn trao mày thì thảo nói Chúng ta liên thủ liều mạng tổn thương chút nguyên khí thì đích xác là có vài phần có thể làm được chuyện này nhưng vạn nhất thất thủ thì chính là tương đương với biến thành chặt đứt đường lui của Hàn Đạo Hiếu. Làm như thế mà nói Thạch Huynh không sợ Hàn Đạo Hiếu từ bên trong nổi giận phá không gian đi ra tìm ngươi tính sổ sao. Dù sao đã có phá diệt pháp mục trong người thì việc này rất khó mà nói được. Liễu Thúy Nhi dương đôi mắt khẽ cười một tiếng nói. Thạch Côn nghe Liễu Thúy Nhi nói thì sắc mặt hơi đổi, ánh mắt quay lại nhìn Bình Phong một lần rồi lập tức cười khan vài tiếng. Liễu tiên tử nói dẫn rồi, thạch mỗ sao lại đi làm loại chuyện tổn nhân hại mình bất lợi này. Nếu không có khả năng mở ra không gian cấm chế này thì không bằng chúng ta rời đi, đi tới chỗ khác trong thiên điện nhìn xem liệu có thu hoạch khác gì không. Thạch đạo hữu nói lời ấy thật sự đúng ý tiểu muội, ta cũng có ý như vậy. Lúc này Liễu Thúy Nhi thản nhiên cười đồng ý nói, Thạch Côn thấy vậy thì cũng cười hắc hắc, ánh mắt lưu luyến rời khỏi bình phong nhìn lướt qua rồi tay áo đột nhiên hướng sang một bên vung lên nhất thời một cỗ hoàng sắc quái phong từ trong cổ tay áo cuộn cuộn bay ra, sau khi cuộn ra thì đem toàn bộ tường giáo, búa lớn cùng binh khí trên vách đại điện cùng khôi giáp các màu trên mặt đấy thu vào. chương 1714, Giáp Sĩ, Liễu Thúy Nhi thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra ý cười nhưng cũng đồng dạng dương tay lên phóng ra một cái viên hoàn màu xanh biếc. Cái viên hoàn này kêu lên một tiếng ông minh rồi lập tức hóa thành một đoàn thúy quang hướng về phía một bên của đại điện bắn nhanh đi. Thúy Quang chấp động rồi cũng nhằm vào đám binh khí cùng khôi giáp mà cuốn vào trong. Theo đó, cả tòa chủ điện ngoại trừ tấm bình phong nằm trơ trọi ra thì cũng không còn bất cứ đồ vật gì khác. Hai người vội vã dùng thần niệm quét qua cả tòa đại điện nhưng sau đó cũng không phát ra cái gì thêm nữa thì đều không hề trần chờ tiến ra cửa điện đi ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, việc Hàn Lập đơn thân xâm nhập vào một không gian xa lạ nói không chừng lại là một chuyện có lợi, vì dù sao bên trong cũng không nhất định là có bảo vật, thậm chí có khả năng bị cấm chế lợi hại nào đó tạm thời ngăn trở hoặc vây khốn bên trong. Mấy chỗ thiên điện còn lại cùng một số lầu các với bảo vật bên trong không có người tranh đoạt thì bọn họ khẳng định sẽ thu hoạch rất phong phú. Trong lòng cân nhắc như thế thì Thạch Côn cũng tâm bình khí hòa lại. Lúc này cùng Liễu Thúy Nhi đứng tại cửa điện thương lượng với nhau gì đó rồi biến đổi phương hướng nhằm một chỗ thiên điện khác bước đi. Bên trong tấm bình phong vô danh, Hàn Lập chạy tới cạnh cánh cửa cực lớn, hai tay cùng nhau giơ lên, một cỗ ngũ sắc hàn diễm cùng một cỗ sáng mở màu xám từ trong lòng bàn tay tuôn ra rồi liên tục trùng kích lên cánh cửa lớn trước mặt nhưng lúc này phù văn kim ngân lẫn lộn trên cửa đã hóa thành một mảnh sáng mở diễm lệ vững vàng chống lại những đòn công kích của hai loại thần thông này chỉ thấy quần sáng mở cùng hàn diễm liên tục chấp động đem quang hà từng tầng từng tầng xuyên thủng mà qua nhưng phù văn trên cửa toát ra phảng phất như vô cùng vô tận rồi lập tức lại hóa thành vô tận quang mà chen chúc mà tới hàn lập sau khi thôi động hai loại thần thông một lúc lâu nhưng đối với cấm chế trên cửa lại không có chút hiệu quả nào nhìn thấy tình hình này hàn lập cau mày trên hai tay linh quang vụt tắt mà đem thần thông ngừng lại rồi đổi tư thế hai tay cụm lại mà nhằm hướng đối diện phóng ra oanh hai đạo kim hồ to bằng miệng chén từ trong lòng bàn tay đồng thời bắn ra chỉ thấy nó hơi chợt lóe qua rồi dồn dập kích lên trên quang hà của đại môn sau một tiếng nổ kinh thiên động địa thì kim hồ triệt để bạo liệt mà ra một đoàn điện quang trói mắt một chút đã đem phân nửa cánh cửa lớn bao phủ vào trong đó chỉ một lát sau kim sắc điện quang vụt tắt cánh cửa một lần nữa hiện ra lúc này trên cánh cửa lớn vẫn có quang hà chớp động bộ dáng như vẫn bình yên vô sự một kích sắc bén như thế nhưng lại không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng sắc mặt hàn lập cũng vì đó mà trầm xuống trước khi tiến vào đây khi hắn đi vòng qua mặt sau tấm bình phong thì phá diệt pháp mục trong cơ thể đột nhiên dục dịch thiếu chút nữa là mất đi khống chế nếu không như thế thì hắn khó có thể phát hiện ra trên tấm bình phong có tồn tại không gian cấm chế lối vào. Kết quả trong lòng hắn khẽ động thi pháp thôi động phá diệt pháp mục kích vào bình phong mà phá vỡ cấm chế và dễ dàng vào được nơi đây. Tuy rằng không biết nơi đây là chỗ nào, lại càng không rõ ràng phía sau cánh cửa kia có bảo vật gì hay không nhưng chỉ bằng vào bản thân cái tu di động thiên này cũng đã là một kiện dị bảo hiếm thấy ở linh giới. Nghĩ đến những nơi mà tiên nhân muốn dùng để cất giấu đồ vật hoặc là che giấu bí mật gì đó, đều tuyệt đối không thể coi thường. Vì vậy biết rõ cấm chế này không tầm thường, thậm chí là Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn lưu lại bên ngoài có thể sẽ có hành động khác nhưng hắn vẫn muốn ở lại đây, không có chút thôi ý nào. Bất quá lúc trước nguyên từ thần quang đến ngũ sắc hàn diễm, ít tà thần lôi và các loại thần thông luân phiên khác kích lên đại môn mà vẫn không làm gì được cấm chế làm cho hắn rất là đau đầu. Sau khi hơi cân nhắc một chút thì cuối cùng hắn hé miệng phun ra một đoàn ngân diễm. Hỏa diễm này sau khi quay cuồng một cái rồi biến thành một đầu ngân sắc hỏa điểu sau đó Hàn Lập hai tay bấm quyết nhằm vào hỏa điều liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết. Chỉ thấy các loại pháp quyết linh quang chợt lóe rồi dồn dập tiến vào trong cơ thể hỏa điều không thấy tung tích. Nhất thời hỏa điều này dương cổ khẽ hót một tiếng rồi thể hình bắt đầu cuồng trướng khoảng một trượt, sau đó vỗ mạnh hai cánh nhắm thẳng đại môn lao tới. Chưa thật sự va chạm với đại môn mà bên ngoài thân hỏa điều ngân quang đã lóe lên rồi, vô số hỏa vũ trong suốt vô thiên cái địa kích bắn đi, đem quang hà trên đại môn đánh cho tán loạn. Oanh một tiếng thật lớn, Ngân điểu sau khi đâm đầu vào trong quang hà thì trên người ngân diễm đột nhiên tăng vọt lên. Kim Ngân Phù Văn vừa tiếp xúc với phệ linh thiên hỏa thì giống như nước bị đun sôi mà trào lên. Chỗ nào hỏa diễm đi qua thì quang hà dồn dập tán loạn mà tan rã. Cho dù phù văn từ trên cửa vẫn không ngừng toát ra nhưng rõ ràng là không còn sức chống đỡ nữa. Hàn Lập thấy cái này thì nét mặt tự nhiên vui mừng, tiếp theo trong miệng quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân có một trận ô quang lưu chuyển rồi bỗng chốc thân hình tăng vọt mấy lần cả người sinh ra một tầng lông màu vàng nhạt rồi trực tiếp hóa thành một đầu cự viên răng nanh bén nhọn, giữ tận dị thường. Đây chính là biến thân cự viên mà Hàn Lập không lâu trước đã thi triển ra. Cự viên vừa hiện thân đã vùng nắm đấm lên, chợt thấy nguyên từ thần sơn biến thành ngọn núi màu đen một chút hiện ra trong lòng bàn tay đầy lông, đồng thời trong mắt cự viên lam mang chợt lóe, cánh tay vòng một vòng xuống phía dưới lấy đà rồi ném ngọn tiểu sơn phá không mà bay đi. Trên đường đi, ngọn núi tạo thành một cơn lốc nhỏ rồi gào thét mà cuốn theo, lấy bản thân trọng lượng của nguyên từ thần sơn cộng thêm thần lực của cử viên ở trong đó nên một cái ném này có uy năng to lớn đến mức nào có thể nghĩ được chỉ thấy tầng quang hà mỏng manh kia trong nháy mắt đã bị ngọn núi xé rách mà qua rồi cường hoành đập lên trên cánh đại môn một tiếng kinh thiên động địa truyền ra một tầng hôi sắc khí lãng từ trên cánh cửa bạo phát ra lúc này hư không xung quanh đều bị vặn vẹo biến hình từ trong đó xuất hiện một làn khí lãng màu bạc bằng mắt thường có thể thấy được đang lan ra nhưng sau lại lập tức bị khí lãng màu đen từ phía sau lan tới cắn nuốt mà triệt để tiêu thất trong bóng tối. Lấy thần thông của Hàn Lập mà vừa thấy uy thế một kích này trong lòng cũng dùng mình không thôi, vội vàng thối lui lại vài bước, trên người hắc khí lóe lên rồi một kiện hắc giáp hiện lên, chính là thiên ngoại ma giáp. Khí lãng màu đen cuối cùng cũng tan đi, Hàn Lập cũng vươn tay ra đem nguyên từ thần Sơn thu lại trong tay, sau đó hai mắt khẽ nhíu lại ngưng thần nhìn về phía trước kết quả làm hắn giật mình, chỉ thấy trên đại môn chỉ có thêm một vết lõm lớn, giống như một cái nồi sâu chừng một trượng, hình dáng giống y như một góc của nguyên tử thần sơn. Tuy nhiên cánh cửa này đã bị mãnh kích biến dạng như thế mà vẫn chưa vỡ vụn ra, chỉ thấy trên cánh cửa phù văn kim ngân lưỡng sắc chấp động không ngừng mà bắt đầu khôi phục lại hình thái ban đầu. Cái đại môn này không biết làm bằng tài liệu gì mà dẻo dai kinh người. Xem ra cũng có thể dùng đến chiêu kia mà thôi. Hàn lập thở dài một hơi, không khỏi cười khổ một tiếng nhưng hắn cũng không hề trần chờ trên người hắc quang chấp động rồi giải trừ trạng thái biến thân hiện tại, một lần nữa khôi phục lại nhân hình sau đó hai tay bấm quyết, trên người kim quang đại phóng mà ra. Mặt ngoài thân từng khối lân phiến hoàng kim hiện lên, trên mặt cũng bị một tầng kim hà mơ hồ bao phủ lấy. Một tay bỗng nhiên hướng ra sau đầu vỗ nhẹ một cái, nhất thời một đạo kim ảnh chợt hiện lên, chính là kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay của pháp tướng này đồng thời khẽ động mà bấm quyết, mặt ngoài lập tức trở thành kim quang sáng rực mà ngưng tụ thành kim thân thực thể. Sau một khắc, cái kim thân này bỗng nhiên vươn một cánh tay ra phía trước người mà đánh ra một chảo, nhất thời một thanh kim sắc tàn nhận quỷ dị hiện ra trong tay. Đúng là thanh huyền thiên tàn nhận, hàn lập trong miệng lầm bầm niệm chú, một lúc sau trên kim thân có thêm một tầng quang mang kỳ lại lưu chuyển rồi hiện ra vô số phù văn cùng nhau hướng về phía tàn nhận trong tay pháp tướng điên cuồng chui vào trong. Mặt ngoài tàn nhận có một chân kim quang chớp động nhưng hơi mơ hồ, một lát sau đoạn tàn nhận nguyên bản bị khuyết được biến ả mà ra. Lúc đầu thì còn có chút mơ hồ không rõ nhưng theo thời gian kim sắc phù văn rót vào thì trở nên chân thật vô cùng, không khác gì các bộ phận khác. Kim thân đem cái tàn nhận này nhẹ nhàng run lên, nhất thời một vòng kim sắc quang lãng từ trên tàn nhận nhộn nhạo mà ra, trong nháy mắt đã tràn ngập không gian phụ cận. Chỉ thấy nơi nào kim quang đi qua thì thiên địa nguyên khí đều bị chấn động sôi trào quay cuồng. Trong khoảng khắc, vô số ngũ sắc quang diễm từ trên không trung rậm rạp hiện lên sau đó như con thiêu thân lao về phía kim nhận bay đi rồi dồn dập tiến vào trong kim nhận không thấy bóng dáng. Kim nhận liền phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe, chảm, một tiếng quát khẽ từ trong miệng hàn lập phun ra, trong chốc lát một cỗ sát tinh chi khí trùng thiên sông ra. Kim thân pháp tướng lập tức cầm kim nhận trong tay xoay ngang rồi hướng về phía đại môn cách đó không xa chảm xuống. Một đạo quang mang sáng rực từ tàn nhận chợt lóe lên mà chém ra. Quang mang này ngay từ đầu chỉ dài bất quá khoảng vài xích nhưng sau khi bay ra mấy trượng thì phình lên khoảng một trượng mà tiếp tục bay đi. Từ xa nhìn lại quang mang này tạo thành cảm giác như ánh trăng trong mộng ảo im lìm vào tới đại môn. Chỉ thấy đại môn thoạt nhìn cứng cỏi vô bì nhưng dưới một kích này lại không một chút kháng cực mà bị chém thành hai phần rồi hướng vào trong mà rơi xuống. Hàn lập mừng rỡ, không do dự liền thu lại kim thân pháp tướng cùng tàn nhận rồi thân hình khẽ động mà tiến vào bên trong đại môn. Tàn ảnh chợt lóe lên, Hàn Lập đã xuyên qua đại môn mà tiến nhập vào trong. Hắn vừa hiện thân ra đã đưa mắt nhìn quét tới mọi nơi, đồng thời cũng phóng ra thần niệm dò xét. Kết quả Hàn Lập trở nên cực kỳ kinh ngạc, thế giới phía sau đại môn chỉ là một khoảng không gian tràn ngập thanh quang, bốn phía tất cả đều là những bức vách màu xám tạo thành một cái sân rộng. Ngoại trừ đại môn kia thì không còn bất cứ cánh cửa nào khác nữa. Mà khắp nơi trên sân rộng đều trống không, duy chỉ có tại chỗ trung tâm thì có một cái đài cao hình tròn cổ quái trên mặt mơ hồ có một đồ vật gì đó. Hàn lập thu thần niệm lại, con người nhìn lên phía đài cao hơi co rụt lại rồi cất bước đi lên. Một lát sau hắn đã tới phụ cận đài cao, thân hình nhoáng lên một cái đã tới chỗ bên cạnh đài để quan sát mà hướng lên mặt trên đảo qua. Cái đài này diện tích không tính là quá nhỏ, rộng chừng khoảng hơn 30 trượng. Trên mặt đất ẩn hiện một bộ đồ án tinh mỹ vẽ ra hình ảnh của nhật nguyệt tinh không với vô số ngôi sao lớn nhỏ không đồng nhất nhưng trông có vẻ rất sống động bức họa này cơ hồ trải rộng khắp cả đài cao mà ở trung tâm đồ án lai like có đặt một cái ghế bành màu xanh biếc thoạt nhìn khí phái dị thường ngoại trừ cái đó ra thì trên đài cao còn có chín con khôi lỗi nhân hình cao bằng bằng người thường đứng tại chỗ không nhúc nhích rõ ràng là chín gã ngân sắc giáp sĩ tay cầm ngân thương cả người mặc đỉnh khôi quan giáp chúng ngoại trừ lộ ra một đôi mắt màu đen thì cả người không lộ ra chút da thịt nào thoạt nhìn không phải khôi lỗi mà chính là những pho tượng Tuy nhiên tư thế của mấy tên giáp sĩ này tựa hồ có chút quái dị. Không phải hai tay cầm giáo thì một tay cầm ngân thương, một tay đặt ở trước ngực làm thành động tác bấm quyết, một tay kia nắm chặt giữa ngân thương rồi hướng mũi thương nhằm thẳng hướng lên trên cao mà chín ngân sắt giáp sĩ này đều có loại động tác này. Chương 1715, tinh không đồ cùng pháp quyết. Đây là, Hàn Lập sau khi đảo qua đồ án trên mặt đất cùng giáp sĩ thì nhịn không được nhìn theo hướng mũi ngân thương chỉ lên trên không trung. Kết quả phía trên nguyên bản là bầu trời xanh minh mông thì lúc này phái trên rất cao có một cái quang đoàn màu vàng óng ánh, bên trong có quang hà từ từ chuyển động, trông có vẻ huyền bí dị thường. Thấy cái này lập tức khiến cho Hàn Lập liên tưởng đến sự tồn tại của không gian tiết điểm. Quang đoàn này cho dù không phải là không gian tiết điểm chân chính nhưng tuyệt không phải là một không gian liệt phùng. Hàn Lập nhìn vào quang đoàn vàng óng ánh, trong má lam mang chấp động mà lộ ra mấy phần kinh nghi. Lẽ nào địa phương này còn thông tới một nơi thần bí gì đó hay sao? một lúc lâu sau hắn cũng không phát hiện ra cái gì khác liền thu hồi lại ánh mắt rồi lại quan sát chín gã giáp sĩ kia vài lần. Những giáp sĩ này cả người ngân quang lè lè, ăn mặc giống như một khối ngân giáp nhưng vô luận là áo giáp hay là ngân thương trong tay đều có phong cách của thượng của pháp khí độc đáo biến phức tạp thành đơn giản. Mặt trên không có ẩn hiện phù văn gì, chỉ có mấy bộ vị trọng yếu trên người mới ẩn hiện một chút kim sắc phù văn. Những cái kim sắc phù văn này cái nào cái ấy đều huyền ảo dị thường, rõ ràng chính là kim triện văn. Hàn lập hai mắt híp lại, bỗng nhiên cánh tay vừa nhấc lên rồi một ngón tay hướng vào một gã giáp sĩ gần đó nhẹ nhàng búng ra. Phốc suy một tiếng, một đạo kiếm khí to cỡ ngón tay bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì bắn vào đầu vai giáp sĩ, phảng phất như không chút khách khí nào xuyên thủng mà qua nhưng một màn làm người ta giật mình xuất hiện. Chỉ nghe được một tiếng phanh, giáp sĩ nguyên bản như pho tượng bất chợt cử động, ngân thương trong tay khẽ động rồi ngân quang chợt lóe lên như tia chớp chảm lên thanh sắc kiếm quang đem nó đánh tan ra. Hàn lập thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, Thân hình khẽ lùi lại mấy bước rồi vung tay hướng ra trước người vung lên, nhất thời một tầng quang hà màu xám từ hư không hiện ra mà chắn trước người, xem ra cẩn thận dị thường nhưng sau một khắc, ngân giáp sát sĩ lại cầm ngân thương trong tay thu lại, một lần nữa khôi phục lại tư thế chỉ thiên trước kia và đứng yên không nhúc nhích. "Khôi lỗi." Hàn lập thở dài một hơi, dùng thanh âm trầm thấp tự thì thào một câu, biểu tình trên mặt thoáng cái buông lỏng không cần nói tới những khôi lỗi nào có bao nhiêu lợi hại nhưng mà nhiều năm như vậy rồi mà những khôi lỗi này không có người nào thao túng mà vẫn có thể tự hành động đã tính là cực kỳ kinh người nhưng sau khi xác định những giáp sĩ khôi lỗi này không có linh tính thì trong lòng hàn lập ngược lại khẽ buông lỏng một hơi. Khôi lỗi không người thao túng cho dù bản thân nó có lợi hại thì cũng chỉ là vật chết, tự nhiên không có gì phải sợ hãi. Hàn lập không để ý tới những giáp sĩ này nữa mà cúi đầu xuống, tỉ mỉ xem xét cái tinh không đồ án thật lớn trên mặt đất kia, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy đây chỉ là một cái đồ án phổ thông, phi thường bình thường nhưng sau khi xem đi xem lại một hồi thì đột nhiên cảm giác được cả bức tinh không đồ này mơ hồ có chút cử động. Cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, hắn như đặt mình vào trong tinh không, thân như ở một thế giới huyền ảo vạn phần. Nhật nguyệt nguyên bản khô khan thì lúc này như đang phóng xuất ra kim ngân lưỡng sắc quang mang bên cạnh đó vô số ngôi sao lớn nhỏ không đồng nhất dồn dập phát ra bạch quang lành lạnh rồi vây quanh nhật nguyệt mà bắt đầu chuyển động liên tục một cách có quy luật mà bản thân nhật nguyệt cũng chợt lớn chợt nhỏ lúc lên lúc xuống không ngừng lặp lại vòng tuần hoàn này năm tháng phảng phất trôi qua chậm rãi mà bình tĩnh nhưng lại có vẻ rất nhanh hàn lập lẳng lặng nhìn diễn biến ẩn chứa thiên địa pháp tắc này mà trong đầu giống tuếch không có suy nghĩ gì mà hắn cũng không nguyện suy nghĩ nữa mà chỉ cảm thấy như mình đã xông qua quãng thời gian cực nhanh mười 10 năm trăm 100 năm nghìn năm giống như trong nháy mắt công phu hắn đã vượt qua quãng thời gian phải lấy đơn vị vạn năm để tính toán. Đột nhiên hắn giật mình, một cỗ thanh lượng trị ý từ đan điền tản ra rồi tự hành đi dọc theo kinh mạch trong đầu rồi lưu chuyển một vòng. Sau khi được cỗ băng hàn linh khí này kích thích, hàn lập giật mình phát ra một tiếng hử nhẹ, cả người cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại, một lần nữa nhớ lại tất cả sự tình có liên quan tới bản thân. Cơ hồ tại lúc hắn hoảng hốt phục hồi lại tinh thần thì đồng thời toàn bộ tinh không như cảm ứng được cái gì mà hóa thành từng phiến quang hà vỡ vụn tiêu thất đi. Đến lúc Hàn Lập triệt để thanh tỉnh lại thì hắn vẫn cứ đứng ở trên đài cao nhìn chằm chằm vào tinh không đồ khổng lồ trên mặt đất. Quãng thời gian hàng vạn năm hắn vừa trải qua cực kỳ chân thật mới chỉ trong mấy lần hô hấp thôi. Hàn Lập hít vào một ngụm lương khí, vội vàng đem ánh má rời khỏi tinh không đồ cái tinh không đồ này vậy mà lại ẩn chứa một loại pháp tác viễn siêu khả năng lý giải của hắn mà cũng có thể là một ảo trận cực kỳ lợi hại thần niệm của hắn cường đại như thế nhưng lại không hề có sức chống cự lại chút nào mà bị kéo vào trong đó nếu không có đại diễn quyết tự hành vận chuyển cưỡng ép đem thần niệm của hắn kéo lại thì chỉ sợ hắn vừa rồi vô ý sẽ vĩnh viễn rơi vào trong ảo cảnh cứ như vậy đứng thẳng đến lúc chỉ còn lại bạch cốt mà không rõ nguyên nhân tuy nhiên những kinh lịch thể nghiệm trong ảo cảnh vừa rồi lại hết sức chân thực ảo cảnh cùng hiện thực sự tương phản mâu thuẫn giữa cảm giác và lý trí một chút tràn ngập toàn bộ trái tim hắn. Dù cho Hàn Lập có tâm tình cường đại viễn siêu người thường thì cũng phải cho mày, thần sắc trở nên cực kỳ quái dị. Hắn nhắm hai mắt đem đại diễn quyết vận chuyển liên tục bên trong thân thể từng chúng hóa giải ba động tâm tình trùng điệp dị thường, một lúc lâu sau cuối cùng mới miễn cưỡng kiềm chế được sự mâu thuẫn trong tâm tình lại lần nữa mở mắt ra. Lúc này đây, hắn tự nhiên không dám nhìn lại bức tinh không đồ kia mà đứng nguyên tại chỗ đờ ra một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, thần sắc trên mặt dần khôi phục lại như thường. Hắn mơ hồ cảm thấy một phen kinh lịch vừa rồi tuy có nguy hiểm tới cực điểm nhưng loại tâm tính này cũng là một phen rèn luyện tâm trí của người tu luyện. Hơn nữa nếu cái tinh không đồ này đã huyền diệu như thế thì vật đặt ở chỗ trung tâm kia tự nhiên cũng có chút môn đạo mới đúng. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như thế mà mơ hồ cảm thấy loại phán đoán này có chút khả năng liền xoay đầu lại quan sát cái ghế bành màu xanh biếc kia. Vật liệu chế tạo ra cái ghế này không phải kim loại mà cũng không phải gỗ nhưng toàn thân xanh biếc dị thường đồng thời bề ngoài mơ hồ nổi lên một tầng oánh quang long lanh trong suốt. Hàn Lập bỗng nhiên gắt gao nhìn thẳng vào chiếc ghế, nét mặt hiện ra vẻ giật mình kinh nghi. Phía trên cái ghế lú trước rõ ràng là trống không vậy mà lúc này lại có thêm một mảnh ngân sắc quang văn huyền phù phía trên, số lượng văn tự chỉ có hơn 100 chữ nhưng linh quang lòe lòe, tất cả đều là ngân khoa văn hợp thành. Lấy thần thông đã gặp qua là không quên được của Hàn Lập thì tự nhiên là trong nháy mắt đã thuộc hết toàn bộ nhưng chúng làm cách nào mà xuất hiện thì hắn lại không biết chút nào. Một lát sau đó, những ngân sắc quang văn này vỡ vụn ra hóa thành điểm điểm linh quang dồn dập tiến vào cái ghế phía dưới mà biến mất không thấy tung tích. Ánh mắt Hàn Lập như đông lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế không nhưng tâm thần vẫn đặt vào việc ghi nhớ khẩu quyết. Kết quả không lâu sau biểu tình của hắn khẽ động, bộ khẩu quyết này dĩ nhiên là một bộ khẩu quyết kích phát đơn giản vô cùng, nó không đầu không đuôi mà cũng chẳng có môn từ giải thích chút nào. Thực sự là quá quỷ dị, trong lòng Hàn Lập có chút trần chờ, còn người hơi hơi chuyển động, ánh mắt đảo qua quang đoàn màu vàng óng theo hướng chỉ của chín giáp sĩ trên không trung sau đó lại đối chiếu với tinh không đồ phía dưới chiếc ghế, vẻ mặt như ngẫm nghĩ lại đoạn khẩu quyết kia. Chỉ thấy hắn sờ sờ cầm, nét mặt hiện ra một tia như có vẻ đăm chiêu, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán gì đó. Hàn lập bỗng nhiên giơ tay bấm quyết thôi động phạm thánh chân ma công lần nữa, trên người kim quang đại thịnh, trên da thịt hiện ra từng khối kim sắc lân giáp. Tiếp theo hắn quát khẽ một tiếng, đầu vai run lên, phía sau lưng có một đạo kim ảnh xông ra, sau khi nhoáng lên một cái thì hóa thành kim thân pháp tướng. Tiếp đó, Hàn Lập giơ tay khẽ vỗ vào Thiên Linh cái một cái, một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu bay ra, sau khi lóe lên thì chìm vào trong kim thân. Chính là đệ nhị nguyên anh tiểu hắc của hắn. Cái nguyên anh này sau khi vừa phụ thân vào kim thân pháp tướng thì khuôn mặt của một trong ba cái đầu đột nhiên trở nên đen kịt như mực, đồng thời trở nên vô cùng linh động giống như thường nhân. Theo đó kim quang chợt lóe Tấm thân ba đầu sáu tay của Kim Thân Pháp Tướng cao hai trượng dường như ma thần bay xuống trên mặt đất rồi vững vàng đứng ở trước người Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, thân hình liền mơ hồ rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, tại chỗ cách đó cao hơn 30 trượng trong không trung, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng huyền phù tại chỗ, thân ảnh không nhúc nhích. Lúc trước hắn đã sớm phát hiện ra, sau khi tiến vào trong không gian này thì các loại cấm không cấm chế trên mặt đất đều tiêu thất không còn. Vì thế hắn mới yên tâm huyền phù tại tầng trời thấp đem ánh mắt chăm chú vào tình hình trên đài cao. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc dục đệ nhị nguyên anh, nhất thời 6 cái cánh tay dài của Kim thân bỗng nhiên khởi động đồn dập làm ra các loại tư thế bấm quyết bất đồng, tiếp theo là một đoàn thanh âm chú ngữ khó hiểu từ cái đầu đen kịt linh động kia truyền ra. Thanh âm đọc rất chậm nhưng mỗi câu đều rõ ràng dị thường, đây chính là đoạn ngân khoa pháp quyết hiện lên trên cái ghế kia. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên tiếp xúc nhưng một cái pháp quyết kích phát như thế tự nhiên là chưa làm khó được một vị luyện ngư kỳ như hắn. Tuy nhiên do thân ở trong loại địa phương quỷ dị như Tu Di Động Thiên này thì để cẩn thận hắn cũng không dám dùng chân thân để kích phát pháp quyết không rõ ràng này. Hơn nữa dùng đệ nhị nguyên anh lại điều khiển thì lại có thể tùy thời tụ tán phụ thân thân thể kim thân vốn có năng lực chống đỡ các loại nguy hiểm hơn xa bản thể. Hơn nữa nếu vận dụng đệ nhị nguyên anh niệm ra đoạn khẩu quyết này thì tin tưởng là so với bản thể niệm ra thì hiệu quả tuyệt không khác gì, vì vậy đây tự nhiên là thủ đoạn thay thế tốt nhất. Thanh âm đọc chú ngữ vang vọng khắp bầu trời phía trên cái sân rộng mà quanh quẩn không thôi, trong nháy mắt đã được đệ nhị nguyên anh niêm hoàn tất nhưng trên bãi đá vẫn im ắng, một chút biến hóa cũng không xuất hiện. Kim thân lẳng lặng đứng ở trên đài cao, mặt không chút biểu tình, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hàn lập thấy tình hình này thì khóe mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng sau khi hơi trầm ngâm thì thần niệm hắn khẽ động rồi lập tức lại để đệ nhị nguyên anh này niệm thêm một lần nữa. Cứ như vậy, trong một chén trà nhỏ công phu sau, Pháp quyết lại được tụng niệm liên tiếp ba lần nhưng sau khi âm thanh niệm chú ngữ lần thứ ba ngừng lại thì vô luận là chín ngân giáp giáp sĩ hay là quang đoàn óng ánh phía trên không trung vẫn không có một chút biến hóa nào, dường như những khẩu quyết này không có chút hiệu quả nào. chương 1716 Quang Trụ Hàn Lập ánh mắt chấp động nhìn vào cái ghế trên đài cao mà thần sắc ngưng trọng. Chẳng lẽ thật sự đi đến giữa tinh không đồ, ngồi trên cái ghế này thì mới được. Như thế mà nói thì họa hay phúc không biết thế nào. Ánh mắt Hàn Lập chấp động ẩn hiện một tia trần chờ. Nơi này đầy vẻ thần bí như thế thì bí mật cất giấu khẳng định là không nhỏ. Mà nếu có thể được tiên nhân coi trọng như thế thì không tìm tòi nghiên cứu được thì hắn lại không cam tâm mà rời đi tuy nhiên vừa rồi ảo cảnh trong tinh không đồ đáng sợ như thế nay hắn phải thao túng kim thân ngồi vào cái ghế ở trung tâm tinh không đồ này thật sự là khó khăn quên đi nguy hiểm cùng cơ duyên nguyên bản chính là đồng thời tồn tại nói như vậy nguy hiểm càng lớn thì cơ duyên lại càng lớn kim thân đã cô động thành công cùng lắm thì để cho đệ nhị nguyên anh mạo hiểm một chút là được còn nếu bỏ lỡ cơ duyên lần này thì sau này ở linh giới tiên giới di chỉ như thế này căn bản là không có khả năng gặp được lần thứ hai hàn lập trong lòng cân nhá nửa ngày thì khóe miệng run rẩy một chút trên mặt rốt cục hiện ra một tia kiên quyết ngay cả hắn bình thường vạn phần cẩn thận nhưng khi đối mặt với dị bảo của tiên nhân tuyệt đại hấp dẫn đến bực này thì trong lòng cũng không kiềm chế được cơ hồ cùng lúc đó trên khuôn mặt một trong ba cái đầu của kim thân hai mắt xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi kim thân lập tức đi nhanh tới chỗ cái ghế một lát sau với thân hình cao lớn của kim thân nên việc ngồi xuống gặp chút khó khăn chỉ thấy kim thân một tay bấm quyết bên ngoài thân kim quang chấp động rồi hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn cao một trượng sau đó mới ngồi xuống ghế và cũng theo bản năng đem hai tay tựa lên thành ghế, tiếp theo trong miệng bắt đầu lầm bầm niêm chú. Lúc này đây, theo thanh âm chú ngữ vang lên, phụ cận kim thân lập tức sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trên cái ghế dưới thân lục quang vụt sáng lên rồi một đám ngân sắc phù văn hiện lên trên ghế rồi vây quanh kim thân xoay không ngừng. Theo quá trình niệm chú ngữ, thanh âm dần dần lên cao thì trung hư không đài cao cũng hiện lên nhiều điểm ngũ sắc linh quang, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, giống như vô số bông tuyết năm màu ở trên hư không phiêu đáng không thôi, cảnh trí trông diễm lệ dị thường. Hàn lập trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn chầm chầm vào đài cao, mắt cũng không chấp một cái. Cơ hồ ngay lúc ngũ sắc quang điểm hiện lên thì trên tinh không đồ đột nhiên toát ra một đạo hào quang kim ngân bạch tam sắc. Trong hào quang có nhật nguyệt tinh tú chấp động rồi đều hóa thành tam sắc linh quang vỡ vụn ra nhưng linh hà vừa chuyển trong nháy mắt công phu đã hợp thành một cái ngân khoa văn, kim truyện văn cùng một loại bạch sắc phù văn chưa bao giờ gặp qua tạo thành một cái quang trận thần kỳ đem cả đài cao gắn vào trong đó. Còn chín con ngân giáp khôi lối cùng kim thân pháp tướng trên ghế kia vừa lúc thân ở trong quang trận lại ẩn hiện hình thành một mối liên hệ huyền diệu dị thường. Hàn lập thấy vậy thì trong mắt quang mang kỳ lạ liên thiểm nhưng vẫn chưa có hành động gì. Lúc này đệ nhị nguyên anh miệng phun pháp quyết đã đến câu cuối cùng rồi. Đột nhiên trong mắt chín con khôi lối kia thanh quang chợt lóe, chúng rốt cục đã có hành động chỉ thấy tất cả khôi lỗi đột nhiên chân vừa động, hoặc là bước về phía trước hoặc là về phía sau nhưng tất cả cự ly đều cách vị trí ban đầu nửa bước. Bất quá chỉ cần thay đổi nửa bước này mà một cỗ cấm chế dao động lập tức hiện lên ở trên đài rồi cùng quang trận hô ứng mà làm cho tình hình trong trận lâm vào biến đổi. Ngũ sắc quang điểm nguyên bản huyền phù ở trên hư không chợt run dây rồi liền giống như bạo vũ lao vào trong quang trận. Cùng lúc đó, chín con khôi lỗi hai tay cầm ngân thương khẽ động, một tầng quang diễm màu vàng óng từ trên người chúng nó toát ra. Kim diễm ngân giáp giao hòa mà tôn nhau lên làm cho đám khôi lỗi này nhìn như thiên binh thiên tướng, uy phong lẫm lẫm nhưng một đám khôi lỗi này cũng không phải là tượng trưng, sau khi kim diễm toát ra thì đồng thời một cỗ linh áp từ trên người khôi lỗi phóng lên cao. Linh áp cực mạnh này, trong nháy mắt đã làm cho thiên địa nguyên khí phụ cận đài cao quay cuồng một trận rồi cuối cùng hình thành một cơn lốc minh mông màu vàng gào thét điên cuồng cuốn đi. Hàn lập đứng cách đó hơn 30 trượng chỉ bị cơn lốc quét qua một chút nhưng kết quả là sắc mặt đại biến, giống như là bị một luồng cự lực cuồng kích, trên người kim quang lóe lên rồi giống như tên rời nỏ bắn nhanh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thân hình hắn lại hiện ra cách đó hơn 20 trượng nhưng rồi thân ảnh lại liên tiếp lùi ra mấy lần nữa thì mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Linh áp do đám khôi lỗi này phát ra thật là đáng sợ. Ngay cả hắn có thân thể so sánh với thánh giai bình thường còn mạnh hơn vài phần mà cũng không thể ngăn được một lát. Hàn lập trong lòng vừa kinh vừa sợ, bất quá hắn nhất thời bất chấp việc này, vội vàng ngẩng cao đầu nhìn lên trên đài cao chỉ thấy 9 tên giáp sĩ cầm ngân thương nguyên bản chỉ lên bầu trời cao run lên rồi đều tự phun ra một đạo kim sắc quang trụ nhằm thằng quang đoàn truyền ra âm thanh oanh long long quái dị rồi bên trong quang hà nhanh chóng chuyển động, mơ hồ có một cái lốc xoáy thật lớn đang từ từ hình thành. Phốc suy một tiếng, trong quang trận tam sắc hào quang thật lớn lưu chuyển một trận rồi một cái tam sắc phù văn từ trong quang trận từ từ trồi lên, sau khi chợt lóe lên thì lướt qua trên không trung kích bắn đi. Một lát sau, phù văn to lớn này chui vào cơn lốc xoáy màu vàng chỉ thấy kim sắc quang hà kịch liệt quay cuồng một trận rồi một tiếng nổ kinh thiên truyền ra tiếp theo một cỗ không gian dao động từ trong lốc xoáy phát ra rầm rầm vài tiếng nổ từ ngân thương trong tay giáp sĩ lại phun ra vài đạo kim sắc quang trụ bắn lên không trung nhưng lúc này phía trên quang trận do hào quang đại phóng nhưng ngưng kết thành một tầng tam sắc quang mang thật lớn đem cả tòa đài cao bao vào trong đó trong quang mang vô số phù văn lưỡng sắc kim ngân điên cuồng hiện lên mang theo từng trận phạm âm nhằm thẳng đến kim thân pháp tướng đang ngồi ở trên ghế bay đến Cả tòa quang trận bị kích phát tới cực hạn mà phát ra thanh âm vù vù như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, bản thể của Hàn Lập bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng bốn phía tối sầm lại, hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, kết quả nhất thời giật mình đánh thoát một cái. Lúc trước hắn rõ ràng đã tự thân kiến thức qua uy lực của tinh không đồ, chẳng qua là lúc này đây tựa hồ đứng ở một góc độ quỷ dị từ trên cao nhìn xuống mà bao quát tất cả, do đó hắn nhìn thấy bên cạnh kim thân có vài vị tinh tú màu trắng to cỡ đầu người nổi lơ lửng mà kim thân cùng ghế dựa và tam sắc quang trận dưới chân hay giáp sĩ, kim sắc lốc xoáy cùng đồ vật này nọ rõ ràng đều ở trong tinh không. Hàn lập cơ hồ không lưỡng lự, đột nhiên tay áo bảo run lên, một thanh phi kiếm dài chừng một thước bắn ra. Phi kiếm này sau khi xoay quanh một cái thì liền hóa thành một đạo thanh quang. Hàn quang chợt lóe lên xuyên qua vài khối tinh tú bị chém vỡ nhưng một lát sau, vô số tinh tú bị chém vỡ đó liền xuất hiện bạch quang lóe lên rồi một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hàn lập thấy vậy, đuôi lông màu nhíu lại nhưng trong lòng ngược lại hơi buông lỏng một chút. Tinh không này tựa hồ không phải hoàn toàn là ảo cảnh. Lúc này đây, thần trí của hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh dị thường, vẫn chưa bị đánh mất mình. Bất quá loại ý niệm này mới chợt lóe lên trong đầu Hàn Lập thì không gian dao động trong cơn lốc xoáy màu vàng đã mãnh liệt lan ra ngoài. Dao động giống như vật hữu hình hóa thành tầng tầng sóng lãng bằng mắt thường có thể thấy được theo lốc xoáy phun ra rồi hướng ra bốn phương tám hướng điên cuồng tán đi. Nơi nào cơn lốc đi qua thì hư không đều trở nên mơ hồ, cả tinh không đều giống như nháy mắt thiên địa điên đảo, không thể tự chủ được. Bỗng nhiên một tiếng nổ như xé rách thiên địa truyền ra, một đạo nhũ bạch sắc quang trụ từ trong cơn lốc xoáy phu ra, sau khi chợt lóe lên thì trực tiếp kích lên trên quang trận trên đài cao, đồng thời đem pháp tướng trên ghế gắn vào trong đó. Trong quang trụ mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, cho dù ở cách đó mấy chục trượng nhưng Hàn Lập vẫn có thể cảm ứng được linh lực cực kỳ tinh thuần trong quang trụ, tuy nhiên nếu cẩn thận cảm giác thì còn thấy bên trong ẩn chứ không chỉ có linh khi mà tựa hồ còn có một loại khí thức tinh thần vô hạn bàng bạc đệ nhị nguyên anh đang ngồi ở trên ghế chưa kịp phản ứng gì thì cột sáng đã đến sát bên thân trong nháy mắt nó liền cảm thấy không gian bốn phía kim thân căng thẳng rồi một cỗ cự lực không thể ngăn cản nổi ép mạnh lên thân hình ngay cả kim thân chi lực mạnh mẽ nhưng một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi linh lực tinh thuần và cả ngũ sắc phù văn trong quang trụ lúc này như thủy triều liều mạng hướng tới kim thân mà chui vào vô pháp ngăn cản. Bản thể Hàn Lập ở xa xa trong hư không thấy vậy thì sắc mặt đại biến. Ở trong khoảng cách gần gũi như thế đệ nhị Nguyên Anh cùng chủ Nguyên Anh tự nhiên Thủy chung vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ nên những gì kim thân pháp tướng cảm nhận được thì hắn cũng cảm giác được y như thế. Ở trong linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh đang là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong huyền âm ma khí thế nhưng dây lát sau đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, giống như hậu kỳ bình cảnh căn bản không tồn tại vậy. Không chỉ có thế, mà công của đệ nhị Nguyên Anh trong cuộc sáng được một lực lượng thần kỳ bất khả tư nghị làm cho tu vi một đường cuồng trướng. Một lát công phu sau liền ngạnh sinh tiến tới hậu kỳ đỉnh phong mà đụng phải đại bình cảnh hóa thần kỳ. Bình cảnh này nguyên bản gian nan vô cùng, lúc trước Hàn Lập cũng nơm nớp lo sợ hai lần mới có thể vượt qua được nhưng đệ nhị Nguyên Anh chỉ cảm thấy nhũ bạch quang trụ hơi rung động vài cái, từ bên trong phát ra tiếng phạm âm cao minh rồi không ngờ như đi trên đường lớn bằng phẳng liền dễ dàng qua, tiến nhập vào giai đoạn hóa thần sơ kỳ tu vi cứ một đường tăng vọt, mà hết thảy việc này phát sinh tuyệt không quá 10 lần hô hấp khiến Hàn Lập trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ, hắn cơ hồ không thể tin được những tin tức từ đệ nhị nguyên anh truyền đến. Bất quá càng làm cho người ta giật mình chính là chính mắt hắn nhìn thấy cái phạm thánh kim thân ba đầu sáu tay kia trong nhũ bạch quang trụ bắt đầu tấp tấp tan giã, cuối cùng hóa thành hơn ngàn giọt dịch thể màu vàng quỷ dị huyền phù trong quang trụ. Đệ nhị nguyên anh cả người hắc khí quay cuồng hoàn toàn bị bộc lộ ra trước cột sáng nhưng không chờ Hàn Lập kinh ngạc suy nghĩ cẩn thận thì một bộ phận ngũ sắc phù văn bỗng nhiên biến thành từng đốm sáng nhỏ như hạt gạo sau đó dồn dập bay về hướng kim sắc dịch tích chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Đám kim sắc dịch tích này giống như đang được một ít lực lượng thần bí gột rửa một lần rồi lại một lần. Bỗng nhiên bản thể của Hàn Lập cùng đệ nhị nguyên anh đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn từ sâu trong hồn phách. Một người bên ngoài thân hắc khí liều mạng quay cuồng, cả người rung động không ngừng rồi lập tức dầm một tiếng rơi từ không trung xuống. chương 1717, Tiến Giai, Hàn Lập cùng đệ nhị Nguyên Anh trong lúc nhất thời cảm thấy thân thể cùng thần thức giống như bị vô số lưỡi đau sắc bén cắt qua một lần, rồi lại một lần nữa. Cảm giác đau thấu tim gan nhưng loại cảm giác này căn bản không thể dùng lực hoặc là thần thông gì đó mà giảm bớt được. Lúc này bọn hắn giống như phàm nhân bình thường chỉ có thể trực tiếp thừa nhận loại đau đớn như thiên đao vạn quả này cho nên mặc dù thân thể hàn lập cứng rắn đến trình độ có khả năng trực tiếp ngăn cản phi kiếm phi đao nhưng lúc này lại kịch liệt đau đớn thậm chí pháp lực trong cơ thể nhất thời mất đi sự khống chế mà trực tiếp té xuống thẳng dưới mặt đất phanh một tiếng muộn hưởng hắn tuy rằng đau đớn không chịu nổi nhưng trên người phạm thánh chân ma công vẫn chưa tán đi nên mặc dù rơi từ trên cao xuống nhưng vẫn không bị tổn thương đến thân thể ngược lại mặt đất lại bị thân thể hắn đập xuống sinh ra một cái hố nhỏ một ít đất đá vụn văng tung tóe hàn lập căn bản không còn tâm sức chú ý đến việc nhỏ này chỉ thấy trong miệng rên dỉ thống khổ sau đó liền mím môi cắn chặt răng mà cố kìm nén lại nhưng là sắc mặt hơi có chút tím tái loại đau đớn này thật sự không phải là người thường có thể chịu đựng được hắn cũng chỉ có thể bằng vào sự ương nghẹn ý chí kiên cường mà liều mạng chống cự lại lúc này hàn lập chỉ cảm thấy trong nguyên thần của mình như có lửa nóng dị thường tựa hồ đang bị một cỗ hỏa diễm nóng bao vây ở trong đó khiến cho cả hồn phách phảng phất như bị đốt cháy rào rạt hàn lập vẫn miễn cưỡng duy trì một tia thanh tỉnh nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ hắn cắn răng một cái rồi ngồi thẳng dậy miễn cưỡng khống chế thân thể ngồi khoanh chân lại hai tay bấm quyết trên người kim quang đại thịnh hắn sau khi có chút thích ứng với sự đau đớn trên người thì nghĩ muốn bằng vào sự cường đại của phạm thánh chân ma công mà khu trừ đi sự khác thường trên người nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho hắn sửng sốt lúc này trong cơ thể linh lực vừa truyền thì sự đau đớn lại hóa thành một cỗ thanh lương hướng vào các kinh mạch mà đổ vào sau đó hóa thành các cỗ năng lượng cổ quái chưa bao giờ gặp qua như phụ giúp Phạm Thánh Chân Ma Công lấy một loại tốc độ đáng sợ mà nhanh chóng vận chuyển. Sau một vòng chu thiên thì tu vi của hắn không hiểu tại sao lại gia tăng thêm một ít. Đương nhiên xét về số lượng mà nói thì sự gia tăng này cũng không nhiều lắm nhưng đích thật là cứ như vậy mà tự nhiên tăng lên. Hơn nữa loại tu vi quỷ dị tăng tiến này làm cho Phạm Thánh Chân Ma Công vận chuyển cũng không ngừng tăng lên nhanh chóng. Loại chuyện tốt này khiến cho hắn kinh hỉ vô cùng hàn lập căn bản không hề suy nghĩ đến duyên cớ trong đó mà nhắm nghiền hai mắt trên người kim quang chấp động tập trung vào tu luyện lúc này mỗi một lần vận chuyển một vòng chu thiên công pháp liền tương đương với thời gian khổ tu một năm nên hắn tuyệt sẽ không buông tha cho cơ duyên lớn lao này bất quá loại gia tăng tu vi này so sánh với đệ nhị nguyên anh trong quang trụ phía xa xa kia mà nói thì lại vẫn còn kém xa Tuy rằng Đệ Nhị Nguyên Anh cũng đồng dạng đang vận chuyển công pháp để giảm trừ sự đau đớn nhưng do phải trực tiếp thừa nhận năng lượng khổng lồ của quang trụ nên so với Đệ Nhị Nguyên Anh thì năng lượng tăng thêm của Hàn Lập thật sự là nhỏ bé không đáng kể và dù vận chuyển công pháp có tác dụng giảm đau đớn thì cũng chưa giảm được bao nhiêu. Tuy nhiên sự gia tăng tu vi của Đệ Nhị Nguyên Anh cũng xa hơn bản thể Hàn Lập, cơ hồ đã gấp 3 4 lần. Sau một thời gian bằng một bữa cơm, Đệ Nhị Nguyên Anh đã từ hóa thần sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, lúc này đồng dạng chưa gặp phải bình cảnh gì. Thời gian cứ thế trôi qua, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân hình mình run lên rồi một cảm giác khác thường hướng lên não trào lên, bình cảnh luyện hư sơ kỳ sau một phen công phu lại thật sự cứ như vậy mà đột phá tiến vào giai đoạn trung kỳ. Hàn Lập thấy vậy thì mừng như điên mà trực tiếp điên cuồng vận chuyển công pháp, hắn cũng không có chú ý tới trong nháy mắt hắn đã tiến dài đến luyện hư trung kỳ thì trong quang trụ phía xa xa, kim sắc dịch tích kim quang chợt lóe lên rồi bỗng nhiên hướng về phía đệ nhị nguyên anh hội tụ đến. Trong nháy mắt, một khối kim thân mới tinh được tổ trọng trong quang trụ mà hiện lên tân kim thân này đồng dạng có ba đầu sáu tay nhưng trên người có vô số tử kim sắc hoa văn tạo thành như một đám phù văn cổ quái có chút mơ hồ tử kim sắc phù văn này chẳng những ẩn hiện mà tựa hồ còn có chút không trọn vẹn cứ như vậy linh áp từ kim thân này phát ra so với lúc trước thì căn bản là một trời một vực ngoài ra trong linh kim quang ẩn hiện lộ ra một đám tử quang trông có vẻ thần bí dị thường Khuôn mặt thứ ba của kim thân vẫn còn hơ hồ không rõ nhưng so với lúc trước thì đã rõ ràng hơn vài phần, thậm chí có thể mơ hồ thấy được mặt mũi cùng một ít ngũ quan. Có tân kim thân chi khu, tốc độ hấp thu linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn của đệ nhị Nguyên Anh một chút đã tăng lên rất nhiều, sự đau đớn cũng giảm đi không ít. Một lát sau, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh lại đột phá lên hóa thần hậu kỳ, đồng thời hướng về phía giai đoạn hậu kỳ đỉnh phong mà điên cuồng kích phá. Một lát sau nữa, tu vi của Hàn Lập mau chóng tiếp cận luyện hư trung kỳ đỉnh phong và đệ nhị nguyên anh tiếp tục tích tụ kỳ lực đột phá bình cảnh mà tiến vào cảnh giới tương đương với bản thể là luyện hư kỳ. Loại tốc độ tiến dài đáng sợ này nếu một gã linh giới đại thần thông có thấy thì cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm không biết nói gì mà thôi. Oanh, một tiếng nổ vang lên, tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó, ngân thương trong tay chín tên giáp sĩ chỉ lên trời cao đồng thời phát ra thanh âm, đồng thời phun ra chín đạo quang trụ lên trên hư không chỉ thấy nhũ bạch quang trụ từ cơn lốc xoáy phun ra đột nhiên khẽ động liền trở nên thô to hơn so với lúc trước một vòng. Thân ở trong quang trụ, đệ nhị nguyên anh gào rú lên một tiếng thảm thiết. Kim thân pháp tướng mới hình thành lại có kim quang chợt lóe lên mà một lần nữa tan dã ra. Trong nháy mắt lại có vô số kim sắc dịch tích huyền phù trong quang trụ. Chính lúc này đây, trong đám kim sắc dịch tích đó còn hiện lên từng đợt tử ti, tựa hồ cùng dịch thể lần trước có chút bất đồng. Phía dưới lại là một màn đồng dạng lúc trước. Linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn lần nữa hướng về phía kim sắc dịch tích này mà chui vào, một cỗ năng lượng thần bí lại một lần nữa gột rửa cùng rèn luyện cho đám kim sắc dịch tích này. Từ sắc quang ti trong kim sắc dịch lấy một loại tốc độ bằng mắt thường có thể phát hiện ra bất chi bất giác thô to lên. Hàn lập ở bên kia, ngay lúc quang trụ nhũ bạch đại thịnh thì đồng thời cảm thấy sự đau đớn trên người cùng thần thức tăng vọt lên mấy lần. Sự đau đớn lớn lao xâm nhập sâu vào trong hồn phách cơ hồ làm cho hắn thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại mà hôn mê bất tỉnh. Cũng may giờ phút này đối với loại thống khổ này hắn đã thích ứng được rất nhiều nên mới miễn cưỡng duy trì thân hình không ngã. Hơn nữa linh lực trong cơ thể hàn lập vận chuyển hấp thu linh khí so với lúc trước thì cũng nhiều hơn rất nhiều làm cho tu vi gia tăng nhanh hơn vài phần. Hàn lập chỉ cảm thấy chính mình giống như đang ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tu vi của hắn từ nửa khắc trước là trung kỳ đỉnh phong và đang mượn năng lượng thần bí để đánh sâu vào trong bình cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng lúc này đây bình cảnh so với vài lần phía trước thì khác nhau rất lớn liên tiếp mấy lần đánh sâu vào nhưng vẫn không có hiệu quả. Theo đó, ở chỗ sâu trong hồn phách sự đau đớn cùng sự bành trướng của năng lượng thần bí trong cơ thể tăng lên rất nhanh tới một tình trạng trước nay chưa bao giờ có. Hắn rất có khả năng trong thời gian ngắn không thể đột phá được bình cảnh này, lúc đó hồn phách bị cảm giác đau đớn xé rách và cuối cùng bạo thể mà chết. Cũng may hắn tu luyện đại diễn quyết cùng phạm thánh chân ma công, vô luân là nguyên thần hay thân thể đều mạnh mẽ viễn siêu đồng dai mấy lần, còn luyện hư tu sĩ bình thường thì vào lúc này đã sớm vẩn lạc từ lâu rồi. Vẻ mừng rỡ của Hàn Lập đã sớm biến mất mà thay vào đó là sự hoảng sợ khi quá trình đột phá bình cảnh không ngừng. Rõ ràng là chỉ còn kém một tia thôi mà vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới luyện hư hậu kỳ, điều này khiến cho hắn lo lắng vạn phần. Đúng là chỗ tốt trên trời rơi xuống quả nhiên không phải dễ lấy như vậy. Dựa theo suy tính của hắn, nếu sau ba lượt đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ nữa mà không có kết quả thì thật sự là phải thân ngã, mạng vong cho nên Hàn Lập đầu đầy mồ hôi, trên người kim quang giống như một đoàn kiêu dương sáng chói cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Cũng không biết là vài lần đánh sâu vào phía trước có hiệu quả hay không thì dưới tình huống cấp bách mà cơ duyên của hắn thật sự tới rồi. Tiếp theo vài lần đánh sâu vào bình cảnh nữa thì như nước chảy thành sông mà thành công. Thân thể hắn chấn động, vô số có nhiệt lưu từ trong đan điền vọt ra phân biệt rót vào các nơi trong kinh mạch trong cơ thể, đồng thời bên ngoài thân chủ nguyên anh cắt sắc linh quang chớp động không thôi và kích thước so với lúc trước cũng lớn hơn một vòng. Pháp lực tu vi cơ hồ trong nháy mắt công phu so với cảnh giới trung kỳ thì cuồng tăng hơn phân nửa. Điều này khiến cho Hàn Lập trong lòng mừng rỡ nhưng ngay sau đó trong mắt lại toát ra vẻ kinh sợ, vì lẽ trong quang trụ phía xa xa, kim sắc dịch tích sau khi bản thể tiến dai lên hậu kỳ thì lần nữa lại tụ hợp lại tạo thành nhân hình kim thân mới trên cái kim thân này phù văn so với lúc trước thì chẳng những rõ ràng đầy đủ hơn rất nhiều mà hộ thể linh quang phát ra cũng đã biến thành màu tử kim nhưng tiếp theo uy năng của nhũ bạch quang trụ từ trên không phun xuống cũng tăng lớn làm cho kim thân đồng dạng lại bị tan ra thành dịch thể mà trong cơ thể hàn lập linh lực vẫn tiếp tục bành trướng một chút dừng lại cũng không có thanh lương khí lúc này lại thúc giục tu vi nhanh chóng gia tăng so với lúc trước thì còn muốn mau lẹ hơn vài phần tuy nhiên cho tới lúc này hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình bởi vì pháp lực cuồng tăng quá nhanh mà phải kinh hãi. Hàn lập rất rõ ràng, cho dù mượn uy năng của quang trụ thì việc đột phá bình cảnh cũng càng ngày càng khó. Việc tiến dai lên hợp thể kỳ vấp phải đại bình cảnh này cũng không phải trước mắt mà hắn có thể may mắn thành công được. Nếu lúc này pháp lực tiếp tục gia tăng nữa thì tự nhiên là tránh không khỏi việc bạo thể mà chết. Dưới tình huống như thế sao hắn không kinh hãi chứ? Loại tình hình quỷ dị này căn bản không phải hắn có thể khống chế được, chỉ có trước tiên khiến cho đệ nhị nguyên anh phát sinh dị biến thì may ra mới có thể giải trừ được nguy hiểm của bản thể nhưng kim thân của đệ nhị nguyên anh đều liên tiếp bị phân giã hai lần. Nguyên anh lại bị năng lượng cường đại áp chế không thể nhúc nhích mảy may, làm sao có biện pháp gì ngăn cản nhũ bạch quang trụ này được. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn tu vi thân từng thời từng khắc gia tăng không ngừng. Sau nửa canh giờ, đệ nhị nguyên anh liên tiếp đột phá binh cảnh hai lần mà tiến lên luyện hư hậu kỳ, sánh vai cùng với bản thể nhưng tốc độ gia tăng của đệ nhị nguyên anh ở trong quang trụ tự nhiên là bản thể không thể sánh bằng. Khi bản thể vẫn còn cách luyện hư hậu kỳ đỉnh phong một khoảng lớn thì đệ nhị nguyên anh lại đi trước một bước mà tiến tới trạng thái đỉnh phong và bắt đầu đánh sâu vào hợp thể kỳ đại bình cảnh. Chương 1718, Bạo thể và Hoàng Kim bàn. Năng lượng thần bí đang đánh sâu vào cảnh giới hợp thể kỳ viễn siêu so với tưởng tượng rất nhiều. Một cỗ năng lượng cường đại ở trong cơ thể đệ nhị Nguyên Anh không ngừng quay cuồng làm cho thân thể Nguyên Anh nguyên bản màu xám đen thì lúc này ngoài thân thể nổi lên một tầng ngũ sắc quang hà, đồng thời cũng làm cho thân hình được thổi phồng lên mấy lần. Trong quang trụ, kim sắc dịch thể tựa hồ cũng có cảm ứng, cùng lúc đó hội tụ lại rồi biến ảo thành kim thân đem đệ nhị Nguyên Anh bao bọc vào trong đó. Năng lượng thật lớn từ trong cơ thể Nguyên Anh trào ra, ngay cả kim thân cũng vô pháp thừa nhận loại đột phá bình cảnh này mà đồng thời vỡ vụn tan giã. Chỉ một lần đánh sâu vào bình cảnh thì không có khả năng phá tan được trường bích giữa luyện hư và hợp thể kỳ. Đệ nhị nguyên anh không thể để cho kim thân biến mất rồi lại lần nữa tích góp từng tí một năng lượng thần bí. Mà kim thân vừa mới biến mất lại tản ra từ kim sắc hào quang rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cứ như vậy, liên tiếp 7-8 lần, mỗi lần đánh sâu vào bình cảnh đều làm cho năng lượng thần bí trong cơ thể đệ nhị nguyên anh tiêu hao không còn nhưng do cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ nên đều làm cho kim thân huyễn hóa dễ dàng bị phá hủy hòa tan. Nhưng thần niệm của đệ nhị nguyên anh vẫn thao túng được kim thân lại điên cuồng ngưng tụ mà tranh chấp với năng lượng thần bí. Hợp thể kỳ đại bình cảnh viễn siêu hơn trước đó rất nhiều, trải qua nhiều phen đánh sâu vào như vậy mà nó vẫn chỉ có một tia rung động mà thôi. Đợi đến lúc chân chính phá tan được quan khẩu này thì rõ ràng còn cách xa vạn dặm. Trong tâm Hàn Lập trầm xuống, lúc này tại bản thể, pháp lực tu vi đồng dạng đã đạt đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, thanh lương khí bắt đầu mạnh mẽ lấp đầy các kinh mạch. Một tia cảm giác kinh mạch bắt đầu bành trướng được hắn cảm ứng rành mạch. Hàn Lập trong lòng kinh hãi nhưng bởi hồn phách đau đớn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được một tia thanh minh mà căn bản không thể bấm pháp quyết hoặc thúc dục bảo vật gì được. Ngay cả hắn có thần thông đầy mình cùng kinh thiên bảo vật thì giờ phút này lại vô kế khả thi. Mà theo quang trụ từ trong lốc xoáy phun ra minh mông nhũ bạch quang, không thấy yếu đi chút nào. Hàn Lập cảm ứng thấy thần bí năng lượng trong kinh mạch đang nhanh chóng lớn mạnh thì sắc mặt trở nên tái nhợt vô huyết. Hắn biết rõ ngay bản thân có sự mạnh mẽ vô cùng thì cũng tuyệt không hơn được Kim Thân Pháp Tướng. Trong khi đó, Kim Thân kia mỗi lần đánh sâu vào bình cảnh thì trong nháy mắt đều bị vỡ vụn ra. Thân thể chính mình không thể thừa nhận được năng lượng mỗi lần trùng kích bình cảnh hợp thể kỳ được. Năng lượng trong quang trụ cố nhiên thần kỳ vô cùng nhưng so với linh lực bình thường mà nói thì tuyệt là quá mức bá đạo nhưng loại cảm giác khoanh tay chịu chết này từ khi hắn bước vào con đường tu tiên thì tới nay chưa từng trải qua. Ngay cả tâm trí có cứng rắn như thạch thì cũng không khỏi có vài phần kinh hoàng. Một lúc sau, trên người Hàn Lập giống như được đổ lên một tầng kim phấn, chẳng những thân hình kim quang chói mắt mà trên da thịt cũng hiện ra kim sắc lân phiến bắt đầu trương lên mà biến hóa thành một tầng đạm kim sắc giáp y. Giáp y này tuy mờ nhạt vô cùng, bộ dáng chỉ có một tầng, từ xa nhìn lại dường như là một kiện kim sắc chiến giáp không trọn vẹn. Đây đúng là phạm thánh giáp y do phạm thánh chân ma công tu luyện đến cảnh giới cao thâm gì có khả năng tự động hình thành để bảo mạng. Chiến giáp này hiện tại căn bản chưa nói tới uy năng gì, năng lực phòng ngự so ra còn kém hơn so với thiên ngoại ma giáp cả ngàn lần nhưng loại bản mệnh chiến giáp này hơn ở chỗ này có tiềm lực phát triển vô hạn, tùy theo sự gia tăng tu vi của chủ nhân mà tự tiến hóa. Hơn nữa bởi vì được tự thân cô động mà ra nên ở phương diện biến hóa cùng uy năng tự nhiên cũng hơn xa các loại chiến giáp bình thường có thể so sánh được. Đương nhiên, Phạm Thánh Giáp Hy này không phải là tồn tại luyện hư có thể luyện ra được mà là một loại đại thần thông sau khi Phạm Thánh chân Ma công tiến vào hợp thể kỳ mới có được hiện giờ do được năng lượng thần bí mạnh mẽ quán thể thì mới may mắn thúc giục ra được một phần tuy rằng giáp này chưa nói tới cái gì cường đại nhưng xuất hiện càng sớm thì tự nhiên là tiềm lực càng lớn có thể trước tiên dùng bản mạng chân nguyên rèn luyện tăng lên nhưng loại chuyện này ở thời điểm bình thường có thể làm cho hàn lập mừng rỡ thì giờ phút này hắn ngay cả ánh mắt cũng không nhìn qua một lần lúc này hắn đang có tâm niệm liều mạng muốn trước tiên khi đại nạn xảy ra phải tìm ra một biện pháp nào đó bảo trụ cái mạng nhỏ Đừng nói là Hàn Lập gặp khó mà ló cái khôn, thật ra nếu đệ nhị Nguyên Anh lại một lần nữa đánh sâu vào hợp thể kỳ đại bình cảnh mà thất bại thì sẽ không có biện pháp nào nữa. Trước tiên là trước khi bạo thể phải tự hành bạo pháp thể, mượn uy lực mà trợ giúp Nguyên Anh bỏ chạy. Hàn Lập tuy rằng hiện tại không thể thúc giục bảo vật cùng pháp quyết gì nhưng tình hình giống như là dược hỏa được châm ngòi, nếu tự hành bạo thể trước thì còn miễn cưỡng có thể làm được. Tuy rằng cùng là bạo thể nhưng hai cái tự nhiên là khác nhau rất lớn nếu bị năng lượng thần bí kia mạnh mẽ bảo thể mà chết thì tự nhiên là không thể khống chế uy năng bảo thể mảy may, hơn nữa sẽ khiến Nguyên Anh bị cuốn vào trong đó mà hóa thành cho bụi. Mà tự hành bảo thể thì dưới tình huống có thể bỏ qua hết thảy mà khống chế phạm vi uy năng bảo thể lớn hay nhỏ trong phạm vi nhất định cấp cho chủ Nguyên Anh có cơ hội đào mạc. Đương nhiên loại phương pháp này là một loại thủ đoạn bất đắc dĩ trí tử rồi sau đó lại tái sinh. Hắn không đến thời điểm cuối cùng thì tuyệt không dùng đến. Dù sao Nguyên Anh đã không còn pháp thể thì kết cục bị thương thế nào có thể nghĩ. Cũng may là trong vòng tay chữ vật còn có một khối chi tiên linh khu. Nếu thật sự phải bảo thể để Nguyên Anh thoát ra thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phụ thể lên khối linh khu này. Bất quá cho dù là thực sự phải dựa theo thủ đoạn này mà thi triển thì cuối cùng có thoát được mạng hay không còn là chuyện khó nói nhưng trừ bỏ phương pháp này ra thì hắn đích xác là không còn biện pháp nào khác dùng được nữa. Về phần đệ nhị Nguyên Anh thì cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận hắn hiện giờ tự thân khó bảo toàn nên tự nhiên không thể cố kỵ mảy may. Hàn lập tâm niệm chuyển động nhanh chóng, bất đắc dĩ cân nhắc như thế mà trong lòng không khỏi có chút hối hận lần này đã mạo muội hành động. Nếu không sẽ không rơi vào cảnh hai cái nguyên anh đồng thời ngã xuống. Tiếp theo, kinh mạch các nơi đều truyền đến từng trận đau đớn, bộ dáng như tùy thời có thể bị xé rách ra, sắc mặt hàn lập tái xanh, hít sâu một hơn và bắt đầu điều động một tia thần niệm chi lực nhất thời trong kinh mạch được thêm tới mức cực hạn bởi linh lực tinh thuần cùng năng lượng thần bí được dẫn dắt mà bắt đầu ở trong cơ thể quay cuồng sôi trào lên hàn lập ngồi xếp bằng bên ngoài thân kim quang chợt hiện lên không ngừng phạm thánh giáp y vừa mới hình thành cũng hơi vặn vẹo biến hình thậm chí trên mặt còn hiện ra bạch sắc không gian liệt phùng hàn lập cười khổ một tiếng đưa mắt nhìn về phía đệ nhị nguyên anh xa xa mà trong lòng đau xót chuẩn bị kích phát tất cả pháp lực trong cơ thể làm như thế giống như ném một hỏa tinh vào nồi nước có thể trong nháy mắt kích hoạt kiếp nổ mà bạo thể, nhưng ngay tại lúc mảnh chỉ treo chuông thì dị biến nổi lên một cánh tay hàn lập trong dây lát trở nên nóng bỏng vô cùng, một chút như bị liệt hỏa bao vây thiêu đốt rào rạt. hắn tự nhiên cả kinh, thần niệm ngưng lại một chút, ánh mắt hướng về phía cánh tay nhìn lướt qua một cái, kết quả thần sắc ngẩn ra, chỉ thấy trên cánh tay kia hiện ra hoàng quang trói mắt, nơi đó mơ hồ có một cái ấn ký hoàng kim nhạt như ẩn như hiện. a, à, thì ra là bảo vật này. Hàn Lập trong lòng vừa động một chút đã nhận ra, dấu vết này đúng là do huyền thiên quả thực tự hành phong ấn lên nhưng không chờ hắn kịp nghĩ gì mà cái ấn ký hoàng kim này đã vặn vẹo chấp động một trận. Trong cơ thể năng lượng thần bí cùng linh lực tinh thuần giống như tìm được chỗ thoát, trong nháy mắt theo kinh mạch các nơi hướng về phía ấn ký hoàng kim trên cánh tay ảo ạt trào tới. Ấn ký này giống như một cái động không đáy, năng lượng cùng linh lực nhiều kinh người như vậy mà chỉ cần hào quang vi thiểm một cái thì chỉ một lát công phu sau, năng lượng thần bí trong cơ thể Hàn Lập đã bị thôn vệ gần một nửa. Cái mạng nhỏ nguyên bản đang treo trên chỉ mảnh ai ngờ chỉ mảnh mà lại dễ dàng hóa giải như vậy. Trong lòng Hàn Lập tất nhiên là kinh hỉ không thôi, ngay sau đó, một màn kinh người hơn xuất hiện, ấn ký hoàng kim kia đột nhiên hào quang chợt lóe rồi một câu hoàng sắc mộc côn hiện ra ngoài cánh tay, đúng là bản thể của Huyền Thiên quả thực. Quả thực này vừa hiện lên thì tựa hồ hưng phấn dị thường, chỉ chợt lóe lên vài cái thì linh lực cùng năng lượng thần bí trong cơ thể Hàn Lập liền giống như cự kình hấp thủy mà bị hút vào. Huyền Thiên quả thực tản mát ra một cỗ khí tức kinh người rồi hướng về phía lốc xoáy màu vàng hơi động vài cái, chỉ nghe phốc suy một tiếng, một đạo thúy mang chợt lóe lên rồi đột nhiên một đạo quang mang minh mông bắn ra tạo thành một thanh quang kiếm. Mũi kiếm này thanh thúy dị thường, bóng loáng như hương nhưng ở trung tâm có ẩn hiện một loạt thúy sắc phù văn, hàn quang lưu chuyển không ngừng. Rõ ràng là Huyền Thiên chi kiếm được biến ảo ra căn bản không cần hàn lập thao túng, bảo vật này liền cảm nhận được vật nơi đây đối với nó có sự uy hiếp lớn nhất, bỗng nhiên mũi kiếm hướng lên trên cơn lốc xoáy màu vàng trong hư không hơi điểm ra một chút, đồng thời thanh minh một tiếng vang tới tận cửu tiêu. Theo sau linh quang chấp động, trên đầu mũi kiếm bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn màu xanh thấm, tiếp theo lại run lên nhẹ nhẹ vài cái. Nhất thời thiên địa nguyên khí trong hư không phụ cận kích động một trận rồi từ trong hư không hiện ra vô số ngũ sắc quang hải nhất tề hướng về phía huyền thiên chi kiếm lao tới. Trong nháy mắt, trên huyền thiên chi kiếm quang mang chợt lóe mà thanh minh một tiếng rồi trách lên cao hướng về phía cơn lốc xoáy màu vàng trên trời cao chảm ra. Một đạo kiếm quang xanh biếc hiện lên giống như một đạo cửu thiên lôi điện trói mắt, chợt lóe lên rồi lướt qua vọt ra phía cơn lốc xoáy màu vàng tà tà chảm tới. Oanh một tiếng, quang trụ nhũ bạch sau khi thanh quang chợt lóe lên liền bị chảm thành hai đoạn. Một cỗ pháp tắc chi lực giống như có thể hủy thiên diệt địa từ trong kiếm quang cuồn cuộn hiện lên một chút đem cơn lốc bao phủ vào trong đó. Cơn lốc màu vàng nhất thời nổ lớn một tiếng, tiếp theo hào quang chợt lẽ ổi hóa thành một cái kim sắc viên bàn to cỡ một mẫu. Kim bàn to lớn này mặt ngoài có ẩn hiện một bộ đồ ánh giống hệt tinh không đồ trên đài cao, đồng thời bốn phía nổi lên vô số ngũ sắc phù văn. Mà một đạo tiếp một đạo nhũ bạch quang trụ đang từ kim bàn điên cuồng phun xuống liều mạng ngăn cản pháp tác chi lực của kiếm quang màu xanh. Nhưng ngay cả bảo vật này là một kiện không gian dị bảo rất có lai lịch ở chân tiên giới, luận về trình độ quý hiếm cùng giá trị thậm chí còn hơn cả huyền thiên chi bảo bình thường nhưng thân mình thần thông lại không phải dùng để cùng người tranh đấu nên sao có thể ngăn cản một kích này. Chỉ một lát công phu sau, nhũ bạch quang trụ đã bị pháp tắc chi lực cắn nuốt sạch sẽ, tan tành ngây khói. Phụ cận hư không vặn vẹo một trận rồi thanh sắc kiếm quang liền chảm lên kim bàn. chương 1719 thu hoạch, một trận âm thanh giòn tan truyền ra, viên bàn bộc phát ra kim quang chói mắt, ở trong pháp tắc chi lực cường đại vặn vẹo biến hình một trận rồi tất tắc vỡ vụn ra. Kim sắc viên bàn này lại có vẻ yếu ớt như vậy, trong lúc đó hóa thành vô số quang điểm chợt lóe lên mà biến mất vô tung. Trong hư không chỉ còn lại một ít không gian dao động. Ngay tại lúc dị bảo này bị hủy thì tại một nơi nào đó tại linh giới, trong một căn mật thất dưới đất ở đáy biển sâu, một bóng người cao gầy vốn vẫn ngồi không nhúc nhích như có cảm ứng gì trong dây lát ngẩng đầu, trong hai hốc mắt có hai luồng lục hỏa hiện lên đem khuôn mặt chiếu sáng rõ ràng. Đây đúng là khuôn mặt bạch cốt trắng ẩn, trong hai hốc mắt có hai luồng lục hỏa lè lè không động đậy, trông có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phía trước bộ xương khô không xa có 72 cái thanh đồng đăng cao chừng hai thước, mặt trên cổ đăng có vô số đóa lục sắc đang diễm lớn nhỏ không đồng nhất chấp động không ngừng. Đăng diễm này cái to thì to cỡ quả trứng, nhỏ thì nhỏ cỡ ngón cái. Trong mắt bộ xương khô hiện lên một tia kinh nghi, sau khi nghiêng đầu cân nhắc trong chốc lát thì tựa hồ như nhớ tới cái gì, đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn ngân quang. Trong ngân quang, một cái ngân hoàn to cỡ bàn tay hiện lên, ngoại trừ kích thước và màu sắc bất đồng ra thì kiểu dáng và ngoại hình rõ ràng là không khác gì với cái kim sắc viên bản vừa bị phá hủy tại nhiễm hàn giới. Bất quá, lúc này trên bề mặt ngân sắc viên bản xuất hiện vô số vết nứt rồi trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét mà tán loạn tiêu thất. Bộ xương khô thấy cảnh này thì trong mắt phốc suy một tiếng, lúc hỏa tăng vọt mấy lần biến thành cỡ nắm tay, đồng thời trong miệng giống to một tiếng, tiếng hô có vẻ cực kỳ kinh sợ. Bộ xương khô đứng vọt dậy, giận dữ giơ tay rồi đột nhiên hướng về một bên trong hư không chụp một cái. Nhất thời không gian dao động nổi lên, một cái cự chảo đen xì hiện ra cũng hướng một bên vách tường chảo xuống. Oanh một tiếng, vách mật thất dày như thế nhưng bị cự chảo đập nát nhưng bộ xương khô tựa hồ vẫn chưa phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng, lúc này lại hướng về một cái vách tường khác hé miệng, nhất thời bên trong miệng có hắc mang chấp động, tựa hồ đang muốn phun ra cái gì đó. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt nó vừa động rồi đột nhiên nhìn lướt qua lục diễm trên 12 cái cổ đăng trên mặt đất. Trong mắt nó lục hỏa chợt lóe lên rồi chậm rãi nhắm mắt khép mồm lại, bộ dáng có vẻ đã bình tĩnh không ít. Tuy nhiên trong miệng nó vẫn nghe thấy một trận âm thanh lầu bầu, một hồi lâu sau mới oán hận hừ lạnh một tiếng rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, căn mật thất lại trở nên yên tĩnh, trên 12 cái cổ đăng lục diễm vẫn leo lét đem nơi đây chiếu sáng nhưng ánh sáng chập chờn, chợt tắt chợt sáng. Lúc này tại nghiễm hàn giới, trên huyền thiên chi kiếm thúy mang chợt lóe rồi mũi kiếm chợt tán loạn tiêu thất đi, một lần nữa khôi phục lại hình thái một côn vốn có. Tiếp theo kiếm này thanh minh một tiếng lại hóa thành một đoàn hoàng quang hướng về cánh tay hàn lập chui vào. Nhất thời cái ấn ký hoàng kim lại hiện lên trên cánh tay. Huyền thiên chi kiếm lại tự phong ấn lại, hàn lập nhìn ấn ký trên cánh tay vẻ mặt tự nhiên là kinh hỉ Hắn thở ra một hơi, thân hình vừa động rồi đứng lên. Trong nháy mắt kim sắc viên bản bị hủy thì mọi sự đau đớn trên người liền biến mất không còn lại chút gì. Điều này làm cho hắn có cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng Hàn Lập hiển nhiên cao hứng có chút quá sớm, thân hình vừa đứng thẳng lên còn chưa kịp có hành động gì thì bỗng nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn rồi bịch một tiếng lần nữa té ngã xuống đất. Tiếp theo cả người như chết lặng đi, toàn bộ thân thể các nơi trong lúc nhất thời không còn chi giác gì nữa. Hàn Lập trong lòng kinh hãi vội vàng dùng thần niệm tra xét các nơi trong cơ thể kết quả là hắn lại cười khổ một tiếng. Giờ phút này tuy rằng hắn đã đạt tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong nhưng trong cơ thể lại rỗng tuếch, không còn lại một tia pháp lực nào. Hiển nhiên là một trảm vừa rồi của huyền thiên chi kiếm cố nhiên uy năng là vô cùng cường đại nhưng đã đem toàn bộ linh lực trong cơ thể lấy đi hết. Hơn nữa toàn bộ năng lượng thần bí đồng dạng cũng bị cuồng hấp sạch sẽ, nếu không thì dưới tình huống đó cho dù kim thân pháp tướng có ở bên người hắn thì căn bản là cũng không thể kích phát huyền thiên chi kiếm trảm ra một kích như vậy hiện tại hắn chỉ bị tiêu hao hết pháp lực còn máu huyết nguyên khí thì không có bị tổn hao bao nhiêu và tu vi cảnh giới cũng không giảm xuống cái này xem như đã là gặp may mắn lớn rồi bất quá vì trong cơ thể các kinh mạch lúc trước đã bị năng lượng thần bí đổ dồn vào quá mức nên bất chi bất giác có chút thương tổn hiện tại năng lượng cùng pháp lực trượt không còn gì thì di chứng tự nhiên phát tác lên bất quá hàn lập không lo lắng mấy lấy thân thể có năng lực phục hồi cường đại của hắn thì sau một lát là có thể chữa khỏi điểm thương tổn ấy chỉ có vấn đề là pháp lực tiêu hao hết như thế thì việc khôi phục phải tốn chút thời gian nhưng mà kệ nói như thế nào, giờ phút này tâm tình của hắn tự nhiên là vui sướng dị thường. Tuy rằng hắn có tự tin là bản thân không giống như tu sĩ bình thường, trong tay có đằng long đan cùng nhiều loại linh dược phụ trợ khác nên việc tiến giai đến luyện hư hậu kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi nhưng hiện giờ tự nhiên lại tiến dai đến nhường này thì đã tiết kiệm cho hắn 6-700 năm, thậm chí là cả ngàn năm khổ tu. Cái này tất nhiên là chuyện quá tốt so sánh với việc này thì điểm thương tổn trước mắt quá mức nhỏ bé, không đáng kể. Hàn Lập trong lòng cân nhắc như thế, khóe miệng mỉm cười rồi xoay chuyển ánh mắt quét về phía trung tâm đài cao. Ở chỗ đó kim thân ba đầu sáu tay đang phiêu phù ở trên không trung, đồng dạng đang khoanh chân ngồi xuống, sáu mắt khép hờ. Thông qua mối liên hệ tâm thần giữa chủ Nguyên Anh cùng đệ nhị Nguyên Anh, trong khoảnh khắc hắn đã biết được đệ nhị Nguyên Anh đồng dạng bình an, chỉ do tu vi một hơi vượt qua nhiều dai như vậy nên đang ở bên đó liều mạng củng cố cảnh giới mà thôi nếu không chỉ cần vô ý một cái thì liền có thể lập tức rớt xuống một hai tầng cảnh giới. Cái này cũng còn nhờ bản thể Hàn Lập đã có tu vi luyện hư, nếu không đệ nhị Nguyên Anh thật sự là một tồn tại độc lập mà một chút đã kéo dài qua nhiều cảnh giới như vậy thì rất dễ sinh ra tâm ma phản vệ đủ có thể làm đệ nhị Nguyên Anh lập tức phát điên mà chết. Tuy nhiên, cứ như vậy đệ nhị Nguyên Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến chuyện động thủ hay đấu pháp cùng ai đó. Không trải qua 10 năm tính tu thì tâm ma đều có thể tùy thời xuất hiện làm cho cảnh giới này không xong. Bất quá, điều làm cho Hàn Lập trong lòng lấy làm kỳ chính là Phạm Thánh Kim Thân hiện giờ. Kim Thân này trải qua việc được năng lượng thần bí kia 5 lần 7 lượt hòa tan rèn luyện, hiện giờ bên ngoài đã xuất hiện vô số đạo tử kim sắc phù văn, khí tức so với trước kia thì cường đại hơn mấy lần. Uy năng của Phạm Thánh Kim Thân nguyên bản đã không phải là nhỏ, nếu thật sự uy năng có thể một chút tăng gấp bội thì đáng sợ đến mức nào có thể nghĩ. Đối với Hàn Lập mà nói, điều này tự nhiên là một điều kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuy đã kiệt sức nhưng trên mặt Hàn Lập vẫn nổi lên một ý cười, tự nhiên không thể che giấu được. Một lúc lâu sau, Hàn Lập liền khoanh chân ngồi xuống, cân mạch tổn thương giờ phút này đã thuyên giảm được hơn phân nửa. Một tay hắn vừa lật lấy ra mấy cái dược bình nhan sắc khác nhau rồi lấy ra mấy khỏa đan dược mà nuốt xuống bụng, sau đó hai tay nhất tề động, dược bình biến mất không thấy, còn trong tay lại xuất hiện hai khối tinh thạch xanh biết tỏa ra linh khí cực kỳ kinh người hàn lập không do dự mà nhắm chặt hai mắt lại rồi bắt đầu mượn dược lực cùng linh khí tinh thuần trong tinh thạch đỉnh giai khôi phục lại pháp lực bản thân lại nói tiếp cũng có chút buồn cười trước đó không lâu hàn lập còn bởi vì trong cơ thể có quá nhiều linh lực mà hận không thể đem bài xích ra ngoài còn bây giờ thì trong cơ thể lại không còn chút gì sót lại lại không thể không mong hấp thu thêm được chút nữa loại chuyện cười này tự nhiên cũng làm cho hàn lập không biết nói gì hơn thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt hơn nửa ngày đã trôi qua Hàn Lập đang nhắm chặt hai mắt thì bỗng nhiên trợn trừng mở to ra, bên trong nhãn quan có một tia tinh quang chợt lóe lên, bộ dáng tựa hồ pháp lực đã hồi phục một ít. Hắn nhíu mày rồi chậm rãi đứng dậy, bởi vì hắn liên tiếp vượt qua hai tầng cảnh giới nên khả năng thu nạp pháp lực trong cơ thể hơn xa lúc trước. Trong khi đó nơi đây linh khí nồng đậm hơn xa ngoại giới, cộng thêm việc được linh dược và linh thạch tương trợ nên trải qua thời gian dài như thế mà bất quá cũng chỉ khôi phục được một hai thành mà thôi. Tuy nhiên cái gọi là một hai thành này cũng đã tương đương với một nửa pháp lực của hắn lúc chưa tiến dai. Bất quá trước mắt Hàn Lập tự nhiên không có khả năng ngồi đây tính tọa mấy ngày được. Sau khi cảm thấy đã có lực tự bảo vệ thì mới tiếp tục hành động. Tuy nhiên hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài mà nhấc chân đi vào trong trung tâm đài cao, đồ vật có giá trị nhất nơi đây chính là cái kim bản kia đã bị hủy nhưng vẫn còn một bảo vật khác làm cho hắn có chút động tâm, tính toán thu lấy, đó chính là cái ghế màu xanh biếc kia. Vừa rồi vật này phối hợp với kim sắc phiên bản trên không trung khiến cho linh quang đại phóng, phù văn chấp động, hiển nhiên là thần diệu dị thường, khẳng định là rất có lai lịch. Tay áo hàn lập run lên, nhất thời một mảnh thanh hà cuộn ra sau đó cái ghế chợt lóe lên mà biến mất không thấy. Ánh mắt hắn sau khi đảo qua bốn phía thì thân hình vừa động liền quỷ dị hiện ra trước đám giáp sĩ khôi lỗi. So với cái ghế kia thì đối với hàn lập, mấy con khôi lỗi này lại càng thêm hứng thú, Hiện giờ đám khôi lỗi này sau khi kim sắc phiên bản bị hủy thì lại khôi phục lại vẻ yên lặng ban đầu, đứng yên như tượng nhưng Hàn Lập không dám khinh thường nó mảy may. Lúc trước đám giáp sĩ này được thúc giục thả ra linh áp to lớn, cơ hồ mỗi con có thể so sánh với hợp thể kỳ, nếu hắn thật sự có thể nắm giữ được mấy giáp sĩ này thì thu hoạch to lớn thế nào có thể nghĩ được. Trong lòng nghĩ như thế, hắn dùng thần thức đem một tia thần niệm xâm nhập vào trong khôi lỗi trước mắt nhưng một lát sau thì sắc mặt Hàn Lập trở nên cổ quái dị thường. Kết cấu của khối lỗi này có vẻ cực kỳ đơn giản, thô giáp, điều duy nhất làm cho Hàn Lập không thể hiểu độc chính là trong khối lỗi được khảm linh thạch không phải bình thường mà là một khối quái thạch màu đỏ chưa bao giờ gặp qua. Quái thạch này cũng không biết là vật gì mà bề mặt sáng bóng như hương nhưng phía trên có vô số kim sắc tế ti chấp động không ngừng. Lúc này linh quang ảm đạm cực kỳ, giống như tùy thời đều có khả năng tắt đi. Rõ ràng khối lỗi này sau một phen hành động lúc trước đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng ẩn chứa bên trong quái thạch nếu toàn lực thúc giục một lần nữa thì khôi lỗi này nhiều lắm có thể thi triển được một hai kích. Hàn lập nhíu mày một lúc rồi vung tay áo lên đem đám khôi lỗi này thu lại. chương 1720, sụp đổ, nhưng một màn kế tiếp xảy ra làm cho Hàn lập hoảng sợ xuất hiện. Khi thanh quang mới vừa bao lấy khôi lỗi trước mắt thì toàn thân khôi lỗi đột nhiên quang mang cuồng thiểm rồi tản mát ra khí thức cực kỳ nguy hiểm và chỉ bằng vào luồng khí thức đó đã đem thanh quang đánh tan. Hàn lập cả kinh, không cần suy nghĩ gì cả thân hình nhoáng lên mang theo tàn ảnh liên tiếp lùi ra phía sau. Sau mấy cái chấp động thì cả người xuất hiện ở bên ngoài đài cao trên không trung. Trong nháy mắt chín con khôi lỗi đồng thời vung ngân thương trong tay lên rồi một đạo ngân mang kinh người chợt phun ra nhưng lại phân biệt chém về phía một con khối lỗi gần nhất. Bụp bụp vài tiếng vang lên, chín con khôi lỗi đều bị chém thành hai mảnh rơi xuống đất mà nổ tung ra. Trên đài cao thoáng cái đã đầy mảnh vụn từ đám khôi lỗi sau khi bạo liệt. Hàn lập tận mắt chứng kiến cảnh này thì tự nhiên là cảm thấy đáng tiếc, ánh mắt sau khi đảo qua đống mảnh vụn thoáng chút trầm ngâm rồi độn quang khẽ động bay quanh đài cao một vòng rất nhanh. Quang hà cuộn xuống phía dưới, đống mảnh vụn khôi lỗi trên mặt đất đều bị thu hết không còn. Độn quang lại bay lên đài cao rồi vụt tắt lần nữa hiện ra hàn lập. Những khôi lỗi này tuy rằng luyện chế có chút thô sơ nhưng tài liệu sử dụng lại là những tài liệu hắn chưa bao giờ thấy qua, hàn lập dự định thu hồi nguyên cứu sau hoặc về sau có tác dụng khác. Sau khi làm xong hết thảy, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Trên đài cao lúc này đã trống trơn, bộ dáng không còn vật gì nữa mà chỉ còn mỗi bức đồ án tinh không đồ thật lớn và cực kỳ hoàn chỉnh. Sự lợi hại của bức tinh không đồ này Hàn Lập đã tự mình thể nghiệm qua nên bây giờ tu vi của hắn đã tăng nhiều nhưng cũng không dám nhìn quá lâu. Sau khi hít một hơi sâu, tay Hàn Lập hơi run lên rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một quyển trục màu trắng nhạt, cổ tay hơi run lên hướng xuống phía dưới ném đi. Quyền trục lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng xuống dưới lao đi, khi cách dài cao hơn 10 triệu liền dừng lại huyền phù tại chỗ. Hàn Lập giơ tay bấm quyết, đồng thời trong miệng lầm bẩm niệm chú rồi hướng xuống dưới ngưng trọng điểm ra một chỉ. Phốc một tiếng, quyền trục liền mở ra, bên trong để lộ ra một khoảng trống rộng vài thước. Theo đó trong quyền trục phát ra tiếng chú ngữ điên cuồng tăng lên, trong chốc lát công phu đã hóa to thành kích thước của đài cao, bộ dáng như con diều trắng lơ lửng trên không trung. Hàn Lập mỉm cười, tiếng chú ngữ trong miệng cũng dừng lại, mười ngón tay liên tiếp búng ra. Nhất thời từng đạo pháp quyết bắn lên hỏa trục phía dưới không thấy tung tích. Trong quyển trục, các loại hào quang đại phóng rồi từ từ rơi xuống phía dưới, trong khoảnh khắc đã đem cái đài cao bao bọc nghiêm mật bên trong. Được Hàn Lập sử dụng pháp quyết điên cuồng thúc dục, tại chỗ trống trong quyển trục, quang hà diễm lệ lưu truyền bất định, có vẻ diễm lệ và thần bí dị thường. Sau một chén trà nhỏ công phu, Quang hà trên quyển trục dần dần tiêu thất để hiện ra nguyên bản màu trắng đã biến thành năm màu. Hàn Lập không nói gì mà vẫy vẫy tay, trên hỏa quyển lập tức xuất hiện quang mang rồi từ trên đài cao bay lên không và cũng rất nhanh thu nhỏ lại. Trong nháy mắt kích thước của nó đã biến thành vài thước, nguyên bản họa trục vốn trống không thì lúc này xuất hiện một bản tinh không đồ thu nhỏ lại vài phần. Hàn Lập đã sử dụng bí pháp đem tinh không đồ trên đài cao sao chép lại. Hỏa quyển sau khi bay xuống phía dưới thì biến thành một cái họa trục tản ra ngũ sắc quang mang rồi run lên mà tự hành bắn nhanh đi, sau đó liền chui vào ống tay áo của Hàn Lập. Hàn Lập sao chép tinh không đồ này là do hắn tự tin có thể từ đó mà nghiên cứu ra một ít môn đạo, tối thiểu là cũng giúp hắn lĩnh ngộ thêm về một chút ảo thuật. Kể từ đó, nơi đây cũng không còn cái gì có giá trị nữa nhưng Hàn Lập vẫn cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi một lần, sau khi xác định không còn đồ vật gì nữa thì thở dài một hơi rồi hóa thành một đạo thanh quang hướng ra ngoài bắn nhanh đi hắn đã ở trong tu di không gian này gần một ngày nên tự nhiên không muốn ở lại lâu hơn nữa oanh một tiếng trong đại điện lúc trước tấm bình phong thật lớn đang nằm trơ trọi đột nhiên nổ tung ra một đoàn hắc quang khoảng một trượng hiện lên trên bình phong sau đó xoay tròn một cái thì hình thành một tiểu hắc qua tiếng xé gió vang lên rồi bên trong xuất hiện một đạo cầu vòng bắn nhanh ra rồi trung tâm đại điện hiện ra thân ảnh của hàn lập hắn quay đầu lại nhìn tấm bình phong một cái con mắt thứ ba đen kịt giữa chán từ từ nhắm lại rồi biến mất đáng tiếc cái tu di không gian bảo vật này đã bị người ta triệt để luyện hóa, không phải ngoại nhân có thể thu được. Nếu không có được bảo vật này thì rất có tác dụng. Hàn Lập có chút tiếc nuối nói nhỏ một tiếng rồi đưa mắt đảo qua mọi nơi. Không ngoài sở liệu, hai người liễu thúy nhi quả nhiên không có ở chỗ này. Thần sắc hắn vẫn lãnh đảm, cũng không có vẻ lo lắng gì nhưng sau khi hơi cân nhắc bước về phía cửa đại điện. Hắn đã ở trong tu di động thiên thời gian dài như thế, thiết nghĩ các nơi ở trong cung điện này hẳn là đều bị hai người này tìm kiếm qua một lần. Bây giờ đi tìm hai người này cũng không phải là ý hay mà nhanh chóng ly khai nơi đây, sau đó tìm địa phương khác đả tọa mấy ngày đem pháp lực khôi phục lại rồi nói tiếp. Nhưng Hàn Lập mới đi ra khỏi cửa điện, đang muốn lên tiếng báo hiệu để liên hệ với hai người Liễu Thúy Nhi thì mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động, tiếp theo một trận động đất đột nhiên truyền đến làm rung động cả không gian, tiếp theo một trận rung chuyển kịch liệt truyền đến hàn lập cả kinh nhưng chưa kịp nghĩ gì trong không trung bỗng nhiên vì đó mà tối sầm lại rồi không biết khi nào đã có thêm một tảng mây đen kịt lớn bay tới đem phân nửa không trung che kín lại trong mây đen ẩn hiện có tiếng sấm nổ lớn từng cơn lốc đen kịt như dao long đột ngột mọc lên từ trên mặt đất trực tiếp tiến vào trong đám mây kia từ xa nhìn lại như trong thiên địa đột nhiên mọc thêm rất nhiều trụ trống trời đồ sộ dị thường sắc mặt hàn lập thoáng cái đã trở nên khó coi dị thường bây giờ không cần kiểm tra cái gì hắn cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đã loạn thành một đoàn đủ loại linh áp tràn ngập bầu trời càng làm cho hắn kinh hãi là trong không trung phụ cận còn có rất nhiều cấm chế ba động hiện lên chợt mạnh chợt yếu cực kỳ không ổn định đây là dấu hiệu cấm chế nơi này bắt đầu mất đi sự khống chế hàn lập không lưỡng lự ngoài thân thanh quang chợt lóe rồi từ từ hướng lên không trung bay đi khi lên đến cách mặt đất sáu trượng thì mới dừng lại huyền phù tại chỗ Cấm chế cấm không tuy rằng không có triệt để bị mất đi tác dụng nhưng mà cấm chế chi lực không bằng phân nửa trước kia. Như thế mà nói, phi độn ở tầng trời thấp cũng không có vấn đề gì. Một lúc sau, sự chấn động trên mặt đất càng thêm mạnh mẽ, phía sau chủ điện cũng bắt đầu có một tầng tử quang nổi lên mà tử quang này cũng chợt ám chợt minh, cuồng thiểm bất định. Từ trong một đám lầu các ở phía sau chủ điện, một đạo hoàng quang bỗng nhiên theo nóc nhà xông ra rồi phát ra một tiếng huyết sáo dài và nhằm thẳng cung miệng phía trước bay vụt đến. Cùng lúc đó, từ một nơi bên cạnh chủ điện cũng có một đạo bạch quang chợt lóe lên bay ra rồi cũng hướng về phương hướng đó bắn nhanh đi. Chính là hai người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn, bọn họ hiển nhiên cũng không từng dự liệu đến thời khắc kinh biến này nên nét mặt đều có ẩn chứa một tia sợ hãi. Hàn Lập khóe mắt nhảy lên một chút rồi cũng không có chần chờ. Thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng lướt qua cái sân trước chủ điện, sau mấy lần chấp động thì đã phi độn tới chỗ sơn đạo, sau đó gấp gáp lao thẳng xuống phía dưới mà đi. Trước kia hắn còn có chút lo lắng về hấp lực ở chỗ sơn đạo khiến hành động bị trở ngại khi hạ sơn nhưng sau khi vừa bay ra hơn 10 trượng thì đã triệt để yên tâm. Không biết là do không gian dị biến còn hay là cấm chế trên sơn đạo chỉ có tác dụng với người lên núi mà độn quang không chút trở ngại, trong khoảnh khắc thanh quang đã chấp động một cái thì đã xuống tới chân núi. Cơ hồ là chân trước chân sau, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi cũng tới bên cạnh Hàn Lập. sốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không gian nơi này không ổn định, sắp sụp đổ rồi ta còn có một cái trọng bảo lập tức có thể thu lấy mà. Thạch Côn vừa hiện ra thân hình thì kinh sợ dị thường gầm nhẹ nói. Hừ, đâu chi có ngươi, ta cũng vừa mới phá giải xong một đám cấm chế trong mật thất, đang muốn tiến nhập đây. Liễu Thúy Nhi cũng không có bao nhiêu tức giận nói ra. Hai người tuy không có chủ ý nhắm vào người nào nhưng ánh mắt bất chi bất giác cùng nhìn về phía Hàn Lập. Thế nào, nhị vị đạo hữu chẳng lẽ cho rằng việc này có liên quan tới Hàn Mỗ? Ta cũng mới từ chỗ không gian cấm chế kia đi ra, sao lại làm chuyện như vậy được? Hàn lập sắc mặt trầm xuống, tự nhiên tuyệt không gánh vác loại oan uổng này. Nhưng, có cái gì thì khi thoát ra khỏi nơi đây rồi nói tiếp. Nếu không nhanh chóng ly khai thì một khi không gian sụp đổ e là chết không có chỗ mà chôn đâu. Thạch Côn còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng đã bị Liễu Thúy Nhi đi trước một bước cướp lời nói. Vừa nghe lời này, Thạch Côn nhất thời ngậm miệng lại không nói gì nữa mà Hàn Lập tự nhiên lại càng không biết nói gì thêm. Ba người lại lần nữa bay lên không trung rồi hóa thành độn quang bay đi, độn tốc nhanh hơn lúc trước vài lần. Sau mấy cái hô hấp, ba người đã đến sát bên truyền tống trận. Thân hình ba người nhoáng lên rồi đồng thời đi vào trong truyền tống trận. Hàn lập dương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận trước phía dưới, pháp trận vang lên một tiếng ông minh rồi bạch quang đại phóng. Thân ảnh ba người hàn lập chợt lóe lên rồi được bạch quang triệt để bao lấy. Khi tiếng ông minh vừa dứt, quang mang vụt tắt, ngay sau đó trong truyền tống trận đã không còn ai nữa. Thanh sắc quang mang chợt lóe lên, trên cao mấy nghìn trượng thân hình Hàn Lập hiện ra. Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng đồng dạng đứng cách đó vài chục trượng. Ba người không nói gì mà đều đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới các loại quang hà chấp động không thôi, tiếng nổ liên miên truyền ra, đồng thời chỗ sát mép hang linh quang co giãn bất định, nguyễn động không thôi, giống như một miệng núi lửa sắp phun trào. Đi thôi, nơi đây không phải là nơi có thể ở lâu, phía dưới sắp bị phá hủy rồi. Không cẩn thận là bị cuốn vào trong không gian lốc xoáy, nguy hiểm cực kỳ lớn. Hàn Lập mặt không biểu tình nói ra rồi cũng không để ý tới hai người Liễu Thúy Nhi nữa mà xoay người hướng về một phương hướng phá không mà bay đi. Hai người Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, thân sắc ngưng trọng rồi không nói gì nữa mà cũng độn quang theo sát Hàn Lập bay đi. Lấy độn tốc của ba người, trong chốc lát đã cách xa hơn mấy nghìn dặm. Vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau cuồn cuộn truyền đến. Chương 1721, đuổi kịp, từ trung tâm vụ nổ, một lượng lớn linh khí đè nén tạo nên linh áp thật lớn cơ hồ trong nháy mắt đem mấy tầng cấm chế tại lối vào phá hủy tan tành. Một đạo phong trụ thô to từ dưới đất phóng lên cao, sau đó dần dần lan ra, cơ hồ đem tất cả mọi thứ trong khuôn viên vài dặm cuốn vào cơn lốc, đồng thời một cỗ linh áp ba động điên cuồng quét về bốn phía. Đám người Hàn Lập cho dù đứng ngoài ngàn dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa kia. Sắc mặt ba người khẽ biến nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút sớm không thoát ly khỏi bên trong không gian vừa rồi sợ rằng đã gặp bất chắc không ổn mấy tên rác si tộc bên kia đã phát hiện ra chúng ta rồi chúng đang dùng tốc độ rất nhanh hướng sang bên này chúng sắp tới rồi liễu thúy nhi bỗng nhiên thất thanh nói bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi chúng cũng đang dùng bí thuật khóa chặt chúng ta rồi nơi này không thể ở lâu phân tán ra mà chạy mấy tên rác si tộc này lưu lại tại đây một thời gian dài như thế chắc là có mưu đồ không nhỏ không nhất định sẽ truy sát chúng ta không tha hàn lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó thấp giọng nói bây giờ bảo vật đã tới tay bọn họ nguyên bản mỗi người chuẩn bị chia tay nhưng bây giờ nghe hàn lập nói như vậy hai người còn lại dĩ nhiên là không có ý kiến gì đã như vậy thạch mỗ đi trước một bước thạch côn lúc này hướng hàn lập và liễu thúy nhi ôm quyền nói sau đó độn quang tái khởi hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi hàn huynh mấy tháng sau tại vân thành gặp lại liễu thúy nhi cũng khẽ cười một tiếng nói Dứt lời, nữ tử này tay áo hơi run lên, một cái ngân sắc phi chu hiện ra trong tay rồi khẽ nhoáng lên một cái rồi biến to ra khoảng một trượng, sau đó trực tiếp bay xuống phía dưới chân nữ tử, toàn thân khẽ động rồi nữ tử này nhẹ nhàng hạ xuống phi chu phía dưới. Cùng lúc đó, không gian phổ cận xuất hiện không gian ba động, một đoàn ngũ sắc linh quang chợt hiện ra liền tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, rõ ràng là một con tiểu điểu. Vừa thu hồi linh thú, Liễu Thúy Nhi dứt khoát thúc dục phi chu dưới chân, ngân quang chợt lóe lên ngay sau đó phi chu liến biến mất, tức thì xuất hiện cách đó vài chục trượng rồi hướng một hướng khác phá không mà đi. Hàn lập thấy vậy, khóe mắt khẽ giật một cái rồi giơ một tay lên bấm pháp quyết, sau lưng tiếng sét nổi lên rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hai cánh chỉ khẽ chấp động một cái thì Hàn Lập đã phi độn ra cách đó hơn trăm trượng, sau mấy cái chấp động liền biến mất tại cuối chân trời. Đúng lúc đó, độn quang hơi chậm lại một chút rồi phụ cận độn quang có tiếng xé gió chuyển đến, một con tiểu bạch xà thoáng hiện ra rồi trực tiếp tiến nhập vào độn quang, sau đó độn quang tiếp tục phá không mà đi, tốc độ lúc này dường như đã đạt tới cực hạn. Không lâu sau, từ một phương hướng khác linh quang chợt lóe, mười mấy đạo độn quang liên kết lại một mạch gào thét chạy tới chỗ đám người Hàn Lập vừa mới đứng cách đấy không lâu, độn quang vụt tắt, bên trong hiện ra hơn 10 tên giác si tộc trang phục khác nhau. Dẫn đầu là một gã thanh niên trên đầu có mọc ra một cây kim giác, sắc mặt âm trầm dị thường nói. Mấy tên cũng rất cơ trí, vừa thấy không ổn là lập tức chạy mất. Bất quá lúc đại sự của chúng ta sắp thành vậy mà lại có tộc nhân của tộc khác ẩn thân bên cạnh nhìn trộm mà không biết, nếu không phải bọn chúng xúc động cấm chế nào đó thì sợ rằng chúng ta vẫn vô pháp phát hiện ra mấy người này. Quyết không thể cứ như vậy mà để bọn chúng thoát đi được. Lãnh hàn, bạch quả hai người mang theo những người khác đuổi theo hai tên kia, tự ta sẽ đuổi theo tên cuối cùng này. Kim giác thanh niên nghiến răng nghiến lợi phân phó một tiếng. Thục thử đặc sứ yên tâm, hai người bọn ta nhất định sẽ không phụ lòng phó thác của đặc sứ. Một nam một nữ giác si tộc lập tức khom người đáp. Trong đó nam nhân ngoại mạo trông có vẻ đã hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, da thịt có một lớp lân phiến dày đặc bao phủ, đỉnh đầu có một đôi lam sắc loan giác, trông có vẻ biêu hãn dị thường. Nữ tử thì mặc một bộ ngân y, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giữa trán có mọc một cây ngân giác dài khoảng vài tấc. Hai người này hướng về phía đội ngũ phía sau hất tay chỉ về phía sau, nhất thời những người phía sau chia ra làm hai đội, mỗi đội ba người liền bay lên đứng phía sau hai người. Các ngươi đi cùng lãnh đạo hiếu, còn ta sẽ đi truy sát tên kia. Kim giác thanh niên vừa thấy trong đội ngũ còn lại ba bốn người vẫn không nhúc nhích thì liền nhướng mày phân phó một tiếng. Nhưng mà, bốn người còn lại nghe vậy thì hơi ngẩn ra, trong đó có một người lộ ra vẻ trần chờ thì thào nói. Hừ, các ngươi đã quên ta có bảo vật gì sao? không tính tới huyền thiên thánh khí, chẳng lẽ lấy thần thông của ta mà còn đánh không lại một gã thượng tộc thôi sao? Kim giác thanh niên hừ lạnh một tiếng, bộ dáng tự tin nói. Nghe được tên kim giác thanh niên tên thục thử nói như thế, mấy người còn lại khẽ liếc mắt một cái, thầm cảm thấy có lý, lúc này gật đầu một cái rồi cũng chia ra làm hai phần gia nhập vào đội ngũ của đôi nam nữ lúc trước. Sau đó đôi nam nữ này liền dẫn theo đám người đồng loạt bay lên cao rồi hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng hướng về hai hướng bất đồng đuổi theo, hai hướng đó cũng chính là phương hướng hai người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn mới vừa rời đi không lâu. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại một mình tên Kim Giác Thanh Niên. Kim Giác Thanh Niên đem ánh mắt thu lại lạnh lùng nhìn về phương hướng Hàn Lập rời đi, bàn tay khẽ vỗ vào thắt lưng một cái. Vù một tiếng, một đoàn hoàng quang chợt bay ra, theo một tiếng long ngân truyền đến, một con quái thú giống như rắn mối toàn thân vàng sấm chợt xuất hiện. Con quái thú này có sáu chân, trên lưng có hai đôi cánh thịt thật lớn, trong nháy mắt biến dài hơn 10 trượng, thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Kim giác thanh niên thân hình khẽ động liền bay lên đứng lên phía trên cái đầu rắn mối của nó. Linh quang chợt lóe rồi trong tay xuất hiện thêm một con quái trùng trông giống ốc xên bên ngoài vỏ ốc sáng long lanh hiện lên trong lòng bàn tay nhưng quái trùng này hơn nửa thân thể đều co vào bên trong vỏ, hai cái xúc tu cũng co thành một cục, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ lười biếng. Kim giác thanh niên khẽ nhướng mày, ngón tay khẽ bắn động liền xuất hiện một quả đan dược màu đỏ đậm, dược hương nồng đậm hướng đến ốc sên bắn nhanh đi. Ốc sen nguyên bản trong bộ dáng lười biếng bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, đầu khẽ nhoáng lên, nhất thời như tia chớp từ trong vỏ bay ra đem khỏa đan dược kia nuốt vào trong bụng. Nhất thời hai cái xúc tu nhỏ nhắn của con ốc sen vươn dài ra, hồng quang chói mắt nhắm ngay hướng Hàn Lập bỏ chạy hướng tới. Kim giác thanh niên vừa thấy cảnh này, trong mắt Hàn Quang chợt lóe rồi giơ một chân lên đạp xuống quái thú phía dưới. Hoàng Quang chợt lóe, bốn cái cánh thịt của con quái thú dưới chân hung hăng quạt một cái. Nhất thời một cơn lốc bão cắt hiện lên, đem thân hình nó triệt để bao lấy, một lát sau sau khi cơn bão cát tan ra thì thân hình của con quái thú cùng kim giác thanh niên kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa, bên trong quang ti do độn quang của Hàn Lập biến thành đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị chạy đi, như ẩn như hiện trên không trung, trong nháy mắt công phu đã chạy xa hơn 10 vạn dặm. Nhưng hiện tại trong độn quang, Lam Mang trong mắt hắn liên tục chấp động cùng thần niệm liên tục quét lên trên thân mình, chán hắn hơi nhăn lại. Sau khi phi độn không lâu, Hắn dường như cảm thấy mình bị một thứ gì đó khóa chặt lại, bộ dáng không buông tha mà hắn lại sử dụng tới cả linh mục thần thông mà cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, giống như đấy không phải là bí pháp hay công pháp gì đó. Kể từ đó, tốc độ độn quang của hắn lại nhanh hơn trước vài phần nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi truy binh phía sau. Huống hồ, hắn bây giờ đang sử dụng độn tốc kinh người nhưng đồng thời pháp lực tiêu hao cũng không ít. Lấy tu vi hiện tại mà tốc độ hao tổn pháp lực như thế cũng vô pháp duy trì lâu dài chỉ có thể giải quyết truy binh phía sau thì mới có thể triệt để thoát khỏi tình trạng hiện tại mà trên đường đào thoát hắn đã thi triển một số bí pháp thì đã biết được phía sau chỉ có một người mà thôi kể từ đó hàn lập cũng không có bảo trì tốc độ như trước ánh mắt quét xung quanh như tìm kiếm cái gì đó tâm niệm nhanh chóng chuyển động sát tâm khẽ nổi lên lấy tu vi hiện tại cùng nhiều đại thần thông ngay cả pháp lực có tổn hao nhiều đi chăng nữa nhưng đối thủ của hắn lại mà một gã cùng giai thì hắn tự nghĩ vẫn có thể giải quyết dễ dàng trong lòng nghĩ như thế Hàn Lập cũng không có lập tức dừng độn quang lại mà tiếp tục bảo trì độn tốc như cũ, tiếp tục hướng về phía trước bắn nhanh đi. Một hơi bay ra hơn vạn dặm, Hàn Lập cảm thấy tên phía sau mặc dù còn có viện bình nhưng cự ly đã xa như thế thì cũng không có khả năng lập tức chạy tới. Độn quang chợt tắt liền ngừng lại hiện ra thân hình Hàn Lập, hắn không nói hai lời tay áo khẽ run lên, vài chục khẩu phi kiếm màu xanh tuôn ra, chợt lóe lên rồi tản ra bốn phương tám hướng mà biến mất trong không trung. Sau đó hắn liền đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng huyền phù tại chỗ mà nhìn về phương hướng lúc trước chạy tới. Không bao lâu sau, phía xa xa chợt có tiếng gió rít nổi lên, một cỗ hoàng phong cuồn cuồn kéo đến. Thế gió thổi tới trông có vẻ hung ác dị thường, hoàng phong chưa tới gần hàn lập mà đã chuyển ra tiếng oanh long long như sấm giật. Theo đó hoàng phong chợt tiêu thất rồi xa xa hiện ra một quái thú giống như rắn với sáu chân cùng bốn cánh thật lớn. Trên đầu con rắn mối, kim giác thanh niên hai mắt híp lại nhìn về phía hàn lập, hàn quang chợt lóe lên ngươi là người tộc nào, tựa hồ không thuộc thiên vân tộc. Mặc kệ ngươi là người phương nào đã có dũng khí rình trộm việc của chúng ta thì cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Thanh niên kia vừa mới mở miệng thì đã nói ra những lời băng hàn thấu xương. Theo đó cũng không thấy hắn có cử động gì mà con quái thú dưới chân chợt gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân hiện lên một đám quái phong rồi biến mấy ngay tại chỗ chỉ lưu lại tên thanh niên, mà tên thanh niên kia cũng không nhanh, không chậm đánh ra hư không một chảo. Một bóng đen mơ hồ hiện lên, vặn vẹo chấp động vài cái rồi hình thể chợt kéo dài ra rồi biến thành một cây ô mâu. Hàn lập thấy cảnh này, khóe miệng khẽ co quắp một chút, bỗng nhiên trên người kim quang đại thịnh, một tay nắm chặt bỗng nhiên hơi nghiêng một chút liền đánh ra một kích. Quyền này chưa kịp đánh ra hoàn toàn nhưng một kim sắc quyền ảnh trông có vẻ ngưng động dị thường đã gần như thoát ra khỏi nắm tay chợt lóe lên mà bắn ra. Quyền phong đi qua nơi nào nơi đó phát ra tiếng bạo liệt xé gió, tiếp theo quyền ảnh liền vặn vẹo một chút rồi oanh một tiếng. Kim sắc cử quyền sau khi bay ra cách hàn lập không xa một chút thì bạo liệt, hóa thành một vòng kim sắc quang cháo đem phương viên mấy trượng bên trong bao lại. Một tiếng giống kinh sợ truyền ra, tiếp theo một đoàn hoàng quang bỗng nhiên bạo liệt mà ra rồi cùng với kim quang đan vào nhau. Theo đó con rắn mối sáu chân chợt hiện ra trong không trung nhưng trông bộ dáng có vẻ chật vật dị thường, trong miệng liên tục phun ra hoàng mang liều mạng chống lại công kích của kim quang. Mà đúng lúc này, kim giác thanh niên kia vừa thấy hàn lập có chút phân tâm, lúc này nét mặt chợt hiện lên vẻ nanh ác, trong tay ôm mâu chợt lóe lên rồi vô thanh vô tức tiêu thất. Chương 1722, ngân thước và kim thân. Ngay sau đó, phía trước người Hàn Lập mấy trượng ôm mâu quỷ dị hiện lên, ôm mâu này khẽ run lên một cái liền hóa thành một đạo ô mang nhằm Hàn Lập bắn thẳng tới. Tuy vậy, Hàn Lập phản ứng cũng nhanh không kém, ôm mâu cơ hồ vừa mới xuất hiện thì trong miệng hắn đã phun ra một đạo kim sắc hồ quang vừa lúc kích lên trên thân ôm mâu. Tuy rằng hắn không biết ô mâu này là thần thông gì nhưng từ phía trên thân ô mâu có ẩn ẩn truyền ra huyết tinh chi khí, tám chín phần là một kiện ma khí, dùng ích tà thần lôi có thể khắc chế được. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện ngay sau đó, ô mâu đột nhiên chợt lóe linh quang mà hóa thành một đạo hư ảnh xuyên thẳng qua kim sắc hồ quang, kim sắc hồ quang mất đi mục tiêu mà đánh vào hư không, căn bản là không thể ngăn cản thế tới của ô mâu này. Nguyên bản ô mâu này đã xuất hiện gần trong gang tấc, hiện giờ lại xuất hiện cảnh quỷ dị này cho dù Hàn Lập có thân pháp linh mẫn phi thường thì cũng không tránh thoát khỏi một kích bất ngờ này. Kết quả chỉ thấy phanh một tiếng, ô mâu hung hăng đâm lên người Hàn Lập một cái rồi cũng bạo liệt thành một đám hắc quang mà ra. Hàn Lập bị một cỗ cự lực vô hình đánh sâu vào trong cơ thể làm hắn không thể không lui lại vài bước nhưng thân mình lại bình yên vô sự. Ngay cả hàn quang đen kịt do ô mâu bạo liệt tạo thành giống như cửu u minh quang nhưng lại bị hắc sắc chiến giáp trên người hàn lập ngăn cản toàn bộ. Thần thông này của Kim Giác thanh niên kia tuyệt đối là có thể nhất kích chảm sát tu sĩ bình thường nhưng chỉ thấy bên ngoài hắc sắc ma giáp chợt lóe lên tỏa ra một mảng hắc sắc phù văn liền ngăn cản toàn bộ đám hắc sắc hàn mang kia. Hàn Lập cùng Kim Giác thanh niên đồng thời biến sắc, Hàn Lập tự nhiên là có chút hoảng sợ dưới một kích bất ngờ có thể xuyên qua ít tà thần lôi của tên thanh niên kia, nếu không phải thiên ngoại ma giáp tự hành hộ chủ thì dưới một kích vừa rồi chỉ sợ là hắn cũng chịu không ít thiệt thòi. Mà tên Kim Giác thanh niên kia trong lòng cũng giật mình không ít. Trong lòng hắn thầm nghĩ mọi việc đến lúc này rất thuận lợi, thế nhưng đối phương lại có thể ngăn cản được âm linh mâu thần thông này của hắn. Phải biết đối thủ của hắn đã chế giới thần thông này không ít, trong đó hơn non nửa là tồn tại cùng dai. Trong mắt hắn chợt lóe lên quang mang kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập, tuy rằng kim giác thanh niên này lần đầu tiên thấy ma giáp như vậy nhưng ma giáp này lại có khả năng tự phóng ra các loại hắc sắc phù văn cùng hình dáng bề ngoài dữ tợn, tự nhiên là có thể nhìn ra được ma giáp này có lai lịch không nhỏ trên mặt không chút biểu tình. Hảo hảo, chiến giáp này của ngươi không tệ, bổn tọa nhất định phải có. Kim giác thanh niên trong miệng lạnh lùng liên tiếp phun ra hai chữ hảo. Phải không, có bản lĩnh thì tự tới đây mà lấy. Hàn lập nghe vậy, trong lòng tự nhiên nổi lên chút giận dữ nhưng trên mặt lại thản nhiên đáp trả một câu. Đàm hương thiên chủ, đi, trong miệng kim giác thanh niên khẽ quát một tiếng, tay khẽ lật lại, một thanh ngân sắc đoàn thước nhất thời hiện ra, một cỗ linh áp kinh người chưa từng có phóng lên cao. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thoáng chút dùng mình bởi vì khi hắn sử dụng linh mục thần thông đảo qua ngân sắc đoàn thước thì thoáng chút đã nhìn rõ được đằng chuôi của ngân thước có một đám ngân sắc phù văn, rõ ràng tất cả đều là ngân khoa văn. Cơ hồ không cần suy nghĩ, trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay bấm quyết niệm chú. Nhất thời phụ cận hư không hiện ra vô số thanh sắc quang điểm, đám quang điểm này vừa nhoáng lên một cái liền biến lớn thành một đám thanh sắc quang liên to cỡ nắm tay. Hàn lập lúc này trong nháy mắt đã đem Xuân Lê kiếm trận kích phát, cũng tùy theo cổ tay áo hướng sang một bên phất lên một đạo bạch ảnh kích bắn ra sau khi xoay tròn một vòng liền hiện ra một đầu ngân sắc cự mãng dài vài chục trường cự mãng khẽ lắc đầu vẫy đuôi một cái đã đem toàn thân thẳng như cây trường thương sắc bén nhắm về phía quái thú bên trong tầng kim sắc quang cháo hung hăng đâm tới quái thú lộ ra vẻ kinh sợ trong miệng phun ra một đạo hoàng sắc khí lưu cùng huy động cự chảo lao thẳng tới phía cự mãng lâm vào thế rằng co không dứt hàn lập rất yên tâm khi giao con quái thú cho thông linh khôi lỗi này bất quá đầu quái thú kia cũng chỉ là luyện hư trung dai mà thôi tuy rằng hoa hoa chỉ có tu vi là thượng tộc thất giai nhưng trong cơ thể đã mang theo hai kiện bằng dị bảo băng thuộc tính uy năng không nhỏ nên so với đối phương tuyệt không kém chút nào cộng thêm bản thân là khôi lỗi nên trong tranh đấu cũng chiếm đôi chút tiện nghi trừ phi gặp phải tổn thương chín mạng nếu không thì uy năng cũng sẽ không giảm bớt chút nào quái thú của đối phương đã có hoa hoa chế trụ cho nên toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt lên trên người tên kim giác thanh niên đối diện lúc này tên thanh niên kia khoát tay một cái liền tóm lấy thanh đoàn thước kia vào trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đám thanh liên bốn phía mà lộ ra một tia khinh thường. Chỉ thấy cổ tay áo hắn hơi run lên, ngân thước trong tay liền phát ra một tiếng vù vù, phiến phiến thước ảnh ào ào tuôn ra, thước ảnh ngưng mà không tán, huyền diệu dị thường. Khóe mắt hàn lập khẽ giật một cái, không nói hai lời liền thúc giục kiếm trận, chỉ thấy xung quanh bốn phía thanh liên xoay tròn một chút liền cuồng chướng mấy lần, sau đó liên kết lại thành một bức tầng thanh sắc quang cháo. Kim giác thanh niên đối diện chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh trở nên mơ hồ, thanh quang hiện lên nhưng ngay sau đó xung quanh hắn xuất hiện trên một phiến thảo nguyên xanh dần. Cỏ dưới chân tất cả đều là một màu xanh nhạt, thì thoảng có đôi chút màu sắc của hoa dại, bốn phía ẩn ẩn có tiếng chim hót, quang cảnh làm cho tâm thần trở nên bình thản, một cảm giác ủ rũ lập tức xuất hiện trong đầu khiến cho thần trí trở nên u u mê mê. Ảo thuật, trong mắt kim giác thanh niên vẻ u mê chợt lóe qua chốc lát, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống ngân thước trong đột nhiên hướng lên trên không bổ xuống một kích. Vô số thước ảnh đồng thời toát ra rồi sau đó lại tụ lại thành một cửa thước cao mấy trượng. Cự thước này phát ra một tiếng long ngâm sau đó ngân quang chấp động, không gian xung quanh bỗng chốc chuyển đến tiếng sấm nổ rồi ngân thước liền chém xuống. Ngân phong quay cuồng, nơi nào ngân phong đi qua không gian phụ cận thoáng cái vạn vẹo, phảng phất như muốn xé nát hư không. Không chung bốn phía giống như một chiếc gương thoáng cái dưới kích này lập tức vỡ vụn ra, thanh liên đầy trời liền tất tắc vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ vô thanh vô tức biến mất bất quá lúc này quang cảnh xung quanh tên thanh niên vốn dĩ là một mảng thảo nguyên xanh mướt bỗng nhiên lại trở nên mơ hồ rồi lại biến ảo thành một khu rừng rậm cây cối rậm rạp tất cả cây cối trong rừng xanh mướt cao lớn dị thường cơ hồ đem cả bầu trời che kín lại một trận dung chuyển kịch liệt bỗng nhiên truyền tới đại thụ bốn phía bỗng chốc hóa thành vô số đoạn mộc phóng thẳng xuống đầu tên kim giác thanh niên hư chỉ là ảo thuật tầm thường mà cũng dám thi triển tới hai lần thật sự là muốn chết mà vẻ nanh ác chợt hiện lên trên mặt tên thanh niên, ngân thước trong tay lại phóng ra một đám thước ảnh rậm rạp, nơi nào ngân quang đi qua tất cả thanh mục đều bị kích vỡ, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất trong không trong, ngân thước này dường như chuyên dùng để khắc chế các loại ảo thuật thần thông. Ngay sau đó, ngân quang chợt lóe lên, tất cả thước ảnh lại hợp lại làm một rồi nhắm thẳng về phía thanh sắc quang mạc bắn thẳng tới. Một màn kế tiếp lại khiến cho đồng tử của Hàn Lập co rụt lại xuất hiện. Ngân thước trong lúc sắp pha chạm với thanh sắc quang mạc thì hào quang đại phóng cơ hồ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng mảy may. Bên trong hào quang ngân thước bỗng chốc phóng ra một đạo hư ảnh, sau đó chân thân ngân thước liền trở nên mơ hồ chợt lóe lên biến mất chỉ để lại trong không trung đạo thước ảnh khi nãy mà thôi. Hàn lập vốn dĩ không xem nhẹ đối thủ nên khi hào quang đại tác thì hắn đã đem linh mục thần thông mở ra nếu không sẽ bị gạt dưới màn này. Mà thước ảnh trên không trung lúc đánh tới trên thanh sắc quang mạc lại giả đò bộc phát ra thanh thế kinh người nhằm che mắt đối thủ, mà trên đỉnh đầu hàn lập cách đó không xa chợt xuất hiện không gian ba động cực kỳ nhỏ ngân thức chân thân quỷ dị hiện lên rồi chậm chậm hướng về phía hàn lập rơi xuống vô thanh vô tức không mang theo chút khí tức nào trong nháy mắt ngân thức khi còn cách hàn lập vài thước liền bột phát ra một cỗ linh áp kinh người không hề che giấu chút nào nện thẳng xuống phiến phiến ngân quang tràn ra thanh thế kinh người dị thường nhưng ngay lúc này thiên linh cái của hàn lập bỗng nhiên kim quang đại phóng một từ kim ngọc thủ chợt xuất hiện rồi hướng về phía ngân quang mà lao thẳng vào tới, sau đó liền bắt lấy ngân thước bên trong ngân quang, nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra. Phanh một tiếng, ngân quang cùng từ kim hào quang đan vào nhau truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một vòng khí lãng bằng mắt thường có thể thấy được từ trung tâm vụ nổ bạo liệt tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuồn kéo tới. Ngân thước bị một tầng ngân quang bao phủ bên trong cũng liều mạng co rũi không ngừng, bộ dáng muốn rãy rụa thoát ra nhưng tử kim ngọc thủ không chút khách khí dùng năm ngón tay như móc câu liều mạng bắt lấy ngân thước nhưng bộ dáng có chút không hoàn toàn bắt được ngân thước vào trong tay ngân quang ngoài thân ngân thước đang chậm rãi co lại bao lấy ngân thước vào trong nhằm tránh bị tử kim ngọc thủ bắt lấy ngay khi màn này xảy ra kiếm trận xung quanh tên thanh niên kia không biết đang sử dụng thần thông nào lại có thể nhìn xuyên qua rõ ràng này hết thảy trong lòng hắn kinh hãi không thôi lộ ra bộ dáng có chút thở dốc hắn không lưỡng lự trong miệng quát khẽ một tiếng, tiếp theo một tay hướng về phía ngân thước đánh ra pháp quyết. Oanh một tiếng, tiếng sấm bắt đầu nổi lên, bên trong năm ngón tay, ngân thước chợt phóng ra từng đạo ngân sắc điện hồ, ngân quang chấp động không ngừng trực tiếp kích lên trên tử kim sắc ngọc thủ mà bộc phát ra từng trận xét đánh nhưng bàn tay này lại cứng cỏi vô cùng, dưới sự công kích của ngân sắc lôi điện cùng ngân quang mà chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ mà thôi, bộ dáng không chút tổn thương nào. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ cười nhạt một cái. Trên không trung, kim quang đại phóng, một cái từ kim nhân ảnh thoáng cái hiện ra, nhân ảnh này có ba đầu sáu tay, ba khuôn mặt không chút biểu tình nào, đúng là tân kim thân pháp tướng. Giờ phút này kim thân chẳng những ngoài thân trải rộng tử sắc phù văn, tản mát ra linh quang rõ ràng biến thành tử kim, mà bàn tay đang bắt lấy ngân thước kia cũng chính là tử kim ngọc thủ, rõ ràng là một trong sáu cánh tay của kim thân này. Chỉ thấy ba cái đầu khẽ cúi xuống, miệng khẽ hé ra, một cổ kim sắc quang quyển hướng về phía ngân thước đem ngân quang xung quang ngân thước cuồn cuộn cuốn lấy. Nhân cơ hội này, năm ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe phanh một tiếng. Dưới sự hợp kích của kim sắc quang quyển vài năm ngón tay, ngân quang bảo vệ của ngân thước nhất thời vỡ vụn ra, năm ngón tay không khách khí đem ngân thước nắm vào trong tay, sau đó cánh tay kia hướng về phía kim thân phóng nhanh tới. Tiếp theo lại hai cánh trong năm cánh tay còn lại đem ngân thước trà sát vào nhau mà phát ra tiếng sấm ầm ầm một, nhất thời ngân thước nhất thời linh quang ảm đạm. Ngay sau đó kim thân hé miệng phun ra một cỗ kim quang cuốn lấy đem ngân thước hút vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Hết thảy màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi kim giác thanh niên kịp phản ứng lại thì đã mất đi liên hệ với bảo vật, điều này khiến cho hắn nhất thời vừa sợ vừa giận. chương 1723, Biên đảo Càn Khôn Tên thanh niên kia tự nhiên cũng không biết hay biết chính bản thân Hàn Lập cũng không rõ ràng tân thần thông của kim thân. Tuy rằng tân kim thân dưới sự rèn luyện của năng lượng thần bí kia đã khác xưa nhưng không nghĩ tới là tân kim thân lại có thần thông lớn đến vậy, cư nhiên có thể cướp lấy bảo vật của đối thủ. Tuy rằng loại cướp đoạt này có chút xuất kỳ bất ý, hơn nữa bảo vật cướp được cũng không phải là bản mạng pháp bảo nhưng nghe tới cũng rợn cả người. Hàn lập miễn cưỡng áp chế sự kinh hỉ trong lòng, một tay vỗ lên thiên linh cái một cái. Siêu một tiếng, một đoàn hắc khí từ trên thiên linh cái của hắn chợt hiện ra, sau đó nhắm kim thân trên không mà phóng thẳng rồi chui vào trong đó. Một cái đầu của kim thân hắn khí chợt lóe lên, thân hình nhất thời nhoáng lên một cái rồi chui vào trong thanh quang minh mông trong không trung không thấy bóng dáng tiếp theo hắn lại hé miệng phun ra một đoàn ngân diếm ngân diếm cũng chợt lóe lên rồi cũng chui vào thanh quang biến mất vô thanh vô tức kim giác thanh niên bên trong kiếm trận nguyên bản vẻ mặt đang lộ ra vẻ kinh sợ bỗng nhiên giơ một tay lên bấm quyết niệm chú muốn một lần nữa triệu hồi bảo vật nhưng khi thấy hành động của hàn lập thì sắc mặt thoáng biến đổi ngay sau đó lại khôi phục lại vẽ bình tĩnh lúc trước hắn khẽ thở dài một hơi rồi thu lại pháp quyết đang thi triển rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng đầu vai hắn khẽ run lên phía sau lưng xuất hiện một lam sắc pháp tướng thật lớn Pháp tướng này cao tầm năm sáu trượng nhưng cả người lân phiến dày đặc, hai mắt đỏ như máu, đỉnh đầu cùng tứ chi đều mọc một đám sừng giống như nghiêu giác, thoạt nhìn có vẻ hung ác dị thường mà kỳ quái hơn chính là pháp tướng này trong hai tay đều có cầm bảo vật cổ quái dị thường. Một trong số đó là một cái chùy có cán dài, trên đầu có khảm ba cái đầu quái thú, một cái khác là một mặt gương bóng loáng nhưng bên ngoài lại có xích diếm cuồn cuộn bay ba hướng hình thành một tấm chắn hình tam giác. Kim giác thanh niên khẽ híp hai mắt lại, một tay đánh ra một loại pháp quyết cổ quái, thần sắc nghiêm nghị lẩm bẩm niệm thần chú. Hiển nhiên tên giác si tộc này vừa thấy Hàn Lập thi triển thần thông viễn siêu dự định rốt cục đem sự khinh địch không chút chậm chế vứt sang một bên, rốt cục bắt đầu ra tay thật sự. Bất quá hắn nếu còn bị vây trong xuân lê kiếm trận thì Hàn Lập làm sao có thể cho hắn tự do hành động được cơ chứ? Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia lãnh ý, pháp thúc dục kiếm trận lần nữa, chỉ thấy kiếm trận bốn phía thanh quang chợt lóe lên, hào quang đại thịnh, hư không hiện ra một đóa thanh liên, sau đó thanh liên hóa thành vô số liên ảnh hướng về trung tâm kiếm trận vũ động bay tới. Trong lúc nhất thời, cả kiếm trận tất cả đều toàn là thanh liên bay lượt, liên hoa lớn nhỏ phóng ra, càng huyền diệu chính là trong nháy mắt ngay khi thanh liên xuất hiện, một mùi hương hoa nồng đậm cũng tràn ngập cả kiếm trận làm cho quang cảnh trước mắt trở nên như thật, khiến cho người ta rơi vào trong không thể kiềm chế được. Bất quá điều này không thể nào có thể mê hoặc tên kim giác thanh niên kia dễ dàng như vậy, ánh mắt hắn liếc một cái liền nhận ra bên trong đám thanh niên kia ẩn chứa tầng tầng sát khí, sắc mặt hắn khẽ trầm xuống. Làm sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên đã đem cái chùy hướng về phía đám thanh liên khẽ run lên, ba cái đầu quái thú được khảm ở đầu chùy hai mắt trợn ngược lên, hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm cùng từng đạo ngân hồ nhưng lại đồng thời theo đầu chùy tuôn trào ra. Hỏa diễm theo gió dưới sự trợ giúp của ngân hồ, trong phút chốc liền hóa thành ba cỗ cự lãng hùng hổ hướng không trung cuồn cuộn cuốn tới. Cơ hồ trong lúc nhất thời, đám thanh liên đang bay múa xung quanh chợt lóe lên mà biến thành tầng tầng thanh sắc kiếm quang phô thiên cái địa kích thẳng tới hỏa lãng kiếm quang cùng hỏa lãng một chút va chạm với nhau ngay cả cây trùy quái dị kia cũng là dị bảo hiếm thấy nhưng dưới sự công kích của 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm cùng với tu vi hiện tại và uy năng kiếm trận đã hơn xa so với tu vi luyện hư sơ kỳ lúc trước ngay cả tầng tầng kiếm ảnh do phi kiếm thả nhưng mỗi một đạo uy năng đều tuyệt không kém chân thân phi kiếm kiếm ảnh thế tới như cuồng phong bạo vũ liên tiếp đẩy lùi hỏa lãng về phía sau bộ dáng không thể ngăn cản chút nào. Thanh niên đối diện hơi lộ ra vẻ kinh hãi nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Một cánh tay của lam sắc pháp tướng sau lưng khẽ động liền đem đem tấm chắn hình tam giác một chút ném lên không chung, tấm chắn tam giác này cũng là một dị bảo hỏa thuộc tính. Sau khi bay lên cao một chút rồi tự động xoay tròn một trận sau đó phóng ra một đoàn hỏa vân cỡ một mẫu, bên trong hỏa vân ẩm vang lên tiếng sấm rồi cũng hướng lên trên bắn đi. Hỏa vân quay cuồng một trận, vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay cùng một tầng tầng hỏa lãng đỏ đậm cuộn ra, không ít kiếm ảnh vừa tiếp xúc với đám hỏa cầu cùng hỏa lãng do hỏa vân tạo thành lập tức bị đánh nát bấy. Cùng với đó, khi hỏa vân xuất hiện nhiệt độ của cả tòa không gian thoáng cái trở nên nóng hẳn lên, giống như làm cho người ta nhảy thẳng vào hỏa lò. Hỏa vân cùng quái truy thả ra tam sắc quang lãng liên thủ trên dưới, thoáng cái đã đem trên trời dưới đất bao kín lại, mặc cho kiếm quang như cuồng phong bạo vũ bắn tới ngăn chặn hoàn toàn. Phô kiên bất tối, ngay lúc này, đột nhiên tầng thanh sắc quang mạc phía sau thanh niên sắc bỗng nhiên tách ra, một kim sắc ngọc thủ to như cái quạt bốn nhiên xuất hiện, không chút khách khí chào tới. Chào mang chưa kịp hạ lao tới nhưng năm ngón tay liên tục phát ra những tiếng suy suy xé gió kinh người, một cỗ cự lực vô hình hướng thẳng tới tên giác si tộc kia ép tới. Thanh niên kia chỉ cảm thấy không khí xung quanh như cô động lại, bốn phía bỗng chốc trở nên ngưng trệ dị thường đem thân hình hắn gắt gao bao vào trong, đột nhiên thân hình hắn hạ nhanh xuống dưới tránh thoát khỏi chảo này mà kim sắc ngọc thủ chợt lóe lên từ phía trên đỉnh đầu của tên thanh niên kia tiếp tục đuổi theo cũng không khách khí cứ thế mà bổ xuống. Cùng lúc đó, từ một phương khác bên ngoài thanh sắc quang mạc ngân quang chợt lóe, một con hỏa điều tầm một trượng hai cánh mở rộng lao ra, miệng khẽ hé phun ra một cỗ ngân diếm cuồn cuộn kéo tới. Đối mặt với nguy cơ rình dập hai phía, chỉ thấy tên kim giác thanh niên lại tỏ ra vẻ bình tĩnh lầm bầm niệm chú, khóe miệng khẽ cười lạnh một tiếng, trong miệng chú ngữ bỗng nhiên dừng lại mà rồi miệng lại phun một cỗ thất sắc linh quang thất sắc linh quang lưu chuyển một trận rồi chợt lóe lên mà hiện một tiểu trung trắng như tuyết. Tiểu trung này vừa hiện liền phát ra một tiếng đương, một cảnh bất khả tư nghị xuất hiện ngay sau đó. Nguyên bản hàn lập thân đang ở trong kiếm trận, ngay khi tiếng đương kia kịp phát ra trong nháy mắt, đột nhiên thần thức của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ một trận. Tiếp theo cảnh sắc bốn phía một chút trở nên mơ hồ không rõ ràng nhưng thoáng một cái mà hai chân đã quay ngược lên trời, không những như thế mà cả tòa kiếm trận cùng hết thảy cũng đều xuất hiện tình cảnh tương tự. Nguyên bản dưới tầng tầng kiếm quang đang điên cuồng công kích tầng hỏa lãng, đột nhiên phương hướng thoáng cái đã đảo ngược cho nên đám kiếm quang thoáng cái đã bắn chệch mục tiêu mà phát ra thanh âm ầm nổ lớn truyền đến. Mà mắt kim sắc ngọc thủ đang ở phía trên thiên linh cái của thanh niên đối diện cũng không biết tại sao thân hình tên thanh niên kia lại uốn éo một cái rồi bỗng nhiên biến mất không thấy, khi đó ngọc thủ cùng ngân sắc hỏa điều sau khi đồng thời mất đi mục tiêu thì lại hướng vào nhau kích tới. Đang một tiếng, ngân diễm rào rạt không chút khách khí đem ngọc thủ bao vào trong đó, về phần hỏa diễm phun ra trước đó không biết lại đánh tới nơi nào rồi. Hàn Lập không khỏi chấn động, không dám nghĩ nhiều, thân hình nhoáng lên một cái lập tức một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đúng lúc này, một tiếng thanh minh truyền đến, cả tòa kiếm trận giống như bị thần thông gì đó ảnh hưởng tới, thanh sắc quang mang bỗng nhiên vặn vẹo một trận, lập tức không chịu nổi gánh nặng mà tất tắc, tắc vỡ vụn ra, thanh quang chợt lóe lên hiện ra bản thể 72 thanh phi kiếm. Xuân Lê kiếm trận thế vậy mà bị phá giải hoàn toàn kim thân cùng ngân sắc hỏa điều lại kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ, tay chân luống cuống một trận. Một màn này làm cho tâm thần hàn lập có đôi chút kinh hoàng thất thố. Tiểu trung kia là vật gì nhưng lại có thể làm cho càn khôn điên đảo. Tiếng trung vừa vang lên, hắn tựa hồ cảm ứng được một tia pháp tác chi lực tinh khiết hàm chứa trong đó. Chẳng lẽ là, sắc mặt hàn lập biến đổi liên tục, bất quá hắn dù sao cũng không phải là người thường, làm mang trong mắt chợt lóe lập tức đem phạm vi hơn trăm trượng xung quanh hết thảy đảo qua một lần, kết quả khiến hắn ngưng trọng hẳn lên xung quanh không hề có bóng người nào cả hắc khí trong mắt chợt lóe lên một con mắt đen xì chợt xuất hiện hắc mục ô quang chợt lóe lên một đạo quang trụ nhỏ như ngón cái chợt phun ra rồi nhoáng lên một cái chui vào trong hư không phụ cận oanh một tiếng kim giác thanh niên bộ dáng có chút chật vật từ hư không bên kia hiện ra phá diệt pháp mục thanh niên kia thấy rõ ràng đệ tam nhãn thần thông hàn lập sử dụng thất thanh nói trên người hắn không biết khi nào đã mặc thêm một bộ lam sắc chiến giáp khi vừa ổn định thân hình liền vung tay áo bảo lên, làm sắc pháp tướng sau lưng chợt xuất lại tiếp tục đem nhị bảo vung lên. Kim giác thanh niên một tay chảo vào hư không một cái, thất sắc linh quang chợt lóe lên mà hiện ra một tiểu trung trắng như tuyết rơi vào trong tay. Trong nháy mắt khi tiểu trung rơi vào trong tay, trên mặt hắn không chút biểu tình ngược lại nhìn về phía hàn lập ánh mắt chấp động không thôi. Hàn lập đối diện mặt không chút biểu tình hướng kim thân cùng vệ linh hỏa điều vẫy tay một cái. Nhất thời sau mấy cái chấp động thì đã về tới bên cạnh hắn. Mà cơ hồ trong lúc nhất thời 72 khẩu phi kiếm đang huyền phù ở không trung khẽ run lên, đột nhiên không chút dấu hiệu liền hóa thành mấy mươi đạo hàn quang bắn thẳng tới tên kim giác thanh niên kia. Tiếng suy suy xé gió vang lên, ngay sau đó 72 khẩu phi kiếm liền thi triển thuật tuấn di mà lao thẳng tới trước người tên thanh niên, không chút khách khí đồng loạt chém xuống thanh trúc phong vân kiếm độn tốc đích thực cực nhanh làm cho kim giác thanh niên kia khóe mắt khẽ giật giật vài cái nhưng đối mặt với thế công kinh người như vậy mà chỉ thấy hắn khẽ vươn một ngón tay hướng tiểu trung điểm ra một cái đương một tiếng một vòng bạch sắc khí lãng tùy theo tiếng trung mà dũng mãnh tuôn ra hướng về phía mấy mươi khẩu phi kiếm cuốn tới hai phương vừa tiếp xúc mấy người khẩu phi kiếm cùng kiếm quang thanh mang chợt lóe lên đều hiện ra nguyên hình sau đó dưới mấy lần khí lãng cuốn qua thì tất cả phi kiếm liền tất tắc vỡ vụn ra cuối cùng biến thành hư ảo hàn lập thấy cảnh này sắc mặt không chút thay đổi nhưng đồng tử chợt co rụt lại vừa rồi hắn đã sử dụng linh mục thần thông nhìn thấy hết thảy chỉ thấy từ trên tiểu trung thả ra một loại bạch sắc khí lãng được hình thành từ vô số vết nứt không gian những vết nứt không gian này cùng những vết nứt không gian thường thấy khác biệt rất lớn vết nứt do tiểu trung tạo ra sau khi bắn nhanh ra thì cũng nhanh chóng biến mất ngay cả trúc phong vân kiếm có sắc bén dị thường nhưng không thể nào chịu được không gian chi lực công kích lúc này mới rác một tiếng mà hóa thành vô số mảnh vụn Trường 1724, cự viên hung uy. Dưới công kích của bạch sắc khí lãng, toàn bộ phi kiếm đều hủy diệt nhưng kim giác thanh niên cũng không có ý tứ dừng tay lại. Bạch sắc tiểu trung lại vang lên thêm hai tiếng nữa, bạch sắc khí lãng lại tiếp tục cuốn tới khắp nơi trong không gian. Cùng lúc đó, pháp tướng phía sau lưng hắn cũng nâng tay lên đem hai bảo vật lần nữa tế ra, tam sắc quang diễm đầy trời cùng hỏa vân cuồn cuộn tuôn ra. Khi đó thần sắc của hắn bỗng chuyển sang tái xanh, miệng chợt hé phun ra một cỗ hắc khí nồng đậm, sau đó hắc khí lại bao lấy thân hình hắn vào bên trong. Tiếng quỷ khóc sói chu liên tiếp nổi lên, bên trong hắc khí vô số bịch lục tế ti như ẩn như hiện tản mát ra một cỗ xú khí nồng đậm. Kim giác thanh niên vừa ra tay cư nhiên lại đem một loạt thần thông thi triển ra nhằm nhất kích diệt sát Hàn Lập. Thấy cảnh này, Hàn Lập cũng hơi dùng mình một chút. Công kích từ những thần thông khác đối với hắn cũng không có gì đáng để đặt trong mắt nhưng hắn lại rất kiêng kỵ bạch sắc khí lãng do tiểu trung thả ra, đó là không gian thần thông công kích. Bất quá, bởi vì pháp lực chưa phục hồi hoàn toàn cho nên hắn cũng không muốn dây dưa lâu dài với tên thanh niên đối diện trong lòng nhất thời trầm xuống tâm niệm nhanh chóng chuyển động kim thân một bên bỗng nhiên tử kim linh quang đại phóng hào quang từ bên trong hào quang trận trận phạm âm truyền ra bên trong kim quang mơ hồ có tử sắc phù văn phiên động không thôi sau đó kim thân nâng một cánh tay lên rồi đánh ra một trào vào hư không bỗng nhiên một cái kim sắc tàn nhận hiện lên trong tay vừa xuất hiện tàn nhận bắt chợt tiêm minh một tiếng dưới tiếng tiêm minh này phương viên vài dặm phụ cận thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào hình thành vô số ngũ sắc quang hà hiện lên chiều bái cuồn cuộn hướng về phía tàn nhận. Cũng vì đây là nghiễm hàn giới nên thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn linh giới mấy lần nên mới xảy ra thiên tượng kinh người như thế. Ngũ sắc quang hà ẩn chứa vô số thiên địa linh khí khiến cho tên thanh niên phía đối diện thần sắc không khỏi biển đổi nhưng không cần chờ hắn có phản ứng gì khác, ngoài thân kim thân linh quang lưu chuyển không ngừng, kim quang dọc theo cánh tay mà điên cuồng rót vào trong kim nhận trong tay vốn kim thân nguyên bản cao khoảng 2 trượng nhưng thoáng cái thì đã quỷ dị hạ thấp xuống một chút, còn tàn nhận trong tay kim thân nguyên bản không có lưỡi đao nhưng sau khi kim quang chợt lóe lên liền huyễn hóa ra một lưỡi kim nhận đầy đủ. Kim nhận trọn vẹn trong tay kim thân bỗng nhiên phát ra thanh âm chi chi không ngừng, trên bầu trời ngũ sắc linh quang bỗng nhiên quay tít thành một vòng, sau đó hướng về phía chuôi kim nhận điên cuồng chui vào. Sau thời gian mấy nhịp thở công phu, kim nhận phảng phất như cái động không đáy đem ngũ sắc linh quang đầy trời hấp thu không còn một mảnh. Vốn kim nhận sau khi huyễn hóa ra chỉ dài có vài thước nhưng sau khi hấp thu ngũ sắc linh quang thì đã biến dài ra tầm một trượng, mặt ngoài kim sắc phù văn lưu chuyển chớp động không ngừng, vô thanh vô tức hướng về phía đối diện chém ra một kích. Một đạo kim quang hình bán nguyệt từ trên kim nhận phóng thẳng ra, lúc bắt đầu kim quang chỉ dài không quá vài xích nhưng sau khi chớp động mấy cái thì dần dần kéo dài ra mà điên hướng về phía đối diện quét tới. Kim Giác thanh niên phía đối diện thấy cảnh này thì trong lòng hoảng sợ không thôi nhưng đã đến nước này thì tự nhiên là không thể nào cùng Hàn Lập giảng hòa được nữa. Lúc này trong miệng hắn hét to một tiếng, đồng thời ngón tay hướng về phía Hàn Lập ngưng trọng điểm ra một chỉ. Nhất thời bạch sắc khí lãng, Hỏa Vân, Tam sắc hỏa lãng cùng Hắc khí quay cuồng một trận rồi hướng về phía Kim Quang đón đầu đánh tới. Hỏa Vân, Hắc khí, Tam sắc hỏa lãng cùng Kim Quang vừa tiếp xúc Kim Quang đã bộc phát ra một tiếng nổ kinh người nhưng chợt rít lên một tiếng mà tản ra căn bản không thể ngăn cản chút nào. Về phần bạch sắc khí lãng kia cũng cuồn cuộn xông thẳng vào kim quang mà bộc phát ra một tiếng nổ khác thường. Hai tầng công kích đan vào nhau, chợt lóe lên rồi lâm vào thế rằng co không dứt. Huyền Thiên thánh khí, vốn đã có chút hoài nghi trong lòng nhưng vừa thấy cảnh này thì sắc mặt tên thanh niên kia bỗng trầm xuống. Hắn có thể nhận ra thanh Huyền Thiên Tàn nhận vì dưới công kích của tiểu trung kia mà cũng không mảy may rơi xuống hạ phong, bất quá hắn chỉ có thể coi đấy là Huyền Thiên thánh khí mà thôi. Huyền Thiên tàn nhận vốn dĩ khuyết mất lưỡi đao cho nên uy năng tự nhiên là còn lại mấy phần cho nên cũng có chút tương tự như Huyền Thiên Thánh khí. Huyền Thiên Thánh khí vốn dĩ chỉ là phỏng chế từ Huyền Thiên chi bảo nên cũng có một phần thần thông cùng uy năng của loại bảo vật nghịch thiên này. Lúc này chỉ thấy cổ tay của tên thanh niên kia khẽ động, đem vật trong tay ném lên không trung, sau đó nâng một ngón tay hướng về phía tiểu trung đánh ra một chỉ. Đương đương mấy tiếng truyền ra, ngón tay mơ hồ có ẩn ẩn một tia máu, mỗi lần bắn ra thì sắc mặt của tên thanh niên cũng trắng bệch đôi chút. Bảy tám tiếng chuông liên tục phát ra thì sắc mặt của hắn đã chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu. Hiển nhiên là mỗi lần thôi động tiểu trung tương đương với việc tổn hao nguyên khí vô cùng lớn, cho dù hắn có tu vi luyện hư đỉnh dai thì cũng không thể chống đỡ được lâu dài. Không gì hơn ngoài mấy tiếng chuông phát ra từ tiểu trung, tự nhiên hiệu quả cũng rất kinh người. Hàn Lập vừa nghe thấy mấy tiếng chuông ngân phát ra thì trong nháy mắt chỉ cảm thấy hai bên tai chợt ông ông lên một trận, bốn phía cảnh sắc mơ hồ như lọt vào khu vực không gian chi lực công kích. Một kích bất ngờ này tự nhiên khiến hắn thất hồn lạc phách nhưng lập tức trong lòng liền thúc giục pháp quyết, bên ngoài ma giáp vốn dĩ đã được khoác lên trên người hắn từ trước chợt toát ra tầng tầng hắc sắc phù văn, những phù văn này quay tít tại chỗ rồi bạo liệt ra. Một cỗ hắc sắc quái phong trong nháy mắt được hình thành, một cỗ vô hình chi lực đem không gian phụ cận hắn bao vào trong đó. Không gian chi lực do tiểu trung quỷ dị kia tạo thành va chạm với hắc sắc quái phong, ban đầu chỉ có thể khiến cho hắc sắc quái phong vặn vẹo một trận, rồi cùng với vô hình chi lực do quái phong tạo thành triệt tiêu lẫn nhau, không cách nào gây ra tổn thương cho Hàn Lập ở bên trong quái phong được. Bất quá, khi tiếng chuông thứ hai truyền đến, hắc sắc quái phong phanh một tiếng liền trực tiếp tan thành mây khói, bộ dáng không thể ngăn cản mảy may. Mà tiếng chuông thứ ba vang lên, ma giáp ngoài thân Hàn Lập bỗng nhiên thả ra hắc sắc hào quang chói mắt, phụ cận hư không dao động từng trận, phát ra tiếng xé gió vù vù không gian chi lực trực tiếp đánh lên thiên ngoại ma giáp, khiến cho hắc quang lung lay từng trận. Hàn Lập trước đây đã từng sử dụng huyền thiên chi bảo, đối với sự lợi hại của pháp tắc chi lực vô cùng rõ ràng, chỉ thấy sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, vội vàng bấm quyết. Một tiếng sấm truyền tới, sau lưng hắn thanh bạch hồ quang chợt lóe lên, một đôi cánh trong suốt hiện ra. Mà đúng lúc này tiếng chuông thứ ba đã văng vẳng truyền đến, hắc quang do ma giáp thả ra như ngưng kết lại thành thực thể, dưới tác động của thanh âm này liền vỡ vụn ra ngay tức khắc thấy cảnh này, khó miêng hắn khẽ co giật vài cái, không hề trần trừ, đôi cánh sau lưng khẽ động cả người liền hóa thành một đạo hồ quang thanh bạch biến mất tại chỗ. Sau một khắc chỗ hắn đứng lúc trước chợt xuất hiện không gian ba động, rồi biến thành một hắc động đen ngòm. Khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích này thì đến lần tiếng vang thứ tư, trong nháy mắt cách đó hơn 20 trượng chợt vịch một tiếng, một đoàn thanh bạch hồ quang trống rỗng xuất hiện, nhân ảnh bên trong hồ quang loạn choạng ngã vật ra chính là Hàn Lập vừa mới sử dụng phong lôi xí thi triển độn thuật vậy mà bị tiếng chuông của tiểu trung kia dễ dàng phá vỡ. Thêm một tiếng vang dài rằng giặc truyền đến, Hàn Lập chỉ cảm thấy không gian bốn phía căng thẳng hẳn lên, cả người bị thiên địa pháp tắc không chút khách khí bao vào trong đó. Không gian chi lực thoáng cái hóa thành một cỗ hấp lực vô cùng to đè ép lên trên thân hình hắn, tiếp theo hấp lực đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn đi, dĩ nhiên là muốn xé Hàn Lập ra thành muôn mảnh. Nhưng vào thời khắc này, hàn lập hai mắt mở trừng trừng ra ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng trên người hắn kim quang trói mắt rồi sinh ra vô số tơ vàng óng ánh đồng thời răng nanh hoàn toàn lộ ra trong nháy mắt hắn đã biên thành một đầu kim mao cự viên cự viên này cao tới 5 sáu trượt tướng mạo hung ác tứ chi thô to phảng phất như có lực lượng vô cùng lớn cự viên điên cuồng giống lên tứ chi đồng thời dùng sức vung lên một tiếng phanh truyền ra bốn phía trong hư không phảng phất như có thứ gì đó bị kích vỡ ra sau đó cự viên lại nghe răng cười một cái thân thể đong đưa sải chân bước tới cũng không biết làm như thế nào mà chỉ thấy mỗi bước chân lại có thể kéo dài qua ba bốn mươi trượt một chút đã tới sát bên cạnh tên thanh niên kia sau đó cự viên liền nâng tay hung hăng đánh ra một chảo một cô ác phong gào thét phóng thẳng chỗ tên thanh niên kia kim giác thanh niên sau khi hao tổn nguyên khí để thúc giục tiểu trung công kích hàn lập mắt thấy công kích của tiểu trung không thể giải quyết được hàn lập ngay lập tức thì chỉ biết há miệng trợn mắt đứng sững tại chỗ mà khi Hàn Lập hóa thành cự viên thì hắn lại càng không thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Đối với cự viên do Hàn Lập biến thành chỉ với mấy bước chân đã đến bên cạnh hắn rồi hung đánh thẳng về phía hắn nhưng hắn cũng không còn bao nhiêu linh mẫn để ứng phó kịp, căn bản là không kịp thi pháp thúc dục tiểu trung chống lại cự trảo của cự viên. Mặc dù hắn đối với biến thân cự viên của Hàn Lập không biết chút nào nhưng chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể cự viên mà dễ dàng ngạnh kháng với không gian chi lực thì hắn cũng không dám xem nhẹ chút nào cho nên tên thanh niên kia chỉ còn bất đắc dĩ chỉ có thể một tay bắt quyết thật nhanh, pháp tướng sau lưng toàn thân hào quang đại thịnh, hai tay úp lại huyễn hóa thành một thanh lam sắc cự nhận hướng lên trên cự chảo đón đầu đánh tới. Hàn quang trong mắt chợt lóe, đối với công kích của lam nhận kia căn bản không quan tâm tới, ngược lại khí lực toàn thân đều dồn cả vào cự chảo đánh tiếp tục đánh tới. Một tiếng kim trúc va chạm với nhau truyền ra, Lam nhận kia khi vừa mới tiếp xúc với cự trảo thì đột nhiên rung mạnh một cái rồi hóa thành vô số đoàn nhận hung hăng đánh thẳng lên thân thể của cự viên. Chỉ thấy ngoài da của cự viên kim quang chợt lóe lên liền đánh văng tất cả lam sắc tàn nhận, ngay cả một vết xước để lại trên da cũng không có. A, à, một tiếng kinh sợ từ trong miệng tên thanh niên kia truyền ra, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, không lưỡng lự chút nào liền thúc giục pháp quyết khiến cho pháp tướng sau lưng bắt đầu huy động song trưởng hung hăng lao thẳng tới cự viên điên cuồng đánh tới đồng thời một cỗ hắc khí có pha một chút bích ti hướng không trung bắn đi một cánh tay tiếp tục nhấc lên trên mặt huyết quang chợt lóe một tia máu từ đầu ngón tay phun ra hắn không tiếc tổn hao nguyên khí tiếp tục sử dụng tiểu trung công kích hàn lập nhưng hắn hiển nhiên đã coi thường sự bá đạo của kim mao cự viên khi làm sắc pháp tướng vừa mới lao vào ngăn cản cự viên thì một chút đã bị kim quang ngoài thân cự viên đánh cho tan thành bụi về phần đám hắc khí này thì đều bị tiêu diệt dưới cự trảo của cự viên lôi đình nhất kích nhất kích tất sát sau khi thoát khỏi hắc khí cùng pháp tướng, cánh tay cự viên vừa như chấp đánh tới trên hộ thể linh quang của tên thanh niên kia, đối với công kích của cự viên thì một cái hộ thể linh quang cũng không là gì cả, cự trảo như một tia chấp bất thình lình xuyên thủng quang linh quang hộ thể mà đánh thẳng lên đỉnh đầu hắn, sau đó năm ngón tay không chút do so dự coi lại nắm chặt lấy đầu của hắn. Phanh một tiếng, đầu của tên thanh niên kia như một quả dưa hấu nổ tung ra. Thi thể không đầu sau khi lảo đảo một chút liền rơi thẳng xuống mặt đất chương 1725, Giác Si Mưu Đồ. Oanh một tiếng, thi thể vừa rơi xuống phía dưới mặt đất bỗng nhiên nứt toát ra, huyết quang đại phóng. Huyết nhục cùng nội thể còn sót lại hóa thành một đoàn huyết vũ hướng bốn phương tám hướng bay tán loạn đi. Tiếng xé gió vang lên, bên trong huyết vũ, một đạo hư ảnh mơ hồ chợt lóe lên mà ra, giống như quỷ mị hướng tiểu trung cách đó không xa bắn nhanh đi. Đúng là nguyên anh của kim giác thanh niên kia, hắn cũng rõ ràng, biết sau khi mất đi pháp thể chỉ bằng Nguyên Anh mà muốn trốn thoát khỏi tay Hàn Lập thì trước tiên phải mượn sức của Tiểu Trung bên kia, hy vọng dùng uy lực huyền diệu của Tiểu Trung này mà thoát khỏi kiếp nạn này. Đối mặt với huyết vũ đầy trời, cự viên căn bản là không để vào trong mắt, ngược lại trên mặt lệ quang chợt lóe, từ trong cổ họng phát ra một tiếng giống to. Tiếng giống này như cửu thiên thiên lôi, khi vừa ra khỏi miệng liền khiến cho không gian phụ cận chấn động mà ông ông một trận, nơi nào âm ba đi qua không trung phụ cận nổi lên từng đoàn phong quyển làm cho không gian vạn vẹo biến dạng. Biến thân cự viên này của Hàn Lập chỉ với một tiếng giống kinh thiên này đã đem hư không phụ cận làm ra bộ dáng như chấn động sắp vỡ, có thể thấy được uy lực trong tiếng giống này lớn đến mức nào. Đám huyết vũ dưới tác động của âm ba, trong nháy mắt đồng loạt hóa thành hư ảo, đồng thời đạo hư ảnh nó cũng bị tiếng giống đầy uy lực bao vào trong, hư ảnh chỉ kịp hét thảm một tiếng liền biến thành cho bội nhưng bất ngờ chính là tiểu trung kia ngay lúc nguyên anh của tên kim giác thanh niên kia trong nháy mắt bị hủy diệt cũng bạo liệt mà hóa thành một đoàn bạch quang bất quá uy lực của tự bạo này không có nhiều uy lực đoàn bạch quang nọ chỉ chấp động vài cái liền biến thành điểm điểm bạch quang quỷ dị biến mất thấy cảnh này trong mắt cự viên lam mang chợt lóe lên nhưng không chút trần chờ nào thân hình vừa động chợt lóe lên tiến nhập vào trong hư không ngay sau đó Cự viên bóng xuất hiện trên đầu của con quái thú đang cùng bạch sắc cự mãng dây dưa. Lưỡng đạo cự quyền giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh thẳng xuống thân thể quái thú. Đầu quái thú kia tu vi đồng dạng là luyện hư trung kỳ nhưng dưới công kích của cự viên cơ hồ không kịp phản ứng thì đã biến thành bánh thịt, thậm chí ngay cả yêu đan cũng bị cưỡng bước lôi ra khỏi cơ thể, còn tinh hồn của quái thú vừa mới thoát ra khỏi cơ thể thì đã bị bạch sắc cự mãng không khách khí nuốt vào trong bụng mà hồn phi phách tán. Địch nhân cuối cùng đã đều bị diệt sát hoàn toàn lúc này ngoài thân cử viên kim quang chấp động, hình thể nhanh chóng co lại, nháy mắt đã khôi phục chân thân hàn lập, sau đó hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm về phương hướng tiểu trung biến mất, ánh mắt chấp động như nghĩ tới điều gì đó. Ngay lúc tiểu trung tại nghiễm hàn giới bị hủy, trong một dãy lầu các thần bí nào đó tại linh giới, dưới tầng tầng cấm chế bao phủ chung quanh một tòa lâu các đột nhiên một tiếng hét kinh hãi truyền ra. Sao như vậy chứ, bên trong tiếng hét bao hàm sự kinh ngạc cùng nội ý. Ở lối vào tòa lầu các này, vài tên kim giác giáp sĩ đứng thẳng tắp, sắc mặt không chút thay đổi giống như căn bản là không nghe thấy tiếng hét vừa rồi mà ở tòa lầu các ở tầm trung có ba gã rác si tộc chăm chú nhìn lên một cái bạch sắc tiểu trung được đặt trên một cái ngọc bàn sắc mặt ngưng trọng dị thường tiếng hét thất thanh kia là do một mỹ phụ trung niên ước chừng hơn 30 tuổi trên đầu có một đôi tiểu rác xanh biếc nhưng một tay lại chống nạnh trong mắt lộ ra vẻ tức giận bên trên cái bàn kia có một cái cự chung cao chừng một trượng chưa bỏ vẻ ngoài thì hình dáng và nhan sắc đều giống hệt cái mà kim rác thanh niên kia vừa mới sử dụng ở trên mặt đất phía dưới ngọc bàn có 5 pháp trận liên hoàn cỡ nhỏ, kim quang chấp động không ngừng. Trong đó 4 pháp trận đều không có gì đặc biệt, duy nhất chỉ có một cái pháp trận gần tiểu trung nhất là có bạch quang chấp động. Bạch quang cùng với bạch sắc hào quang từ cự trung tỏa chấp động không ngừng, giống như hô ứng lẫn nhau. Như thế mà vẫn có một kiện huyền thiên thánh khí bị hủy, cũng do tài liệu luyện chế thánh khí cùng với trung chân linh có liên hệ nên mới quay trở về được. Xem ra tên đệ tử giữ huyền thiên thánh khí ở nhiễm hàn giới đã vẫn lạc không thể nghi ngờ. Mỹ phụ thì thào một tiếng nói, điều này có gì lạ, bên trong nghiễm hàn giới nguy cơ trùng trùng, ngoài ra còn có bao nhiêu dị tộc khác cũng phái người vào trong đó, tiểu tử này chắc gặp phải đối thủ có thần thông nghịch thiên hoặc là bất ngờ gặp phải hung thú thượng cổ nào đó không phải là không có khả năng. Một lão giả mặc bạch bào, trên trán có một đôi thanh giác vân về trỏm dâu nói. Sĩ Tâm Huynh, lời này có thể không đúng lắm, có huyền thiên thánh khí trong tay thì cho dù có gặp phải tồn tại thánh giai đi chăng nữa thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Huống hồ trước đó đã có nghiêm lệnh đệ tử giữ thánh khí cùng đội ngũ phải luôn hành động cùng nhau, thật sự nghĩ không ra tại sao lại hắn có thể gặp nguy hiểm gì mà khiến cho một đệ tử sở hữu huyền thiên thánh khí dưới sự bảo vệ của một đám người mà lại vẫn lạc được. Hơn nữa hiện tại mới chỉ qua có nửa năm, chẳng lẽ ngay từ đầu đã truyền tống sai vị trí tới một chỗ xa lạ nào đó, mà với thời gian dài như thế thì cũng phải tới nơi chỉ định chứ. Người cuối cùng là một gã bạch diện lam bào trung niên, ảm đảm cười nói. Nghe trung niên nói như thế, lão giả ánh mắt chợt lóe lên rồi lâm vào trầm tư. Mặc kệ tên đệ tử kia gặp phải chuyện gì mà mất mạng, đội ngũ kia đã làm mất đi huyền thiên thánh khí thì cũng không thể chiếm được vật kia. Điều này đúng là không có nằm trong kế hoạch, e là có ảnh hưởng rất lớn tới đại sự lần này. Trung niên Mỹ phụ ngược lại bình tĩnh lạnh lùng nói, không sao, vật kia tổng cộng có 5 phần, chỉ cần một đội ngũ khác đắc thủ thì khi nhiễm hàn giới mở ra lần nữa vẫn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của bổn tộc trung niên nam tử khẽ nói một tiếng chỉ sợ những đội ngũ khác cũng xảy ra vấn đề thiếu đi một đội thì có thể miễn cưỡng cứ cứu chữa được nhưng nếu lại mất đi thêm một đội ngũ nữa thì e rằng sẽ có phiền toái rất lớn a à, lão giả sau khi trầm ngâm một hồi liền chậm rãi nói nào có thể trùng hợp như vậy được vạn nhất như thế thì chỉ có thể nói trách rằng cơ duyên của bản tộc chưa tới mà thôi không thể oán hận được trung niên nam tử mỉm cười trả lời nói nói như thế nhưng mấy người chúng ta đã động viên không ít tài liệu quý hiếm mới luyện chế ra vài món huyền thiên thánh khí có thể nói là có chút lãng phí phải biết rằng những thánh khí này đều là nhằm vào phong ấn của vật kia mà nhất thời chuyên môn tạo ra tuy rằng uy lực không thể so sánh với huyền thiên thánh khí chính thức cũng không kém là bao nhưng qua một khoảng thời gian liền hành tự giải thể biến mất nếu như không có gì thu hoạch ta là người phụ trách kế hoạch này e rằng phải cấp cho những trưởng lão khác một cái công đạo lão giả nhướng mày nói công đạo gì nhị vị chẳng lẽ đã quên kế hoạch của chúng ta nguyên bản vốn là hoàn thành từng phần làm gì có chuyện một công đôi việc. Mà ngay cả đại sự tại nhiễm hàn giới có thất bại thì nguyên bản kế hoạch vẫn có 89 phần thành công. Mỹ phụ trong nháy mắt hàn quang chợt lẽ, chậm rãi nói. Cũng đúng, có lẽ đến lúc nên đánh một trận cuối cùng với thiên vân 13 tộc rồi. Vừa nghe được lời này của Mỹ phụ, trung niên nam tử cùng lão giả chợt liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng cười một cái. Mỹ phụ không nói gì thêm nữa, một ngón tay hướng về phía kim sắc pháp trận có bạch quang huyền phủ chính giữa điểm ra một cái, nhất thời đoàn bạch quang kia phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe liền phiêu phiêu bay thẳng đến cự trung chui rồi vào bên trong. Ngay sau đó, cự trung chợt phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài hiện lên tầng tâm ngân sắc phủ văn mà ra. Hàn Lập tự nhiên không biết rằng chính mình đánh chết tên kim giác thanh niên kia trong lúc vô ý đã phá vỡ đại kế cực kỳ chu mật của giác si tộc. Giờ phút này tâm thần hắn toàn bộ đều chìm vào trạng thái thể ngộ khi nhất quyền chảm sát cường địch lúc trước hiển nhiên kinh chập thập nhị quyết uy lực cũng tùy theo tu vi của tu luyện giả mà tăng lên. Cùng là một loại biến thân nhưng dưới tu vi luyện hư hậu kỳ thì uy lực chính thức mới bày ra. Biến thân cự viên với thân thể cùng thần lực có thể đại chiến với hợp thể kỳ một hồi, một phần cũng do cơ duyên của hàn lập thâm hậu, dưới ảo cảnh của tinh không đồ kia đưa hắn trải qua vô tận năm tháng cho nên hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều so với trước đây, lúc này hắn vẫn có thể bảo trì thể xác và tinh thần cân bằng, không đến mức xuất hiện tình trạng mất khống chế. Bất quá so với việc này, Hắn tuyệt đối không rõ ràng tại sao tiểu trung kia lại biến mất một cách quỷ dị như thế, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Bất quá chỉ là một kiện phản chế Huyền Thiên chi bảo mà đã có thần thông thần kỳ như thế, nếu có thể đoạt tới tay mà nói thì thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu kiện dị bảo này đã biến mất vô ảnh vô tung thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tâm tư này ném lên tận mây xanh, sau đó đem bảo vật của tên kim giác thanh niên tất cả thu lại liền hóa thành hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Một lát công phu sau, Hàn Lập đã phi độn ra cách đó mấy vạn dặm. Bên trong độn quang, Hàn Lập bắt đầu tỉ mỉ cân nhắc kế hoạch tiếp theo của bản thân. Tuy rằng hắn đã hiệp trợ hai người Liễu Thúy Nhi đoạt được vật mà đoạn thiên nhận cùng Thải Lưu Anh phải có nhưng trước đây hắn cũng đã đáp ứng với thạch kiến tộc sẽ thu thập một số tài liệu luyện khí còn chưa tới tay. Cố nhiên đoạn thiên nhận đã có nói qua, chỉ cần đem bảo vật trong cấm chế chi địa nọ tới tay thì việc này cũng không cần đặt trong lòng nữa nhưng hắn vẫn đem yêu cầu của thạch kiến thạch tộc hoàn thành, tránh vì việc này mà trễ nãi kế hoạch mượn truyền tống trận trong lòng cân nhắc như thế mặc dù từ đây đến vị trí có tài liệu đấy cũng cần đến cũng còn thừa thời gian cho nên hắn quyết định đi đến đó một chuyến bất quá trước đó hắn cũng cần phải khôi phục lại pháp lực trước rồi nói sau bên trong nhiễm hàn giới này nguy hiểm trùng trùng ngay cả tu vi của hắn đại tiến nhưng cũng không dám có chút khinh thị nào cân nhắc xong xuôi lúc này hắn bắt đầu điều chỉnh phương hướng rồi phá không bay đi gần nửa ngày sau hàn lập đã xuất hiện trên không trung một mảnh rừng nhỏ sau khi bay quanh một vòng thì lam mang trong mắt chợt động quét qua khắp nơi một lần, tựa hồ cảm thấy không có gì nguy hiểm, lúc này liền hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp rơi xuống rừng rậm. Một lát sau, Hàn Lập tìm thấy được cái huyệt động nằm dưới dễ một cây đại thụ, sau khi xem xét cẩn thận liền bắt đầu bày ra một cái ẩn nặc pháp trận, đem đại thụ che kín lại. Sau đó tay áo bảo khẽ run lên, một đạo hoàng quang từ trong tay áo bay ra, chợt lóe lên một cái liền hóa thành một con tiểu thủ. Đúng là báo lân thú, con thú này trước đây đã nuốt vào bụng không ít yêu đan của ngân sắc tam nhãn ám thú liền lâm vào trạng thái ngủ say, trước đó không lâu đã tỉnh dậy. Tuy rằng nó đã luyện hóa hoàn toàn đám yêu đan này nhưng bề ngoài tựa hồ vẫn chưa có biến hóa gì lớn, chỉ là trên người lại có thêm một ít hắc sắc hoa văn, hơn nữa trong hơi thở tựa hồ lại có chút bất đồng, Hàn Lập chỉ cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm bên trong đó. Điều này làm cho hắn không khỏi đánh giá lại con thú này một lần nữa. chương 1726, Phi Hồng Ngư Tuy rằng bề ngoài báo lân thú không có gì thay đổi lớn nhưng với tu vi hiện giờ của Hàn Lập lại cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ trên tiểu thú phát ra, tự nhiên là có chút không bình thường. Đáng tiếc là hiện tại hắn đang ở nhiễm hàn giới, cũng chỉ có thể đợi ra khỏi nhiễm hàn giới thì mới có thể hảo hảo nghiên cứu. Trong lòng cân nhắc như thế, sau khi dùng thần niệm phân phó một câu liền khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ lại bắt đầu khôi phục pháp lực. Lúc ở trong tu di động thiên nọ, tuy hắn đã từng ngồi xuống đả tỏa khôi phục pháp lực lại nhưng thời gian hạn hẹp, mặt khác lại đại chiến một hồi với tên kim giác thanh niên kia nên pháp lực còn lại không còn nhiều lắm. Vì thế, Hàn Lập phải mất tới 7 ngày mới đem pháp lực toàn thân khôi phục được chín thành. Dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi hồi phục lại toàn bộ pháp lực sẽ rời khỏi nơi này nhưng đến giữa trưa ngày thứ 8 đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền tới tai hắn. Hàn Lập giật mình từ trong trạng thái đã tỏa thanh tỉnh lại, hai mắt mở lớn ra. Một trận thiên địa linh khí hỗn loạn cùng những tiếng bạo liệt như ẩn như hiện từ một phương xa xa truyền đến, bộ dáng giống như đang có người tranh đấu gần đây. Trong lòng vừa động, không nói hai lời liền triển khai thần niệm lặng lẽ hướng về phía bên ngoài lũ lượt tràn ra. Kết quả là thần sắc hắn không khỏi có chút quái dị. Chỉ thấy bên trên không trung cách mặt đất mấy ngàn trượng đang diễn ra một màn truy đuổi kỳ dị giữa hai con dị thú một lớn một nhỏ. Phía trước là một đầu thú tầm một trượng nhưng cả người kim quang trói mắt nhưng lại có một cặp mắt đen xì, đúng là đầu ám thú vương mà hắn đã gặp ở trong ám thú xâm lâm lúc trước. Mà hiện tại bộ dáng của nó có vẻ chật vật phi thường, chẳng những trên người không ít bộ phận đã bị cháy đen mà cái đuôi phía sau cũng không hiểu sao lại ngắn bất khoảng một thốn. Nhưng ngay cả như thế thì khí thế hung ác cũng không giảm chút nào, vừa hóa thành một đạo kim ảnh bắn nhanh về phía trước vừa không ngừng phun ra kim sắc phong nhận đánh về phía sau. Kim sắc phong nhận này sau khi vừa ra khỏi miệng liền hóa lớn thành vài thước, chợt lóe lên mà hướng về một chỗ trong hư không cách đó mấy chục trượng hung hăng chém xuống. Ở phía sau một đầu dị thú khác đang đuổi theo con ám thú vương kia, mắt thấy phong nhận hung hăng chém xuống kia mà khinh thường không thèm đặt vào trong mắt, chỉ thấy bên ngoài thân con dị thú này linh quang chợt lóe đã đem toàn bộ phong nhận này dội ngược trở lại. Thần thông phòng ngự thật mạnh, có chút khó có thể diễn đạt nổi. Mà đầu dị thú này thân thể lại vượt quá 10 trượng, đúng là một con quái thú đầu chư nhưng thân thể lại không giống chư. Ngoại trừ phần đầu trắng như tuyết, thân hình lam mang chói mắt, khí thức so với đầu ám thú vương phía trước có phần mạnh hơn vài phần, trách không được ám thú vương kia căn bản không dám đối đầu chính diện mà chỉ một mực đào tẩu, một mặt du đấu. Hàn lập đem báo lân thú thu lại vào trong linh thú trạc, thanh quang chợt lóe lên rồi liền thu liếm khí tức lại. Nhị thú bên trên phân nửa tâm thần đều đặt lên đối thú nào có thể nhận ra được hàn lập đang ở phía dưới mặt đất. Một lát công phu sau, hai đầu dị thú một trước một sau liền bay qua khỏi khu rừng rậm mà biến mất tại chân trời không thấy bóng dáng. Mũi hàn lập khẽ nheo lại, trên người thanh quang chợt lóe lên rồi khôi phục lại bình thường con ám thú vương này sao lại chạy tới đây? Hàn Lập trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói. Bất quá hiện giờ đối với hắn mà nói thì không uy hiếp nhiều lắm, đương nhiên hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cho mình một cái đại phiền toái, lúc này mới ẩn nấp không ra. Ám thú vương xuất hiện có chút ngoài ý muốn nhưng bởi chuyện này không có liên can gì đến hắn, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Trải qua biến cố này, hắn cũng không tính ở lại chỗ này nữa, dù sao nhị thú vừa nãy khi bay qua khu rừng này thì cũng để lại một chút khí thức cường đại, như thế e là sẽ gây ra sự chú ý cho những hung thú phụ cận kéo tới. Cũng may phương hướng của nhị thú không cũng không giống với phương hướng địa phương hắn cần đến nên không có chút băn khoăn nào. Sau khi đem cấm chế pháp trận thu lại liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi huyệt động, rồi tiếp tục bay thẳng đi. Bên trong độn quang, trong mỗi bàn tay hắn đều đang giữ một khối đỉnh dai linh thạch, linh khí tinh thuần bên trong liên tục được hắn hấp thu vào trong cơ thể. Như thế thì dù cho hắn không ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực thì cũng không bao lâu sau sẽ bổ sung lại được lượng pháp lực mà cơ thể đang còn thiếu hụt. Dựa theo kế hoạch đã định từ trước, một tháng tiếp theo hắn cứ tiếp tục một đường đi thẳng tới địa phương nọ. Trên đường đi, trừ bỏ đụng phải một số đê dai mãnh thú thì hắn chưa từng gặp phải một dị tộc nhân nào khác nữa, hắn tự nhiên có chút vui vẻ trong lòng. Một ngày kế tiếp, hàn lập dừng động quang lại trên không trung nhìn về phía xa xa trước mặt, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hồ cực kỳ lớn. Mặt hồ xanh thẳng giống như đại dương, không trung vạn dặm không có một gợn mây nào, cảnh sắc cực kỳ mê người. Hàn Lập thấy hồ nước này, khóe miệng bất giác khẽ nở một nụ cười, đồng thời hắn đem thần niệm cẩn thận thả ra hướng về hồ nước cẩn thận đảo qua một lần. Một lát sau, hắn liền đem thần niệm thu lại, độn quang tái khởi biến thành một đạo thanh hồng hướng về một phía hồ nước bắn nhanh tới, sau đó cứ tiếp tục nhằm thẳng chỗ bên trong phá không bay tới. Mấy canh giờ sau, thần sắc hắn khẽ biến đổi hồ nước này ban đầu chỉ tưởng vô cùng lớn nhưng lấy tốc độ cùng thời gian dài như thế mà hắn vẫn chưa đi qua khỏi phạm vi của hồ nước từ đầu đến giờ hắn vẫn cứ nhắm thẳng một đường đi tới mà cảnh vật vẫn không có chút biến đổi nào hắn thầm nghĩ rằng mình đã lạc vào trong một cái hải dương vô danh nào đó càng làm cho hắn bất an hơn là từ lúc tiến vào hồ nước tới giờ vẫn chưa thấy một tiểu đảo nào cả chưa bỏ dưới đáy hồ có một số loài cá bình thường nhưng lại hiếm khi thấy được linh thú nào khác ngẫu nhiên thì vẫn thấy có mấy con đê dai hải yêu thú am hiểu ẩn nặc thuật mà trốn dưới đáy hồ, tất cả đều ẩn nấp vô cùng cẩn mật, không hề nhúc nhích. Nếu không phải do thần niệm hắn cường đại thì e rằng không thể phát hiện ra được chúng. Hàn lập ánh mắt chấp động, trong lòng nổi lên chút cảnh giác, đồng thời tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Loại tình hình này hắn cũng không phải là chưa từng gặp phải, hồ nước này 89 phần 10 ẩn giấu mãnh thú gì đó thì mới có thể đem toàn bộ đê dai ma thú dọa cho chạy mất tuy rằng lúc trước thạch kiến tộc có nói rằng khu vực này không có gì nguy hiểm nhưng đã nhiều năm qua như vậy có lẽ nơi đây đã bị mãnh thú cường đại nào đó chiếm cứ như vậy thì không có chút bất ngờ nào hắn thầm nghĩ như vậy không khỏi có vài phần trần chờ không quyết vì nỗi loại tài liệu mà thạch kiến tộc yêu cầu có nên hay không nên mạo hiểm một chuyến dù sao việc hắn mượn truyền tống trận đã được đoạn thiên nhận cũng đã bảo đảm cho hắn mượn dùng một lần Lấy địa vị của hắn tại thạch kiến tộc chắc chắn không là hư ngôn nhưng vạn nhất đến lúc đó thạch kiến tộc lấy cớ làm khó dễ mà thôi. Hơn nữa suốt một quãng thời gian dài phi hành như vậy cũng khiến hắn có chút mỏi mệt mà giờ phút này lại quay đầu bước đi, tự nhiên là có chút không cam lòng. Hàn lập sắc mặt âm trầm bất định cân nhắc kỹ lưỡng, độn tốc bất giác mà chậm đi nhiều. Đúng lúc này, mặt nước phía xa xa cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tùy theo phương hướng phi hành mà càng ngày càng lớn, đó là một hòn đảo rất lớn xuất hiện ở giữa hồ nước. Hàn Lập thấy vậy, cặp mắt khẽ nhíu lại, độn quang trực tiếp dừng ngay lại trên không trung hướng về phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đảo này chừng ngàn dặm, hơn nữa trên đảo có một hai ngọn núi song song nối liền nhau. Ngọn núi cao nhất trong đó ước chừng ngoài vạn trượng, mặt ngoài có vô số bụi gai thấp mọc rậm rạp, nửa trên ngọn núi lại không hề có một ngọn cỏ nào cả, còn ngọn núi thấp tầm ba bốn nghìn trượng bên cạnh toàn thân lại xanh biếc, cây cối rậm rạp. Xem ra chính là nơi này rồi, Hàn Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai tòa sơn phong kia ánh mắt không ngừng chuyển động hải đảo này ngoại hình cùng hải đảo bên trong tấm địa đồ có dáng vẻ y hệt nhau mà tài liệu hắn cần tìm lại nằm trên ngọn núi cao hơn bên trên hải đảo đó loại tài liệu khoáng thạch này chỉ có nghiễm hàn giới mới có được hơn nữa loại tài liệu này đối với thạch kiến tộc cũng có chút trọng yếu hàn lập nhìn về phía hải đảo xa xa có chút thất thần bỗng nhiên thần sắc hắn khe biến đổi tay áo bảo hướng xuống phía dưới khẽ run lên một thanh thanh sắc phi kiếm chợt lóe lên bắn xuống dưới cơ hồ ngay sau đó mặt hồ phía dưới nguyên bản như hương đột nhiên oanh một tiếng một cây thủy trụ bắn lên cao hướng về phía hàn lập bắn đến thanh quang chợt lóe thủy trụ đã bị trẻ ra làm hai nửa oa một tiếng con quái thú ẩn thân bên trong thủy trụ cũng đồng dạng bị trẻ ra làm đôi thảm thiết kêu lên một tiếng huyết thủy vương vãi khắp mặt hồ hàn lập cúi đầu trong mắt lam quang chợt lóe đem hình dáng của quái ngư phía dưới nhìn rõ ràng quái ngư này dài tầm nửa thước toàn thân một màu bích lục, lưng có hai cánh, hơn nữa nhìn rõ ràng thì đầu quái ngư này giống như độc xà, bụng tựa hồ còn có một đôi móng vuốt trong suốt. Khóe mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại ẩn ẩn như đã từng nghe qua ở đâu đó, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhớ ra được. Nhưng một màn ngay sau đó lại khiến cho hắn giật cả mình. Tàn thi của con quái ngư kia vừa tiến nhập vào trong mặt hồ, phạm vi vài dặm phụ cận trong hồ nước đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu của quái thú. Sau đó, từng cây thủy trụ từ trên mặt hồ rậm rạp hướng về phía hắn hung hăng phun tới, không thể đếm được có bao nhiêu nữa. Cột nước sau đó liền tản ra để lộ ra hình dáng của từng con quái ngư bên trong. Toàn bộ số quái ngư này đều huyền phù tại tầng trời thấp mang theo ánh mắt không có chút tình cảm nào nhìn chằm chằm về phía hàn lập. Ngoại hình của đám quái ngư này cùng với con quái ngư lúc trước giống y hệt nhau nhưng bên ngoài thân lại có đủ mọi loại màu sắc, hơn nữa ẩn ẩn tản mát ra linh quang diễm lệ. Có vẻ thần bí dị thường, phi hồng ngư, hàn lập thấy cảnh này có chút thất thanh kêu lên rốt cục hắn cũng đã nhớ ra lai lịch của đám quái ngư này năm đó hắn tại thánh thành của thiên bằng tộc đã từng xem qua một điển tịch cổ ngẫu nhiên bên trong có ghi chép về loại quái ngư này đừng nhìn cái tên phi thường dễ nghe này của quái ngư mà khinh thị ở thời thượng cổ mỗi khi nhắc đến tên loại quái ngư này đồng nghĩa với nhắc đến một loại cảm giác vừa thích thú lại vừa chán ghét thích thú ở chỗ là nội đan của quái ngư này là chủ tài liệu của một loại đan dược cực kỳ hy hữu thất thải đan mà thất thải đan là một loại đan dược chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thượng cổ linh trùng. Nghe nói linh trùng nào thường xuyên phục dụng chẳng những có thể thúc dục sinh trưởng mà cho dù khi thành thuộc thể ăn vào cũng có thể sinh ra tỷ lệ biến dị cùng tiến giai. Loại đan dược này ở thời thượng cổ cũng quý hiếm dị thường. Còn hận là loại quái ngư này chẳng những toàn thân mang kỳ độc, ngoài việc chúng có thể phun nọc độc ra thì cũng không có thần thông gì đáng nhắc tới nhưng chúng luôn sống thành từng đàn, ít thì chỉ vài ngàn, nhiều thì mấy vạn. Nếu đơn thân độc mã đụng tới đàn quái ngư này, trừ phi thân mang thần thông đặc thù trên người ra thì 89 phần 10 chỉ có thể ngã xuống mà chết. Bất quá loại quái ngư này đã tuyệt diệt tại linh giới, cũng chỉ có một ít điển tịch liên quan tới thượng cổ linh trùng còn lưu lại mà thôi. Hàn Lập cũng không có nghĩ tới, tại nhiễm hàn giới mà lại có thể nhìn thấy loại quái ngư này. Hắn lúc này chợt bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trong hồ nước này lại không hề có một đầu cao dai ma thú nào, hơn phân nửa có lẽ đã bị đàn quái ngư này tiêu diệt sạch sẽ, chính vì thế mà toàn bộ đê dai ma thú đều trốn mất dạng. chương 1727, Linh Hỏa khắc địch. Đương nhiên ngay cả phi hồng ngư có lợi hại đi chăng nữa nhưng trên người mang bảo vật thì cũng không tính là gì cả, nếu không cũng sẽ không sớm bị tuyệt diệt như vậy. Hiện tại hắn đang gặp phải loại quái ngư này, thật đúng là cơ duyên ngoài ý muốn. Tuy rằng trong biển tịch có nhắc tới độc tính của phi hồng ngư vô cùng đáng sợ nhưng hàn lập lại có chút nửa tin nửa ngờ. Lúc này một tay vung lên, một tầng hôi sắc quang mạc liền hiện ra trước người, tay kia vừa lật liền xuất hiện một đoàn ngũ sắc hàn quang cuồn cuộn tuôn ra. Hai thứ này cùng lúc bộc phát ra hóa thành hai tầng quang cháo bao lấy thân thể hắn vào bên trong. Tiếp theo, hàn lập không chút do dự áo bào khẽ phất lên, mấy người khẩu phi kiếm xanh biếc từ trong tay áo ảo, ảo ảo tuôn ra bốn phía. Bốn phía bất chợt xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang vù vù quay tròn, mỗi một đạo thanh quang minh mông, hàn quang lóng lánh hướng bốn phía trải rộng ra. Chúng phi hồng ngư phụ cận thấy vậy cũng không biết con nào phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, nhất thời toàn bộ chúng quái ngư nhất tề hướng về phía Hàn Lập hung hăng phi tới. Chảm, Hàn Lập sắc mặt khẽ trầm xuống, một tay bấm quyết niệm chú, trong miệng lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Mấy trăm đạo kiếm quang thoáng cái run lên nhẹ nhẹ hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, từng đạo thanh quang thô to ở trên không trung bảy quái ngư điên cuồng quét qua. Kiếm quang đi qua nơi nào, tất cả quái ngư đều bị chảm thành hai nửa, thi thể hóa thành thành lục sắc huyết phú ảo ảo rơi xuống. Trong nháy mắt đã có gần ngàn đầu quái ngư bị diệt sát, huyết tinh chi khí ảo ảo nổi lên. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm sắc bén vô cùng nhưng quái ngư bốn phương tám hướng vẫn ùn ùn kéo tới, không có khả năng chém giết toàn bộ trong thời gian ngắn. Mặt khác, quái ngư ở phụ cận cũng bắt đầu mở miệng phun ra từng đoàn lục sắc dịch vụ phô thiên cái địa hướng về phía Hàn Lập mà đến. Hàn Lập biến sắc, pháp quyết trong tay nhất thời biến đổi. Thanh quang đang điên cuồng quét bốn phía thoáng cái chợt co rụt lại nhưng lập tức thanh minh một tiếng liền hóa thành một đóa thanh liên vô cùng lớn, Thanh Liên sau khi xuất hiện liền từ từ chuyển động, đem toàn bộ kiếm quang che lấy Hàn Lập vào bên trong. Mấy trăm đạo kiếm quang hội tụ lại, hoàn toàn biến thành một tầng phòng ngự vô cùng kiên cố. Hàn Lập rất rõ ràng, chỉ cần có thể kháng lại được độc dịch công kích của Phi Hồng Ngư thì việc tiêu diệt toàn bộ là chuyện dễ dàng nắm chắc, tất cả Phi Hồng Ngư đều chỉ dựa vào số lượng cùng với độc dịch mà thôi. Tuy rằng tu vi của Hàn Lập đã tiến rất xa so với trước đây nhưng loại độc dịch của quái ngư thời thượng cổ này trong lòng cũng có chút không yên tâm. Bất quá không thử một lần thì làm sao biết được có bao nhiêu lợi hại trong đó thất thải đan kia nghe nói thần diệu dị thường đối với phệ kim trùng mà nói thì đại hữu dụng nếu có thể nâng cao uy năng của phệ kim trùng lên một bước mà nói thì một chút nguy hiểm này cũng đáng hắn tự hỏi rằng bản thân mình cũng có nhiều loại bảo vật hộ thân cộng thêm nhiều loại thần thông nghịch thiên cho dù tình hình không ổn thì cũng có thể bảo mệnh thoát ly nguy hiểm được lúc này tầng kiếm quang xanh biết đang bao lấy hắn đang từng bước mở rộng ra từng cánh hoa thanh sắc của quang liên hình thành tầng tầng kiếm mạc, thoạt nhìn diễm lệ dị thường. Từng tiếng phốc phốc liên tiếp truyền ra, lục sắc dịch đoàn tất cả đều đánh lên những cánh hoa của quang liên thì đều bị ngăn chặn ở bên ngoài nhưng cũng không ngừng toát ra từng cỗ khói nhẹ, tiếp theo xuất hiện từng lỗ thủng to nhỏ không đồng nhất. Thanh sắc kiếm mạc vậy mà không thể chống đỡ được lâu dài. Độc dịch của quái ngư này lại có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của Thanh trúc phong vân kiếm, thật sự là không biết nói gì hơn. Hàn Lập trong lòng cả kinh nhưng trên mặt lại không có chút nào là kinh sợ cả. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm có chút tổn hao nhưng lấy thần thông huyền diệu của chúng phi kiếm mà nói thì có thể trong chốc lát là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng Ngũ Sắc Hàn Diễm sau khi tiếp xúc với độc dịch đều tan thành mây khói, rốt cục hắn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, pháp quyết trong tay lại biến đổi một lần nữa. Ngũ Sắc Hàn Diễm xung quanh chợt lóe lên mà bắt đầu xoay tròn một trận nhưng ngay sau đó lại lóe lên mà biến thành một ngũ sắc phong toàn không ít độc dịch bị sau bị cuốn vô liền hất ngược trở lại. Nhưng quái ngư bốn phía thật sự quá nhiều, độc dịch phun ra dường như vô cùng vô tận, liên miên không dứt. Ngay cả ngũ sắc hàn diếm có uy năng thật lớn cũng đã bị tiêu hao không ít mà để lộ ra tầng hôi sắc quang hà bên trong đó. Lục dịch lần nữa lại bắt đầu kích lên trên tầng quang hà này mà phát ra thanh âm két két liên tục. Khóe mắt hàn lập bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, bỗng nhiên trong miệng hừ nhẹ một tiếng, khóe hé miệng phun một đoàn ngân diễm. Phốc suy một tiếng, một đạo ngân diễm hào quang chợt lóe lên liền biến thành một hỏa cầu tầm một trượng, sau đó lại tiếp tục quay tròn một cái mà biến thành một con hỏa điều thật lớn. Đi, Hàn Lập không chút do so dự phân phó một tiếng, ngân sắc hỏa điều hai cánh mở rộng ra, ngỉnh cổ lên trời phát ra một tiếng thanh minh, sau đó hai cánh mở rộng ra liền xông ra khỏi tầng hôi sắc quang hà. Kết quả là ngân diễm chấp động liên tục, lục dịch chứa kỳ độc vô cùng dưới một kích này của ngân diễm mà đồng loạt biến thành từng đoàn lục khí tiêu tan trong không trung nhưng tất cả đều không gây ra chút tổn thương nào đối với hỏa điều. Hàn lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn thi triển thần thông khác thì đều đỉnh chỉ lại mà bắt đầu thúc giục ngân sắc hỏa điều. Một bộ phận quái ngư phía xa đồng dạng cũng thấy cảnh này, tiếp theo chúng đồng loạt phun ra lục dịch hướng về phía ngân sắc hỏa điều hội tụ mà đến. Trong nháy mắt, tất cả độc dịch tụ hội lại mà ảo hóa thành một đầu lục sắc cự mãng dài tầm 7-8 trượng, trông rất sống động. Độc mãng chợt uốn cong thân hình lại liền mang theo một cỗ tinh phong lao thẳng tới ngân sắc hỏa điều. Mà hỏa điều tự nhiên cũng không có chút yếu nào, hai cánh vỗ mạnh một cái, miệng khẽ hé phun ra một đoàn nhũ bạch hỏa diễm cuồn cuộn bay ra. Đúng là kim ô chân hỏa đã được vệ linh hỏa điều thôn vệ ở ma kim sơn mạch lúc trước. Nhũ bạch hỏa diễm cùng độc mãng ngay sau đó liền va chạm với nhau nhưng hỏa diễm dường như càng cháy càng to, vọt lớn lên thêm mấy lần đem toàn bộ cự mãng bao vào trong đó trong phút chốc toàn bộ cự mãng liền biến thành hư ảo. Lúc này Hàn Lập trong miệng lại hét lớn một tiếng, một tay bấm quyết niệm chú cách không hướng về phía hỏa điều điểm ra một chỉ. Hỏa vũ ngoài thân hỏa điều lưu chuyển một trận liền chuyển từ ngân sắc sang màu nhũ bạch, sau đó không chút dấu hiệu liền bạo liệt thành vô số hỏa ti hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Nguyên bản lục sắc dịch vụ đầy trời, dưới sự ngăn cản của hỏa ti tất cả đều hóa thành vô số đoàn lục khí mà tiêu tán trên không trung. Trong nháy mắt, công kích độc dịch của phi hồng ngư ngưng lại một chút mà tầng hôi sắc quang lãng đã bị đánh tan hơn phân nửa lúc trước trong nháy mắt hào quang đại thịnh liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhân cơ hội này, Hàn Lập rốt cục đã chỉ hoãn pháp quyết trong tay, hai tay mười ngón hướng về phía trước nhanh chóng điểm ra. Từng trận thanh quang chấp động, từng khẩu phi kiếm nhanh chóng hiện ra bản thể, ngay sau đó được Hàn Lập thúc dục liền trở nên mơ hồ rồi huyễn hóa ra vô số kiếm quang hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Quái ngư ngay cả liên tục phun độc dịch về phía Hàn Lập nhưng dưới sự công kích của hỏa diễm nên không nhận ra thanh sắc kiếm quang có chút uy hiếp gì cả. Đã không có độc dịch công kích, mấy trăm đạo kiếm quang ở giữa đàn phi hồng ngư tung hoành không chút kiêng kỵ, đối với phi hồng ngư cao dai mà nói thì dưới hai lượt công kích của kiếm quang tất cả đều hóa thành hai nửa, còn đám đê dai còn lại thì căn bản không thể tránh né mảy may, tất cả đều hóa thành từng khối tàn thi rơi xuống dưới mặt hồ. Kể từ đó, dưới sự ngăn cản của Phệ Linh Thiên Hỏa hóa thành Hỏa Ti ngăn cản độc dịch cùng Đông Đảo Kiếm Quang lập tức thể hiện ra uy lực kinh người, một chén trà nhỏ công phu khoảng 4 năm vạn đầu quái ngư đã bị diệt sát không còn một mảnh. Sau đó hắn liền thu hồi toàn bộ phi kiếm và Phệ Linh Thiên Hỏa lại, trong hư không chỉ còn lại một màn huyết tinh chi khí do quái ngư để lại mà thôi. Ánh mắt hắn hướng xuống phía dưới đảo qua một cái không khỏi ngẩn ngơ một trận. Trên mặt hồ, ngoại trừ tàn thi của quái ngư ra thì còn xuất hiện vô số thi thể của các loài cá khác bên trong hồ từ xa nhìn lại mặt hồ trở nên mảnh trắng toát, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hàn lập chớp chớp hai mắt, ánh mắt nhìn về phía đám lục dịch thêm vài lần cũng lộ ra vẻ giật mình. Lúc trước phi hồng ngư phun ra độc dịch tuy rằng phần lớn đã bị phệ linh hỏa điều biến thành hư ảo nhưng lúc trước vẫn có không ít lục dịch bắn ra rơi xuống, kết quả là tất cả đều rơi xuống trong hồ nước, đem hồ toàn bộ cá dưới hồ diệt sát không ít. Tuy rằng hắn đã muốn đối phó với loại độc dịch có độc tính mạnh mẽ này đã có chút hiểu biết nhưng trên mặt hồ lại xuất hiện một màn khiến cho trong lòng hắn phát lạnh không thôi. Nếu không phải hắn có Phệ Linh Thiên Hỏa trong người, cho dù vẫn còn biện pháp giải quyết đám quái ngư nhưng quá trình tuyệt không dễ dàng như thế. Hơn nữa hắn không phải tiếc hao tổn thần niệm sử dụng Phệ Kim trùng hoặc là vận dụng tới Huyền Thiên Tàn Nhận mà là hai loại thủ đoạn này có chút di chứng để lại không nhẹ. Không đến lúc cuối cùng hắn sẽ không dễ dàng vận dụng Hàn lập trong lòng cân nhắc nhưng tay áo bảo lại hướng xuống phía dưới phất lên một cái. Nhất thời một đoàn bạch quang bắn ra, chớp lên một cái liền biến thành một tiểu đồng. Bái kiến công tử, không biết công tử có gì phân phó. Nữ đồng kia tự nhiên chính là khúc nhi. Sau khi xuất hiện bên cạnh Hàn lập thì lập tức cười hì hì hướng Hàn lập thi lễ, hỏi: người đem toàn bộ nội đan của đám quái ngư phía dưới lấy ra toàn bộ, cố gắng bảo trì hoàn hảo. Sau khi làm xong thì lên đảo phía trước tìm ta. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng. "Vâng." Khúc Nhi đáp ứng một tiếng rồi đầu vai khẽ nhún lên một cái, tiếng xé gió liên tục truyền ra. Vô Số Hàn nhận phát ra thanh âm suy suy liên tục từ sau lưng nữ đồng bắn nhanh ra, sau đó xoay quanh vài cái liền hướng về phía mặt hồ bắn nhanh đi. Nữ đồng đồng dạng thân hình khẽ động liền hướng xuống phía mặt hồ bắn nhanh tới. Hàn Lập độn quang tái khởi hướng về phía hòn đảo bắn đi tới. Một lát công phu sau, độn quang chợt tắt hàn lập liền hiện ra thân hình ở phía trên tòa sơn phong xám xịt hai mắt hắn khẽ nhíu lại hướng về phía ngọn núi quét qua một lần một hồi lâu sau bàn tay khẽ chuyển một cái trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một kiện kim bản kim quang lóng lánh hàn lập khẽ cúi đầu lướt nhìn một cái kiện pháp khí này do thạch kiến tộc khi xuất phát đã đưa tới tay hắn đuôi lông mày hắn khẽ giãn ra một chút sau đó hắn hé miệng phun ra một đoàn thanh khí lên phía trên kim bản linh quang chợt lóe, thanh khí liền chui vào bên trong không thấy bóng dáng. Sau đó hắn liền giơ tay kia lên hướng về phía kim bản đánh ra một đạo pháp quyết. Dị biến xuất hiện, pháp quyết sau khi tiến nhập vào bên trong kim bản, kim bản đột nhiên kim quang chấp động, thanh âm vù vù nổi lên, từng đạo ngân sắc phù văn theo đó mà hiện ra. Tùy theo pháp khí run lên bỗng nhiên từ trong tay hàn lập thoát ra hóa thành một đoàn kim quang hướng về phía ngọn núi bắn nhanh đi. Trường 1728, Hỗn Nguyên Xích. Phanh một tiếng, kim quang sau đó bạo liệt ra theo kim bản phun ra từng đạo ngân sắc phù văn hướng về ngọn núi bắn đi khắp nơi. Ngân quang chấp động rồi tất cả phù văn đều chui vào bên trong núi đá, sau đó xuyên qua tầng tầng khoáng thạch mà vào sâu bên trong lòng núi. Hàn lập lẳng lặng huyền phù tại chỗ, mặt không chút biểu tình. Một chén trà nhỏ công phu sau đó, hư không phía dưới kim bàn đột nhiên phát ra một tiếng vù vù xé gió, tiếp theo kim quang chợt lóe lên. Hàn lập thấy vậy đuôi lông mày khẽ nhíu lại, một tay hướng về phía kim bàn phất lên một cái, Viên bàn chợt lóe lên liền bị nhiếp vào trong tay của Hàn Lập. Hàn Lập cúi đầu xuống nhìn viên bàn thật kỹ, chỉ thấy mặt ngoài kim bàn lưu chuyển một đoàn linh quang chói mắt, khóe miệng hắn khẽ run run một chút, bên ngoài thân hoàng quang chợt lóe lập tức hướng về phía ngọn núi bắn thẳng tới, Vô Thành Vô Tức lập tức bay xuyên qua tầng tầng đất đá hướng bụng núi chui vào, tuy là đang thi triển thổ độn thuật nhưng tốc độ cũng không kém phi đột như lúc trước là bao. Chỉ một lát công phu sau, phía trước mặt hắn đột nhiên sáng ngời, một cái động ngầm thật lớn quỷ dị xuất hiện. Bên trong huyệt động có một đoàn kim quang đang huyền phù ngay giữa không gian huyệt động, bề ngoài bộ dáng không chút hao tổn, đúng là kim đoàn từ ngân sắc phù văn do kim bản tạo thành ban đầu. Độn Quang chợt tắt hiện ra Hàn Lập ngay bên trong huyệt động, ánh mắt nhanh chóng hướng bốn phía đảo qua một lần, nhất thời phát hiện được mấy thông đạo uốn lượn thông với nơi này. Thần sắc hắn vừa động nhanh chóng hướng về phía một cái thông đạo gần đó đi tới. Bên trong thông đạo chỉ có một mảnh tối đen cơ hồ không thể nhìn rõ năm ngón tay được nhưng chỉ thấy Hàn Lập tùy ý xuất ra viên giả dạ quang tinh thạch để cho nó huyền phù ngay trên đỉnh đầu, từ đó trong thông đạo tự nhiên sáng rõ như ban ngày. Sau khi đi qua một đoạn nhỏ, hắn đem thần niệm hướng bốn phương tám hướng quét khắp nơi trong thạch động gồ ghề. Một lát sau hắn liền dừng cước bộ lại, mở miệng phun ra một đạo thanh sắc tiểu kiếm, thanh quang chợt lóe lên liền kích lên trên thạch bích. Kiếm quang này cơ hồ sắc bén dị thường, nơi nào kiếm quang đi qua thạch bích đều như đậu hũ dễ dàng đâm sâu vào bên trong trong nháy mắt trước mắt đã xuất hiện một cái thạch động phía trên thạch bích. Đương một tiếng từ bên trong huyệt động mới tạo truyền ra, có vẻ rõ ràng dị thường. Hàn lập sau khi nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc. Một tay bấm quyết, một ngụm thanh sắc tiểu kiếm từ bên trong huyệt động lập tức quay trở về trong tay hắn, chỉ thấy bên trên tiểu kiếm có đính một khoáng thạch màu tím đen không rõ danh tính. Quả nhiên là nơi này, số lượng cũng không ít, muốn thu lấy toàn bộ e là phải mất vài ngày mới làm được. Hàn Lập nâng phi kiếm thu lấy khoáng thạch vào trong tay, sau đó ngưng thần nhìn kỹ rồi tự thì thảo nói một câu. Hắn tự nhiên sẽ không tự mình đào sới tìm kiếm khoáng thạch bên trong lòng núi, lúc này một tay hướng về phía túi chữ vật hất lên một cái, vài đạo linh quang chợt bay ra sau đó hiện ra trước người mấy đầu khôi lỗi hình dạng khác nhau. Số khôi lỗi này đều do hắn luyện chế khi còn ở dưới nhân giới, cấp bậc tuy vô cùng thấp nhưng cũng đối với việc khai thách khoáng thạch bên trong lòng núi này thì xem ra vẫn dư sức. Sau đó, Hắn lại khẽ vuốt lên thiên linh cái một cái, để nhị nguyên anh cũng theo đó mà bay ra, sau đó trực tiếp phụ trách thao túng đám khôi lỗi này thực hiện công tác đào mỏ, còn về phần hắn thì tự nhiên là lại thi triển thổ độn thuật rời khỏi lòng núi. Lúc này Khúc Nhi cũng vừa mang theo mấy vạn khoản nội đan của Phi Hồng Ngư bay lại đây, sau đó đem toàn bộ bên trong chữ vật thủ chặt giao cho Hàn Lập. Sau khi kiểm tra cẩn thận, vẻ mặt liền lộ ra vẻ vừa lòng, trong miệng khích lệ Khúc Nhi vài câu, sau đó đem chữ vật thủ chặt này cẩn thận thu lại. Chủ nhân Khúc Nhi cảm ứng được khu vực gần đây tựa hồ có không ít linh dược, tiểu tỷ đem toàn bộ thu lấy lại đây nhé. Khúc Nhi do dự một lát rồi hướng về phía Hàn Lập rụt rè nói. Linh dược, người thân là thiên địa linh vật có thể cảm ứng được có lẽ là không sai. Được rồi, nơi đây cũng không có mãnh thú gì khác, thời gian cũng còn nhiều người cứ làm theo ý mình đi. Hàn Lập nghe nói như thế thì cũng có chút ngoài ý muốn nhưng không có ý ngăn trở đồng ý nói. Đa tạ chủ nhân, tiểu tỷ đi làm ngay, nữ nồng tỏ ra vui vẻ, hân hoan đáp lại. Sau đó bạch quang tái khởi, nữ đồng lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng trời cao bay lên, sau đó hướng về ngọn núi thấp xanh dờn bên cạnh kích bay tới. Hàn lập khẽ cười một cái, lúc này bắt đầu đi tìm một khối cự thạch tùy ý khoanh chân ngồi xuống. Tay áo bảo khẽ run lên, hơn 10 đạo trận kỳ màu sắc khác nhau, linh quang chấp động hướng bốn phương tám hướng biến vào hư không không thấy bóng dáng. Phốc một tiếng,